trưởng môn nhân thí thần chứng đạo, thành tựu khoáng cổ tuyệt kim nghịch thiên tu vi, hắn dùng hỏa thần thiên tôn hài cốt, đúc thành mồi lửa nguyên đồ đựng, cũng lấy hỏa thần thiên tôn tàn hồn hơi thở, thành lập địa mạch, chế tạo ra toàn bộ hỏa thần giới. Diệp thần nội tâm rung động, thí thần chứng đạo, cái này bốn chữ, sau lưng hàm chứa đáng sợ đến mực nào uy nghiêm. Tử Hoàng Thiên Cung trưởng giáo đạo đức thiên tôn, lại liền cổ xưa thần minh đều có thể giết chết, thực lực không biết có cường đại dường nào. Mà hỏa thần thiên tôn, lại cùng Kỷ Tư Thanh có liên quan. Kỷ Tư Thanh lấy được hỏa thần một giọt máu, cũng thành công luyện hóa. Diệp thần mơ hồ tới giữa, cảm thấy một ít khả năng tồn tại tai biến. Hắn chỉ hy vọng Kỷ Tư Thanh cùng Tử Hoàng Tiên Cung tới giữa, không nên nháo ra phức tạp gì biến cố mới phải, nếu không, tình cảnh khó mà thu thập. Vù vù. Bỗng nhiên, Diệp thần cảm thấy đầu một hồi chấn động, truyền ra đau nhói. Hắn nhìn mồi lửa nguyên khí tượng, nhìn thẳng vậy thần linh hài cốt, tầm mắt dừng lại hồi lâu, quả nhiên được một chút không rõ cắn trả. Mơ hồ tới giữa, Diệp thần thấy được một cái phong hoa tuyệt đại cô gái, người mặc lửa cháy bừng bừng vậy đồ đỏ, da thịt trắng như tuyết, trôi giạt xuất trần như trời thượng tiên người. Đây chính là hỏa thần thiên tôn sao? Diệp thần còn muốn lại xem, nhưng đầu vô cùng đau đớn, không thể làm gì khác hơn là thu hồi ánh mắt quang. Hắn ánh mắt vừa thu lại hồi, nhức đầu liền biến mất, đặc biệt thần kỳ. Thần linh hài cốt, quả nhiên quỷ dị, chỉ là xem hơn mấy lần, cũng có thể để cho người dính không rõ. Diệp thần không khỏi được thở dài nói. Luân hồi chi chủ, không muốn nhẹ nghị thần minh, miễn được không rõ hơi thở thêm thân. Trần Nam nhắc nhở. Ừ. Diệp thần gật đầu một cái. Trần Nam nói, như vậy, ta hiện tại vì ngươi tẩy rửa quán đỉnh, có thể sẽ rất đau, người muốn nhịn được. Diệp thần nói, được. Lập tức, Diệp thần ở Trần Nam dưới chỉ thị, ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị kỹ càng. Trần Nam sắc mặt ngưng trọng, tay phải thúc giục Tử Hoàng Hỏa Liên, từng tia nóng rực hơi thở, từ Hỏa Liên bên trong tràn ngập ra. Cái này đóa Tử Hoàng Hỏa Liên, hội tụ mấy trăm đóa Tử Hoàng lửa linh khí, năng lượng đặc biệt mênh mông. Hỏa Liên quanh quẩn ở Diệp thần đỉnh đầu, vậy từng tia nóng rực hơi thở, đổi được càng ngày càng nóng bỏng, hình như là đá núi lửa tương vậy. Xuy xuy xuy, từng đạo ngọn lửa khí lưu, từ Hỏa Liên trên bạo dũng ra, giống như là thác nước vậy, chen lấn rót rơi vào Diệp thần trên đầu. Diệp thần chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu, từng cổ một hung mãnh lửa cháy bừng bừng hơi thở, điên cuồng tưới xuống, từ đỉnh đầu huyệt khiếu thấm vào đến hắn quanh thân kinh mạch bên trong. Trong thoáng chốc, Diệp thần cảm thấy nhiệt độ kinh khủng, thật giống như mình lọt vào bên trong nham thạch nóng chảy mặt. Kịch liệt nhiệt độ cao, điên cuồng nướng trước hắn thân thể, phải đem hắn hoàn toàn đốt nốt thành cho tẫn vậy. Thật là nóng. Diệp thần cắn răng, mặc dù hắn sớm có chuẩn bị, nhưng Tử Hoàng lửa quán đỉnh nhiệt độ cao, vẫn là ra hắn tưởng tượng. Đang kịch liệt nhiệt độ nướng hạ, Diệp thần cả người cũng toát ra khói trắng, suy suy bốc hơi lên. Cả người da hoàn toàn đỏ lên, thật giống như bị xào chín. Hắn cắn răng cố nén lửa đốt đau, vận chuyển nội tức, đem vậy Tử Hoàng lửa năng lượng, không ngừng hấp thu được mình trong đan điền. Từng luồng Tử Hoàng lửa linh khí, không ngừng hội tụ nhập Diệp thần đan điền bên trong. Diệp thần trong đan điền linh khí, vậy đang không ngừng lớn mạnh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Diệp thần cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy vậy nhiệt độ kinh khủng. Dần dần hạ nhiệt đi xuống, biến thành ấm áp, mà không phải là nóng bỏng. Từng luồng Tử Hoàng lửa năng lượng linh khí, vậy dần dần cùng hắn thân thể, hoàn mỹ dung hợp. Ở đó Tử Hoàng lửa linh khí bồi bổ hạ, Diệp thần thương thế, hoàn toàn khôi phục, yếu ớt nguyên khí, cũng là lần nữa trở lại đỉnh cấp, đầy đặn mà nóng rực, cả người trên dưới, thật giống như có dùng vô tận lực lượng. Suy, Diệp thần mở hai mắt ra, trong mắt thì có hai đạo xích mang bắn ra. Như vậy lửa cháy bừng bừng ngất trời, đặc biệt nguy nga. Bầu trời kim bảng hạng, Diệp thần vẫn là thứ nhất. Chỉ là hắn Tử Hoàng lửa số lượng, đã từ hơn ngàn đóa hạ xuống 500 đóa chừng. Một nửa kia Tử Hoàng lửa, đã toàn bộ bị hắn hấp thu. Trời đã sáng. Diệp thần hấp thu Tử Hoàng lửa, lại là đi qua cả đêm thời gian. Luân hồi chi chủ, cảm giác như thế nào? Trần Nam cười nhìn Diệp thần, nói. Cảm giác nhất định chính là hoàn mỹ, ta thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Diệp thần nắm quyền một cái, chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng dâng trào. Hắn tu vi,
vốn là mới vừa bước vào bách gia cảnh 7 tầng thiên, nhưng tiếp nhận tử hoàng lửa tẩy rửa quán đỉnh sau đó, đã bước nhanh tăng lên, đến 7 tầng thiên cực hạn. Hiện tại, chỉ thiếu chút xíu nữa, Diệp Thần liền có thể chính thức bước vào tầng 8 ngày. Trần Nam huynh, đa tạ. Diệp Thần trịnh trọng hướng Trần Nam chắp tay, vô cùng cảm ơn. Nếu như không phải là có Trần Nam tẩy rửa quán đỉnh, hắn cũng không khả năng tiến bộ được nhanh như vậy. Trần Nam cười nói, không sao, không cần cảm ơn, ngươi chỉ cần nhớ, sau khi đi ra ngoài, hướng trưởng môn nhân bẩm báo, nội gián chính là Hồng Xuân Thu. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói yên tâm, ta sẽ nhớ. Dừng một chút, Diệp Thần nhìn Trần Nam cả người trên dưới, vẫn là bị vô số xích sắt nhốt hình dáng, có chút lo âu, nói Trần Nam huynh, ngươi một mực bị nhốt phong ấn, thật không có chuyện gì sao? Trần Nam dửng dưng cười nói, không có sao, ta tuy bị nhốt, nhưng có mồi lửa che chở, cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi thôi. Ngoài ra, trưởng môn phu nhân bỏ mạng ở chết cấm khu, nếu như ngươi phía sau đi chết cấm khu, siêu độ nàng vong hồn đi, nàng bị hắc ám khí tức ăn mòn, rất có thể hôm nay đã trở thành quái vật. Nói xong lời cuối cùng, Trần Nam giọng đổi được thê lương, mang thống khổ. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi, nói quái vật. Trần Nam nói, trưởng môn phu nhân tên là Nguyệt Hồn Tiên Tử, nàng là trưởng môn trên danh nghĩa thê tử, hai bên cũng không tình vợ chồng, trưởng môn cưới nàng, thật ra thì mang theo điểm lợi dụng mục đích, muốn để cho nàng trông chừng mồi lửa. Dẫu sao cái này thế gian, không có so nàng thích hợp hơn người trông chừng, nàng là đã từng Hỏa Thần Thiên Tôn muội muội. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, Hỏa Thần Thiên Tôn, còn có một muội muội. Đạo Đức Thiên Tôn đang lợi dụng nàng. Trần Nam cười khổ lắc đầu một cái, nói, được rồi, loại chuyện này, ta cũng không dám nói nhiều, vọng nghị trưởng môn, đây là đại bất kính cử động, ta chỉ biết là ở trưởng môn trong mắt, chỉ có bảo vệ mồi lửa sứ mạng, cái khác hết thảy cũng không trọng yếu. Diệp Thần nói, vậy đệ nhị yêu cơ, là Đạo Đức Thiên Tôn con gái ruột thịt sao? Trần Nam nói, là ruột thịt, trưởng môn nhân và Nguyệt Hồn Tiên Tử, tất cả lấy ra một giọt máu tươi, dung hợp tạo ra liền một đứa con gái. Cũng giao cho quỷ vương giới thứ hai thế gia nuôi dưỡng, người hỏi cái này để làm gì? Diệp Thần nói, không, tùy tiện hỏi một chút. Trần Nam nói, ừ, những chuyện này, đã từng là cực kỳ bí mật, nhưng bây giờ, trưởng môn nhân tựa hồ có tự mình hạ xuống thế giới hiện thật dự định, cho nên vậy công bố rất nhiều bí mật, thành lập nhân quả, là hạ xuống làm chuẩn bị. Diệp Thần nói, năm đó vậy trận đại tai biến, Nguyệt Hồn Tiên Tử vậy chết trận. Trần Nam nói, đúng vậy, trưởng môn phu nhân nàng vậy chết trận, hơn nữa. Chết rất thảm, sau khi chết vậy không được an bình, ở hắc ám khí thức ăn mòn, nàng rất có thể thành một cái vặn vẹo quái vật, cái này thế gian, chỉ có luân hồi, có thể siêu độ nàng. Dừng một chút, Trần Nam lại nói, lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, yêu cơ tiểu thư mời một vị cao nhân tới đây siêu độ mẫu thân nàng vong hồn, vị cao nhân kia, hình như là kêu thân Đỗ Uyển Nhi tới. Nghe nói là có tương lai người nhân vật lớn, nhưng tựa hồ không quá thuận lợi. Diệp Thần nghe nói như vậy, nội tâm đại chấn, nói, người nói gì sao, thân Đỗ Uyển Nhi. Trần Nam nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, người biết nàng. Diệp Thần tim tim đập bịch bịch, nói, biết, nàng là ta. Bằng hữu, nàng ở chết cấm khu sao. Trần Nam nói, hẳn ở đi, nhưng muốn siêu độ trưởng môn phu nhân vong hồn, trừ phi là người tự mình ra tay. Người khác ta cũng không coi trọng, chỉ có luân hồi quy luật, mới có thể siêu độ sa đọa bóng tối thống khổ vong linh. Diệp Thần suy nghĩ muôn vàn, yên lặng hồi lâu, mới mở miệng nói, được, cùng phía sau ta đi chết cấm khu, như có cơ hội, ta liền thử nghiệm siêu độ Nguyệt Hồn Tiên Tử vong linh. Nguyệt Hồn Tiên Tử, là Hỏa Thần Thiên Tôn muội muội, nàng tỷ tỷ bị giết chết, nàng cuối cùng nhưng thành hung thủ thê tử, thậm chí phải đi trông chừng mồi lửa. Vậy chuyên chở mồi lửa đồ đựng. Chính là dùng nàng tỷ tỷ hài cốt đúc thành. Nàng mỗi ngày hướng về phía tỷ tỷ hài cốt, không biết là tâm tình gì. Diệp Thần chỉ là nghe những cổ xưa kia câu chuyện, là có thể cảm thấy Nguyệt Hồn Tiên Tử vùng vẫy cùng vặn vẹo. Muốn đến ở Nguyệt Hồn Tiên Tử trong lòng, vậy có vô số vùng vẫy cùng oán hận. Những thứ này oán hận tồn tại, rất dễ dàng gặp phải hắc ám khí tức xâm lược. Một khi dính hắc ám, rơi vào không rõ, vậy chỉ có lâm vào là quái vật kết cục. Diệp Thần cũng không khỏi được phát ra một tiếng thở dài. Trần Nam nói, luân hồi chi chủ,
vậy thì cảm ơn ngươi, trưởng môn phu nhân là một cái người cơ khổ, nàng như có thể được siêu độ, cũng coi là giải thoát. Diệp Thần im lặng gật đầu, lập tức chính là tạm biệt Trần Nam, từ hắc ám vũ khí bên trong đi ra, lần nữa trở lại ngoại giới. Ánh mặt trời chói mắt, bây giờ là ban ngày, không u khu hắc ám khí tức, đã tản đi. Nhưng ở Diệp Thần sau lưng, hắc ám vũ khí như cũ nồng nặc, che đậy thiên cơ, để cho ngoại giới không cách nào điều tra. Nơi này là hắc ám khí tức ứ tích điểm, hắc vụ di thiên không tiêu tan, Trần Nam liền bị vĩnh hằng nhốt ở bên trong. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, bình tĩnh tâm thần, ánh mắt mong về phía trước khu vực, chết cấm khu khoảng cách hắn cũng không xa. Nhưng hiện tại, còn không phải là đi chết cấm khu thời điểm. Bởi vì, Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh các người, đều ở đây tranh bá trong khu mặt. Hơn nữa, các nàng còn rất có thể gặp nguy hiểm. Nhược Tuyết, Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, chờ ta. Diệp Thần nắm quyền một cái, hiện tại hắn trạng thái hoàn toàn khôi phục đỉnh cấp, ở tử hoàng lửa rèn luyện hạ, thực lực thậm chí so với trước kia, còn có tiến bộ. Lập tức, Diệp Thần thân thể bạo cướp, lần nữa hướng tranh bá khu bay đi. Trong chiến trường thiên cơ khép kín, người dự thi cùng người dự thi tới giữa, khó mà bắt được đối phương hơi thở. Nhưng, Diệp Thần đạt được tử hoàng lửa tẩy rửa, liền cảm thấy trong chiến trường thiên cơ sương mù dày đặc, ở liệt hỏa dưới sự xung kích, đều là tầng tầng tản đi. Hắn cơ hồ là ngay tức thì, liền bắt được Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh đám người vị trí tọa độ, thân hình như gió cấp tốc lao đi. Chiến trường bên ngoài, thánh thành trên quảng trường, vô số tân khách các khán giả, lần nữa thấy được Diệp Thần bóng người, đều là kinh hãi. Tối hôm qua, vô số yêu thú tập kích Diệp Thần, ở ứ tích hắc vụ che giấu hạ, bọn họ cũng không có thể thấy chiến đấu hình ảnh, chỉ nghe được từng cơn kịch liệt tiếng đánh nhau, còn có yêu thú kêu thảm thiết. Kết quả chiến đấu, chính là các yêu thú chật vật chạy trốn, Diệp Thần tử hoàng lửa số lượng, biên độ lớn tăng vọt, bước lên đến hạng nhất. Mà hiện tại, Diệp Thần lần nữa xuất hiện, trạng thái đã trở lại đỉnh cấp, thậm chí vượt qua đỉnh cấp, tất cả mọi người đều rung động. Thằng nhóc này, ở bị thương dưới trạng thái, là làm sao giết như thế nhiều yêu thú. Hắn không chỉ có không có chết, trạng thái ngược lại khôi phục đỉnh cấp, đây là làm sao làm được. Chẳng lẽ hắn hấp thu tử hoàng lửa năng lượng? Các người xem hắn bảng danh sách hạng, tuy vẫn là thứ nhất, nhưng tử hoàng lửa số lượng, nhưng là giảm nhanh một nửa. Đám người nhiều kinh ngạc tiếng nghị luận vang lên, toàn trường người xem đều là xôn xao. Tối hôm qua Diệp Thần, vẫn là một cái chó chết chủ vậy, vô cùng chật vật. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thần cả người trên dưới, trong giơ tay nhấc chân, đều có vương giả cùng chúa tể uy nghiêm. Tất cả mọi người đều biết, vô luận là Vạn Khư Thần Điện Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, vẫn là Kiếm Môn Quy Trần, hoặc là cái đó Tư Đồ Trần, cũng không thể đè thêm chế Diệp Thần. Giờ khắc này Diệp Thần, vậy cổ nóng rực, trầm ổn, uy nghiêm khí tượng, thật là liền cho người một loại vô địch cảm giác. Vạn Khư Thần Điện bên này, Vũ Hoàng Cổ Đế thấy Diệp Thần đi ra, trở lại tranh bá khu, gương mặt hoàn toàn vặn vẹo, tràn đầy tức giận, kinh hoàng, biểu tình không thể tin. Thằng nhóc này, quả nhiên không có chết, thậm chí thực lực lại tăng vào. Đáng chết, luân hồi khí vận, lại có thể hừng hực đến tình cảnh này sao? Vũ Hoàng Cổ Đế cắn răng nghiến lợi, hận không được tự mình vọt tới bên trong chiến trường đi, đem Diệp Thần giết chết. Một bên Hồng Xuân Thu, nhìn Diệp Thần bóng người, nhưng khó hiểu có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Tại sao ta sẽ bất an như vậy? Chẳng lẽ ta bí mật, đã bị thằng nhóc này biết không? Hồng Xuân Thu nội tâm run rẩy, từ vô lượng cảnh cường giả trực giác. Hắn bắt được vô cùng nguy hiểm thiên cơ, mình là nội gián bí mật, rất có thể đã bại lộ. Bên kia, Kiếm Môn các trưởng lão, thấy Diệp Thần như vương giả trở lại vậy bóng người, cũng là bộ dạng sợ hãi sợ hãi. Mà Tổ Vô Thiên diễn cảm, lại là dữ tợn đến trước đó chưa từng có bước. Lão Tổ, Diệp Thần vậy tiểu tử không có chết, xem hắn dáng vẻ, còn muốn báo thù tới, vạn nhất Quy Trần thiếu gia xảy ra chuyện. Một cái trưởng lão thanh âm phát run nói. Không, Quy Trần sẽ không xảy ra chuyện, trận chiến này, người thắng nhất định là chúng ta. Ma Tổ Vô Thiên hung ác nói. Rất nhiều Kiếm Môn trưởng lão cùng các cường giả, nhưng cũng không dám lên tiếng. Thiên Thanh Minh bên này, Diệp Lâm Uyên thấy Diệp Thần bóng người, cũng là con người co rúm lại. Hắn trên mình, có vĩnh hằng pháp bảo, là đã từng lôi thần tổ khí. Diệp Lâm Uyên ra mặt lay động,
hắn thừa kế nguyên thủy ma chủ ý chí, vậy dòm ngó gặp được đã từng thời đại cổ xưa. Chân chính vĩnh hằng ngọn nguồn, cũng không phải là nguyên thủy ma chủ, mà là chín thần lúc thay lôi thần. Mơ hồ tới giữa, Diệp Lâm Uyên cảm giác được, ở Diệp thần trên mình, rất có thể có lôi thần tổ khí. Lôi thần tổ khí, đối người khác mà nói, rất có thể chính là một kiện pháp bảo mà thôi, chỉ là cổ xưa cùng cường đại một chút. Nhưng đối với Diệp Lâm Uyên mà nói, cũng rất có thể phải mệnh. Dẫu sao hắn quy luật lực lượng, ngọn nguồn ở lôi thần nơi đó. Một khi lôi thần tổ khí hạ xuống, tất nhiên áp chế huyết mạch hắn hơi thở, để cho hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Lôi thần tổ khí ở Diệp thần trên tay, đối Diệp Lâm Uyên mà nói, cũng không phải là cái tin tức tốt gì. Tử Hoàng cung điện bên kia. Đạo Đức Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở ngai vàng bên trên, ngắm nhìn trong hình Diệp thần bóng người, diễn cảm nhưng là mang nặng nề, còn có một chút khó nói nên lời mịt mờ mùi vị. Phụ thân, thế nào? Luân hồi chi chủ lần nữa quật khởi, người không cao hứng sao? Đệ nhị yêu cơ ngồi ở Đạo Đức Thiên Tôn bên người, cười hỏi. Ngày hôm qua Diệp thần còn bị đuổi giết, ngày hôm nay lại lần nữa quật khởi, cái này để cho được đệ nhị yêu cơ, cũng là vô cùng vui vẻ yên tâm. Chỉ là xem Đạo Đức Thiên Tôn diễn cảm, hắn tựa hồ cũng mất hứng. Đạo Đức Thiên Tôn dửng dưng mỉm cười nói, phụ thân gần đây không nhúng tay vào thế giới hiện thật nhân quả, luân hồi chi chủ là quật khởi vẫn là chết, đối ta lại nói, đều là giống nhau. Đệ nhị yêu cơ bĩu môi, nói ta còn lấy vì ngươi đã công nhận luân hồi chi chủ tồn tại. Đạo Đức Thiên Tôn không nói gì thêm, chỉ là mỉm cười. Một bên Đa Bảo Thiên Quân, nhưng là mồ hôi lạnh nhễ nhại, trong đầu nghĩ, thằng nhóc này lại thế nào có thể quật khởi, Trùng Dương chân nhân đối hắn có thể là đặc biệt coi trọng, một khi hắn đoạt cúp, gia nhập chính phái bên kia, ta tả phái chẳng phải là muốn gặp họa. Hình ảnh quay về. Trong chiến trường, Diệp thần tự nhiên không biết bên ngoài nghị luận, nhưng hắn cũng biết, có vô số ánh mắt, đang chăm chú nhìn mình. Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, liền để cho các ngươi chính mắt xem, thủ hạ các ngươi người, đều chết ở trên tay ta đi. Diệp thần nắm quyền một cái, trong mắt cũng là lướt qua một chút mũi nhọn, tăng thêm tốc độ, thân như tật phong nhanh như tia chớp, rất mau liền trở về tranh bá khu. Hắn bắt được xa xa tiếng đánh nhau, lập tức phi thân đi. Phía trước trên một mảnh đất trống, mấy chục đạo bóng người kịch liệt chém giết, vô số thần thông ánh sáng bùng nổ, võ đạo hơi thở ngất trời, bụi mù lăn lăn, khá là nguy nga. Chiến đấu hai bên, một bên là Vạn Khư Thần Điện các cường giả, lấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cầm đầu. Bên kia, là sống chết vực, biển cả giới, Tinh Nguyệt Thần Giáo đệ tử, người cầm đầu, chính là Hạ Nhược Tuyết cùng Ngụy Dĩnh. Diệp thần xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, không gặp Kỳ Tư Thanh và Phạm Tinh Nghiên, không khỏi được trong lòng trầm xuống. Mà chiến đấu tình thế, cũng là tương đương bất lợi. Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh các người, đều là bị thương mà chiến, hoàn toàn không phải Vũ Hoàng Ngạo Tuyết địch thủ, khắp nơi bị áp chế, lần lượt tháo chạy. Tinh Nguyệt Thần Giáo, sống chết vực, biển cả giới các đệ tử, liều chết bảo vệ hai cô gái, thậm chí không tiếc tự bạo kháng địch. Nếu như không phải là như vậy, sợ rằng Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh đã sớm bị Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bắt lại. Một bầy kiến hôi, tội gì vùng vẫy. Ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể tha các ngươi không chết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thanh âm như hàn xương vậy, lạnh như băng mà xâm nghiêm, bắt đầu khuyên hàng. Thật ra thì, nàng còn không có bùng nổ toàn lực. Nếu như nàng toàn lực bùng nổ nói, Hạ Nhược Tuyết bên này, chưa chắc có thể đỡ nổi. Nhưng, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết vậy có điều cố kỵ, một khi mình dây dưa lực quá lớn, rơi vào yếu ớt, phía sau phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa, liền khó mà ứng phó. Dẫu sao nơi này là Thái Thượng Công Đức chiến trường, nhân tố nguy hiểm quá nhiều, phía sau vậy hai cái khu vực, chết cấm khu và công đức khu, đều đã gặp phải hắc ám khí tức xâm lược. Trời mới biết những cái kia đến từ không không thời không hắc ám, rốt cuộc sẽ có đáng sợ dường nào, gìn giữ thực lực là cần thiết. Nghe được Vũ Hoàng Ngạo Tuyết khuyên hàng, Hạ Nhược Tuyết cũng không có gì diễn cảm, chỉ là dùng kiếm của mình phong đáp lại. Minh Nguyệt kiếm lưu, từng luồng trăng sáng chói lọi, từ Hạ Nhược Tuyết trong kiếm phong tự nhiên ra, thẳng hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết chém tới. Ở chấp trường Tinh Nguyệt Thần Giáo đạo thống sau đó, Hạ Nhược Tuyết đại khí vận thêm thân. Minh Nguyệt đạo pháp tu vi, đổi được vô cùng cường hãn. Nếu như là vậy tầng dưới chót vô lượng cảnh cường giả,
nàng đã có chắc chắn giết chết. Nhưng rất đáng tiếc, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cũng không phải là người bình thường. Nàng là Vũ Hoàng cổ đế nghĩa nữ, thân phận tôn kính, trong cơ thể thậm chí có băng máu thần mạch. Tự tìm cái chết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy Hạ Nhược Tuyết khua kiếm đánh tới, mắt đẹp cũng là lướt qua một chút hàn mang, đầu ngón tay cuốn lên một cổ băng tuyết, hóa thành kinh khủng băng long cuốn khí lưu, hung hăng hướng Hạ Nhược Tuyết gào thét đi. Ở nơi này cổ băng long cuốn khí lưu dưới sự xung kích, không khí chung quanh, nhiệt độ chợt giảm xuống, đổi được vô cùng lạnh như băng, liền bốn phía cỏ cây, cũng là kết nổi lên thật dày sương hoa, đóng băng thấu xương. Hạ Nhược Tuyết kiếm chiêu quỹ tích, cũng là đổi được chậm chạp, thậm chí thân thể đều phải hóa thành tượng đá. Thương Thiên Tranh Viêm. Trong lúc nguy cấp, một đạo động trời tiếng quát nổ lên. Chỉ gặp lau một cái màu cam sắc hỏa diễm kiếm khí, giống như là lật sóng biển vậy, mang nóng rực nhiệt độ cao, lăn lăn đi về trước gào thét đi, giống như là muốn cuộn sạch trời. Ở đó Thương Thiên Tranh Viêm hỏa diễm kiếm sóng hạ, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết phóng thích ra băng long cuốn khí lưu, trong nháy mắt liền băng tiêu tuyết tan ra, trong không khí lại cũng không có một chút khí lạnh, có, chỉ là nóng bỏng tới cực điểm ngọn lửa. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết kinh hãi, quay đầu vừa thấy, liền thấy một đạo cao ngất to lớn, trầm ổn như thiên thần bóng người. Diệp Thần, là ngươi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết con người kịch liệt co rúc lại, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Giờ khắc này Diệp Thần, trong tay cầm luân hồi thiên kiếm, trên thân kiếm màu cam sắc sóng lửa vần quanh, khí thế vô cùng bá đạo mãnh liệt, lại cũng không có nửa điểm yếu ớt hình dáng. Chung quanh vạn khư thần điện các cường giả, thấy Diệp Thần xuất hiện, cũng là tủng sợ hãi kinh hãi, ở Diệp Thần khí thế chèn ép xuống, tất cả người đều là run lẩy bẩy. Tinh Nguyệt Thần Giáo bên này, thời là một cái trợn mắt hốc mồm, chỉ lấy là mình đang nằm mơ. Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, thân thể mềm mại cũng là run rẩy, ở rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần hơi thở sau đó, các nàng trong mắt thậm chí mơ hồ nổi lên nước mắt. Các nàng cũng không nghĩ tới, ở nơi này thời khắc nguy hiểm nhất, Diệp Thần lại sẽ hạ xuống, hơn nữa còn là mang tư thế vô địch. Ngắn ngủi một đêm, Diệp Thần rốt cuộc trải qua cái gì, vì sao hắn hơi thở, so với ngày hôm qua, lại sẽ mạnh mẽ như thế nhiều. Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, cũng muốn không rõ ràng, nhưng các nàng biết, các nàng được cứu rồi. Ngươi tên này, ngươi còn chưa có chết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cắn chặt hàm răng trước môi dưới, tối hôm qua Diệp Thần đi không u khu, nàng lấy là Diệp Thần đã chết. Dẫu sao, dưới màn rêm không u khu, yêu thú bạo động, tất cả yêu thú đều bị hắc ám khí tức dính, cường hãn dị thường. Người bình thường ban đêm lưu lại ở không u trong khu mặt, cùng tự tìm cái chết kém không nhiều, tuyệt đối muốn bị vô số yêu thú, sống sờ sờ xé thành mảnh vỡ. Nhưng hiện tại, Diệp Thần chưa từng u trong khu đi ra, lần nữa trở lại tranh bá khu, không những không có chết, hơi thở ngược lại tinh tiến, xa so với hôm qua cường hãn. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ luân hồi khí vận, lại hừng hực đến tình cảnh này. Ngươi cũng chưa chết, ta lại làm sao sẽ chết? Diệp Thần giọng nói lạnh lùng, toàn cho dù là không có chút nào nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém điên cuồng ra. Một kiếm này, vẫn là Thương Thiên Tranh Viêm, kiếm ý hoàn toàn cùng luân hồi huyết mạch nghịch phản. Nhưng thời khắc này Diệp Thần, đã có thể rất tốt trưởng ngự cái này môn kiếm pháp. Một kiếm vung ra, màu cam sắc hỏa diễm kiếm khí, ùn ùn kéo đến chém chết hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, phải đem nàng hoàn toàn đốt thành cho tẫn. Đáng chết! Băng Thần, đáp lại ta đi! Vũ Hoàng Ngạo Tuyết mắt gặp Diệp Thần kiếm thế mãnh liệt, vậy là không dám khinh thường, ngửa mặt lên trời kêu lên, ngâm sướng cổ xưa triệu hoán tiếng nói. Nàng băng máu thần mạch, nhất thời kịch liệt bạo phát. Một cổ kinh khủng băng thần thiên uy, từ trên trời hạ xuống, rơi vào Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trên mình. Rào! Một cái chớp mắt tới giữa, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hơi thở bạo tăng, như vậy hóa thân thành xưa nhất băng thần, liền thân thể đều biến thành băng cơ ngọc cốt, không còn là máu thịt hình dáng, nhìn giống như là cục băng vậy trong suốt, đặc biệt quỷ dị. Trong thiên địa khí lưu, toàn bộ hóa thành lạnh vô cùng băng xương. Đầy trời băng tuyết, từ chân trời bay xuống xuống. Tất cả người, cũng cảm nhận được liền hàn khí thấu xương. Ở nơi này cổ kinh khủng khí lạnh cuộn sạch hạ, Diệp Thần Thương Thiên Tranh Viêm khí lưu, cũng là rất miễn cưỡng bị áp chế xuống, bốn phía lại cũng không có nửa điểm ngọn lửa hơi thở, chỉ có băng tuyết uy nghiêm. Có thể ép ta vận dụng băng thần huyết mạch, Diệp Thần, ngươi cho dù chết, cũng không uổng cuộc đời này.
Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ánh mắt kiêu căng, như vậy nhìn xuống vậy nhìn Diệp Thần, ý định giết người bạo dũng. Cuồng bạo băng tuyết hơi thở tách thả ra, thậm chí trực tiếp ở trong sân, cấu trúc ra một cái hoa mỹ băng tuyết kết giới, vô số cổ xưa băng phù văn đang lóe lên. Diệp Thần thân thể, cũng là trực tiếp bị vậy băng tuyết kết giới bao phủ, trên da kết dậy thành tầng tầng băng xương. Ha ha, băng máu thần mạch thì như thế nào? Ngươi chỉ có một giọt băng máu thần, còn không tư cách trấn áp ta. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, vung tay lên, một tôn cổ xưa ấn tỷ nổi lên. Vậy ấn tỷ, toàn thân tử điện vần quanh, sấm sét nổ ầm, thả ra từng cơn tôn quý thủ thắng hơi thở, chính là Trần Nam tặng cho Diệp Thần lôi thần tổ khí, trên trời lôi ấn. Đây là, tổ khí. Ngươi tại sao có thể có tổ khí? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy vậy tôn ấn tỷ, cũng là hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ gặp ngày trước trên lôi ấn, không ngừng thả ra sấm sét huy quang, phá vỡ chung quanh băng tuyết, rất miễn cưỡng mở ra ra một cái sấm sét kết giới. Diệp Thần đứng ở sấm sét kết giới bên trong, giống như là hóa thân lôi thần vậy, cả người điện quang lóng lánh, đặc biệt nguy nga. Trên trời lôi ấn, tử điện thần lôi đao, phá cho ta. Diệp Thần quát to một tiếng, bàn tay lăng không vung lên, một đoàn kinh khủng tử điện lôi quang, ở hắn trong lòng bàn tay nổi lên, chợt mãnh liệt bạo đánh ra, hóa thành mười mấy đạo tử điện đao mang. Cách không hướng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết chém chết đi, khí thế như dễ như bỡn. Cường đại dòng điện, bão táp mà qua, để cho được trong hư không băng tuyết, cũng cháy bạo nổ. Ngón này tử điện thần lôi đao, là đao chấn sơn truyền cho Diệp Thần thần thông, xuất xứ từ tán thần nhất mạch đao tộc. Diệp Thần lấy trên trời lôi ấn lực lượng, tuôn ra tử điện thần lôi đao, uy lực đơn giản là long trời lở đất. Ở lôi thần tổ khí thần uy ra chỉ xuống. Vậy mười mấy đạo tử điện đao mang, giống như có thể phá giết hết thảy, thế không thể đỡ. Băng thuẫn, bảo vệ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết kinh hoàng, vội vàng điều động băng tuyết lực, ở trước người cấu trúc thành một mặt vững chắc băng tuyết tấm thuẫn. Phịch. Nhưng Diệp Thần tử điện thần lôi đao, nhưng là vô cùng hung hãn, mười mấy đạo đao mang chém chết, lập tức liền đem vậy băng tuyết tấm thuẫn chảm phá. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy tử điện đao mang giết tới, cũng là mắt đẹp co rúc lại. Không nghĩ tới Diệp Thần lực lượng, lại có thể sẽ kinh khủng đến tình cảnh này. Nếu như bị những cái kia tử điện đao mang đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Sống chết trước mắt, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tay một chiêu, đem bên người mười mấy vạn khư thần điện cường giả, cuốn qua tới khi thịt thuẫn. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Diệp Thần tử điện đao mang, thế như trẻ tre, đem vậy mười mấy vạn khư cường giả, toàn bộ chém chết, đổ máu như mưa. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết khó khăn lắm tránh thoát, nhưng cũng là sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Đi! Trong kinh hoàng, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết vung tay lên, mang còn sót lại vạn khư các cường giả, chật vật chạy thục mạng. Giờ khắc này Diệp Thần, chân thực quá vô địch, cho dù là nàng, vậy không có nửa điểm đối kháng có thể. Bên ngoài trên quảng trường các khán giả, thấy một màn này, cũng là sợ ngây người. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhưng mà Vũ Hoàng cổ đế nghĩa nữ. Bế quan không biết đã bao nhiêu năm, cho đến lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, mới phá cửa ra. Vũ Hoàng cổ đế đối cái này nghĩa nữ, nhưng mà dành cho kỳ vọng rất lớn, muốn dựa vào nàng chém chết luân hồi chi chủ, đoạt được hạng nhất. Nhưng hôm nay, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhưng là thua ở Diệp Thần dưới quyền. Vô số người xem, đều có chút rung động, dẫu sao Vũ Hoàng Ngạo Tuyết có băng máu thần mạch, thiên phú vô cùng cường hãn. Nhưng hôm nay xem ra, bất kể là huyết mạch gì, ở luân hồi huyết mạch trước mặt, cũng thì không cách nào so sánh. Trong chiến trường, Diệp Thần thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bỏ chạy, cũng không đuổi theo, mà là bay đến Hạ Nhược Tuyết cùng Ngụy Dĩnh bên người, ôm trước hai cô gái, ôn nhu nói, không có sao chứ. Hạ Nhược Tuyết gương mặt một hồi kích động đỏ ửng, lại là một hồi yếu ớt trắng bệch, nói, không có sao, chỉ là bị thương nhẹ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, sờ một cái hai nàng mạch đập. Chỉ thấy các nàng hơi thở đặc biệt yếu ớt. Ở tối hôm qua, quy trần trình độ cao nhất bùng nổ, các nàng đã sớm bị thương. Sau đó, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết còn đuổi giết các nàng một đêm. Đang kịch liệt trong chiến đấu, hai nàng thương thế, cũng là càng nghiêm trọng hơn, nhất định phải mau sớm chữa trị. Diệp Thần thi triển ra bát quái thiên đan thuật, thoáng ổn định hai nàng thương thế, hỏi Tư Thanh đâu. Hạ Nhược Tuyết nói, không biết, chúng ta đã sớm tản mát. Chúng ta bị vạn khư thần điện đuổi giết, nàng hẳn là bị kiếm môn đuổi giết.
Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, bấm ngón tay tính toán, rất nhanh bắt được Kỷ Tư Thanh hơi thở. Trừ cái này ra, còn cảm nhận được kiếm môn hơi thở, tương đối tàn bạo âm trầm. Quả nhiên, kiếm môn đang đuổi giết Kỷ Tư Thanh. Chúng ta đi cứu nàng. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức mang Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, còn có Tinh Nguyệt Thần Giáo, sống chết vực, biển cả giới đám người, ngự hướng gió trước Kỷ Tư Thanh chỗ ở phương hướng bay đi. Người biết Tư Thanh ở nơi nào? Hạ Nhược Tuyết có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, dẫu sao ở bên trong chiến trường mặt, thiên cơ phong tỏa, rất khó phán đoán đến người khác vị trí. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, ngược lại là không có giải thích quá nhiều, việc cần kíp, còn là cứu người muốn chặt. Hắn thúc giục nắng ban mai gió, tốc độ cực nhanh, mang đám người một đường phi hành, không tới nửa nén hương thời gian, liền đi tới một mảnh hồ bạc trước. Chỉ gặp Kỷ Tư Thanh, liền ngồi xếp bằng ở giữa hồ, nước hồ chiếu ngược nàng bóng người. Từng tia đỏ thấm ngọn lửa, đi đôi với chu tước kêu to, không ngừng từ Kỷ Tư Thanh trên mình dòng nước chảy ra, ở nước hồ trên hóa thành một cái hoa mỹ chu tước bảo vệ kết giới. Thiên Tinh Cung thánh nữ, Trùng Dương chân nhân học trò Phạm Tinh Nghiên, ngay tại Kỷ Tư Thanh bên người. Bên cạnh hai người, còn có chút Tinh Nguyệt Thần Giáo, Thiên Tinh Cung các đệ tử, Hạ Vũ cũng ở đây. Mà ở hồ bốn phía, chính là kiếm môn các cường giả, tầng tầng vây khốn. Cầm đầu, chính là Quy Trần, còn có Tư Đồ Trần. Bọn họ vây khốn trước Kỷ Tư Thanh, chỉ là tạm thời tới giữa, nhưng không cách nào đột phá Kỷ Tư Thanh bày ra chu tước bảo vệ kết giới, hai bên giằng co. Nữ nhân này lại có thể thừa kế hỏa thần thiên tôn máu thần. Tư Đồ Trần cảm thụ Kỷ Tư Thanh vậy nóng bỏng chu tước ngọn lửa hơi thở, sắc mặt không khỏi được đổi được đặc biệt khó khăn xem. Quy Trần gương mặt hơi có chút yếu ớt cùng trắng bệch, tối hôm qua hắn chu diệt luân hồi nóng lòng, bùng nổ được thật lợi hại, linh khí tiêu hao kịch liệt, đến hiện tại cũng còn không hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn Kỷ Tư Thanh bóng người, cũng là chau mày, sau đó lạnh nhạt nói, không sao, ta xem nàng chống đỡ không được bao lâu, tối đa nửa giờ, nàng linh khí thì phải hao hết, cùng đến lúc đó, nàng bảo vệ kết giới, tự nhiên không đánh tự thua. Tư Đồ Trần nghe nói như vậy, không khỏi cười hắc hắc, nói cùng bắt người phụ nữ kia, liền do ta xử trí nàng đi. Nàng hỏa thần máu, nếu là dung hợp đến trong cơ thể ta, vậy thì hoàn mỹ. Quy Trần lạnh nhạt nói, tùy ngươi, ta chỉ cần nàng chết, luân hồi trận doanh người, đều phải chết. Nghe được hai người đối thoại, hồ bên trong, Phạm Tinh Nghiên, Hạ Vũ các người, đều là vô cùng nóng nảy. Bọn họ biết, một khi Kỷ Tư Thanh không chịu nổi, chính là ngày dỗ bọn hắn. Nguy cấp dưới, tất cả mọi người đều là đem tự thân linh khí, bơm vào đến Kỷ Tư Thanh trong cơ thể, chỉ hy vọng nàng có thể chống đỡ được lâu một chút. Diệp Thần viễn xa thấy được Kỷ Tư Thanh, không khỏi được con ngươi co giúp một cái. Bởi vì hắn phát hiện, trong hồ chiếu ngược, tựa hồ không phải Kỷ Tư Thanh bản thân hình dáng, mà là một cô gái khác. Đó là một cái khí chất siêu tuyệt, phong hoa tuyệt đại, thân mặc quần áo đỏ, tôn quý như thần linh cô gái. Lại là trong truyền thuyết hỏa thần thiên tôn. Chỉ bất quá, lửa kia thần thiên tôn bóng người, nhưng theo hồ rung động, hơi vặn vẹo rung chuyển. Diệp Thần biết, Kỷ Tư Thanh chống đỡ không được bao lâu. Thật may, hắn đã tới. Gió nổi lên lôi rơi, cho ta trấn áp. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, không nói hai lời, trực tiếp sử dụng nắng ban mai gió cùng lôi ấn. Từng trận gió bão, một đoàn đoàn sấm sét, hỗn hợp hóa thành kinh khủng phong lôi thiên tai, từ Diệp Thần trong tay tuôn ra, ùng ùng vang dội, chấn động nguyên phiến thiên địa, hung hăng hướng bên hồ Quy Trần cùng Tư Đồ Trần, bạo rơi đi. Cái này phong lôi thiên tai, thật là như vậy mà thế thẩm phán vậy, khí thế mãnh liệt khủng bố đến làm người ta hít thở khó khăn bước. Mảnh thiên địa này, mới vừa vẫn là trong suốt quang đãng hình dáng, chỉ theo trước Diệp Thần phong lôi thiên tai hạ xuống, lập tức hóa thành hắc ám, mây sấm nổi lên. Gió bão gầm thét, một phiến phiến phong lôi, tiếp liền không ngừng từ chân trời hạ xuống. Đùng đùng, kịch liệt lôi bạo tiếng nổ lên, bên hồ trên, tại chỗ thì có mười mấy kiếm môn cường giả, bị lôi điện đánh thành than cốc. Kinh khủng dòng điện cùng gió bão, cuộn sạch hết thảy. Quy Trần cùng Tư Đồ Trần, ở đó kịch liệt sấm gió oanh tạc hạ, cũng là bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Bọn họ quay đầu, thấy được Diệp Thần bóng người, đều là ngây ngẩn. Luân hồi chi chủ, là ngươi thằng nhóc này. Tư Đồ Trần ánh mắt co rúc lại, hoàn toàn ngây dại. Giờ khắc này Diệp Thần,
đơn giản là lôi thần cùng phong thần hóa thân, sấm gió uy nghiêm, cường hãn đến nổ bước, cùng ngày hôm qua so sánh, đơn giản là chừng như hai người. Quy Trần ngắm nhìn Diệp Thần, trầm mặc, thần sắc đặc biệt phức tạp. Hồ bên trong, chủ tước bên trong kết giới, Phạm Tinh Nghiên, Hạ Vũ các người, ngơ ngác nhìn Diệp Thần vậy cao cao tại thượng bóng người, đơn giản là ngẩng mặt thần minh vậy, nội tâm chỉ có rung động. Kỷ Tư Thanh vậy mở mắt, cũng là trợn mắt hốc mồm. Nàng đổ chiếu vào trong hồ bóng người, đó không phải là nàng bóng dáng, là Hỏa Thần Thiên Tôn bóng người. Vào giờ phút này Hỏa Thần Thiên Tôn, thật giống như vậy đang nhìn Diệp Thần, trong hồ cái bóng ngược hoàn toàn vặn vẹo rớt, cuối cùng khôi phục hồi Kỷ Tư Thanh tự thân dung mạo. Tư Thanh, xin lỗi, ta tới trễ. Diệp Thần nhìn Kỷ Tư Thanh gương mặt, rất là đau lòng. Kỷ Tư Thanh trên mình bị thương, hơn nữa thi triển kết giới bảo vệ, linh khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Gương mặt trắng bệch không máu, lộ vẻ được hết sức yếu ớt. Sau đó, Diệp Thần ánh mắt, từ Quy Trần trên mình quét qua, từ Tư Đồ Trần trên mình quét qua, bén sát khí, ở hắn trong mắt thoáng hiện. Quy Trần, Tư Đồ Trần, ngày hôm qua khuất nhục cùng cừu hận, ta muốn các ngươi trăm lần trả lại. Diệp Thần giọng giận dữ, trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận, vung tay lên, một chiếc đeo đầy đầu khô lâu, to lớn quỷ thuyền, bay ra. Đó là tội ác thuyền. Chân lý Phật tổ đưa cho hắn không vô thần khí. Tội ác thuyền, cho ta hiến tế. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, lại là trên không hiến tế tội ác thuyền. Tội này ác thuyền, đặc biệt chân quý, ban đầu Diệp Thần chặt đứt tim gông xiềng, cũng là mượn tội ác thuyền lực lượng. Giờ khắc này, Diệp Thần nhưng là không chút do dự nào, trực tiếp hiến tế hết tội ác thuyền. Bởi vì hắn biết, Tư Đồ Trần và Quy Trần, đều không phải là phổ thông hạng người. Muốn chém chết bọn họ nói, nhất định phải bỏ ra điểm giá phải trả. Bình bịch bịch, tội ác thuyền hiến tế, thân thuyền nổ tung, vô số quỷ bí kinh khủng hắc khí, điên cuồng bạo dũng ra, toàn bộ hội tụ đến Diệp Thần trên mình. Hô hô hô, kinh khủng hắc khí cùng ma khí, không ngừng gào thét, vần quanh Diệp Thần toàn thân. Giờ khắc này Diệp Thần, ở tội ác thuyền sát khí lực lượng ra trì xuống, giống như là một tôn xưa nhất ma thần vậy. Quanh thân hiện ra tầng tầng đáng sợ khí tượng, vô số ác quỷ tu la đang gầm thét, vô số oan hồn ở gào khóc, núi thây biển máu luyện ngục đang sôi trào. Tội này ác thuyền hiến tế sau đó, bộc phát ra sát khí, đủ để cho vô lượng cảnh cường giả, cũng ngay tức thì rơi vào điên cuồng, đạo tâm tan vỡ, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng, Diệp Thần chăm ra chém hết, nội tâm sớm cũng chưa có gông xiềng. Tội ác thuyền sát khí, không hề sẽ mang cho hắn mặt trái ảnh hưởng. Chỉ sẽ mang cho hắn vô cùng lực lượng, đó là xuất xứ từ không không thời không năng lượng, ma khí nhô lên, hắc ám lan lan, làm người ta nghẹt thở. Quy Trần và Tư Đồ Trần, còn có một đám kiếm môn bên trong các cường giả, cảm nhận được Diệp Thần kinh khủng kia ma khí, tất cả mọi người đều hoàn toàn rung động. Kỷ Tư Thanh, Phạm Tinh Nghiên các người, cũng là rung động, thậm chí không thiếu Thiên Tinh Cung đệ tử, Tinh Nguyệt Thần Giáo đệ tử, nội tâm xông ra một loạt sợ hãi. Đó là bản năng sợ hãi. Đối hắc ám cùng chết sợ hãi. Thời khắc này Diệp Thần, dung hợp tội ác thuyền hắc ám sát khí, nhất định chính là chết hóa thân vậy, là mà thế ma vương, cực kỳ khủng bố. Nham thần máu, sôi trào đi. Nham thương, hắc ám sấm chớp mưa bão. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, phát ra như kinh thiên ma thần vậy gầm thét, trong cơ thể nham thần máu vậy đi theo sôi trào. Hắn bàn tay nắm chặt, mình mông bát hoang. Vô tận hư không, vô số nham thổ linh khí họp lại, ở trong tay hắn hóa thành một cán cần to lớn nham thương, từ chân trời ném xuống. Mỗi một cần nham thương, cũng to lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước, nhất định chính là một tòa thẳng đỉnh núi, từ thiên rơi xuống vậy. Hơn nữa, cái này còn không là thông thường đỉnh núi. Diệp Thần nơi ném ra mỗi một cần nham thương, cũng mang theo tội ác thuyền sát khí, còn có trên trời lôi ấn vậy cổ xưa sấm sét hơi thở. Một cán cần cổ xưa hồng hoang nham thương trên, hắc vụ vần quanh, sấm sét nổ tung, phách ba vang dội, phá không rơi xuống, hắc ám sấm sét nổ, biến dạng hư không, cực kỳ nguy nga. Đây là khó có thể tưởng tượng khủng bố đại thần thông, kinh thiên động địa diệt thế thủ đoạn. Nếu như không phải là Diệp Thần tối hôm qua, lấy được Tử Hoàng Lửa Quán đỉnh tẩy rửa, hắn cũng không thể thi triển ra ngang ngược như vậy sát phạt. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tựa như thấy được ngày tận thế đến. Một cán cần đồ sộ lớn như núi nham thương, đi đôi với hắc ám cùng sấm sét,
hung hăng đập rơi xuống đất. Phịch, 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 phịch. Kinh khủng tiếng va chạm nổ lên, nguyên bản bằng phẳng mặt đất, rất miễn cưỡng bị đập được khắp nơi sụp đổ, ngay cả phim ảnh khối cũng nổ tung, vô số nham đất lồi ra, sửa đổi địa hình, làm đất bằng phẳng biến thành dãy núi. Nham thương như mưa. Từng cái kiếm môn các cường giả, chật vật tránh né Diệp Thần nham thương ném. Có người né tránh chậm hơn, lập tức bị kinh khủng kia mà to lớn nham thương, rất miễn cưỡng đập chết đóng đinh. Cho dù có người tránh thoát, cũng bị nham thương rơi xuống đất đưa tới kịch liệt sóng xung kích đạt tới, sống sờ sờ động chết. Ở Diệp Thần đáng sợ nham thương thần thông hạ, ít nhất có một nửa kiếm môn cường giả, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Coi như là một ít cổ xưa thiên tài cường giả, ở nơi này vậy nham súng bạo nện xuống, vậy giống như con kiến hôi yếu ớt. Quy Trần và Tư Đồ Trần, cũng là vô cùng chật vật, né tránh Diệp Thần công kích. Kỳ Tư Thanh và Phạm Tinh Nhiên các người, đều là thấy đờ ra. Diệp Thần vốn là rất cường đại, hiện tại hiến tế tội ác thuyền, đại ma khí thêm thân, lại là cường đại đến giống như cổ xưa ma thần vậy bước, coi như là Quy Trần và Tư Đồ Trần, đều không cách nào trực diện Diệp Thần mũi nhọn. Đừng nói ở bên trong chiến trường mặt, bọn họ tu vi bị áp chế, coi như không bị áp chế, chỉ sợ cũng khó mà đối kháng. Dẫu sao thời khắc này Diệp Thần, vì giết chết bọn họ, cũng là không tiếc giá phải trả, liền tội ác thuyền cái loại này không vô thần khí, đều là trực tiếp hiến tế rớt. Thằng nhóc này đã điên rồi, đi mau. Tư Đồ Trần lạc giọng kêu, thiêu đốt lên mình trong cơ thể nửa giọt nham thần máu, hóa ra một cái nham thần hộ thuẫn, bảo vệ thân thể, nhanh chóng đi bên ngoài chạy thục mạng. Quy Trần sắc mặt trầm xuống, hắn tối hôm qua linh khí tiêu hao quá lớn, hiện tại hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Thần đối kháng, cũng chỉ tốt mang người bên dưới cửa, từ một hướng khác bỏ chạy. Chớ chạy, đều lưu lại đi. Trăm nghìn lần trọng lực, cho ta trấn áp. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bàn tay đè một cái, nham thần máu hoàn toàn bùng nổ, khống chế được địa mạch, trực tiếp để cho mặt đất trọng lực, tăng vọt đến trăm nghìn lần bước. Trăm nghìn lần trọng lực to lớn uy áp, để cho được mặt đất bên trên, từng ngọn đỉnh núi đều là vỡ tháp điệu, hoàn toàn không cách nào duy trì tự thân trọng lực. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Không thiếu kiếm môn cường giả, tại chỗ hộc máu, ở trăm nghìn lần to lớn trọng lực hạ, có người chết bất đắc kỳ tử, có người trọng thương. Quy Trần và Tư Đồ Trần chạy trốn thân hình, cũng là bởi vì là to lớn trọng lực, rất miễn cưỡng chậm chạp xuống. Mà hồ bên trong, Kỳ Tư Thanh, Phạm Tinh Nhiên các người, cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Diệp Thần thần thông, thu thả tự nhiên, vô luận là mới vừa nham thương mưa, vẫn là bây giờ trăm nghìn lần trọng lực, đều là chỉ đánh giết kẻ địch, không bị thương người mình. Cái này cổ hoàn mỹ trưởng khống lực, càng có thể nổi lên hắn mạnh mẽ. Tư Đồ Trần, tối hôm qua ngươi đuổi giết ta, ép ta chạy tới không u khu, không phải rất thoải mái sao? Diệp Thần lãnh đạm cười một tiếng, từ trên trời hạ xuống, rơi vào Tư Đồ Trần trước mặt, bàn tay một chảo, liền bắt được Tư Đồ Trần cổ. Tư Đồ Trần hàm răng rắc rắc sát run rẩy, ánh mắt sợ hãi tới cực điểm. Nếu như là thông thường tỉ thí, hắn có nắm chắc chiến thắng Diệp Thần. Nhưng hiện tại, hắn tu vi bị áp chế, hơn nữa Diệp Thần hiến tế tội ác thuyền, hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Luân hồi chi chủ, ở bên trong chiến trường mặt, ta tu vi bị áp chế, ngươi coi như đánh thắng ta, cũng là thắng không anh hùng, đạo tâm nhất định có hao tổn, có bản lãnh cùng đi ra ngoài lại đánh. Tư Đồ Trần cảm nhận được Diệp Thần sát khí, biết mình mệnh ở một sớm một chiều, lập tức cố tự chấn định, nói. Ha ha ha, giỏi một cái thắng không anh hùng. Diệp Thần nghe được Tư Đồ Trần lời này, vậy nhịn không được bật cười. Bất quá, người vậy nói không sai, ta hiện tại coi như giết chết ngươi, ngươi khẳng định cũng không phục, vậy ta liền tha ngươi một mạng. Diệp Thần nói, Tư Đồ Trần cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, vui vẻ nói thật. Diệp Thần giữ tợn nói, ta có thể tha tính mạng ngươi, nhưng bên trong cơ thể ngươi nham thần máu, quay về ta. Dứt lời. Diệp Thần một chưởng đè ở Tư Đồ Trần trên đỉnh đầu, linh khí vận chuyển như lỗ xoáy đen, mãnh liệt hút một cái, liền đem một giọt vàng huyết dịch màu vàng, từ Tư Đồ Trần trong cơ thể rút ra lấy ra ngoài. Cái này giọt vàng huyết dịch màu vàng, mang mặt đất cùng nham đất ánh sáng màu, bên trong mơ hồ tới giữa, còn cất giấu một tôn cổ xưa thần linh bóng người. Đó là đã từng là nham thần. Ở chín thần thời đại, tất cả thần minh một trong, nham thần thiên tôn là cường đại nhất tồn tại.
Cái này giọt hoàng kim máu, trên thực tế là nham thần thiên tôn nửa giọt máu thần. Theo cái này nửa giọt nham thần máu, bị quất lấy ra, từ đồ trần tại chỗ phát ra nhọn kêu thảm thiết, thật giống như bị người cướp đi linh hồn vậy, gương mặt ngũ quan toàn bộ nhăn nhó. Luân hồi chi chủ, người chết không được tử tế. Người lại có thể cướp lấy ta nham thần máu. Từ đồ trần giữ tợn quát to lên, mất đi nham thần máu, hắn thân thể ngay tức thì rơi vào yếu ớt, đau đến không muốn sống. Diệp thần mặc dù không có giết chết từ đồ trần, nhưng rút hết trong cơ thể hắn nửa giọt nham thần máu, so giết hắn còn hành hạ, trực tiếp để cho hắn sống không bằng chết. Diệp thần tay, từ tư đồ trần trên đỉnh đầu thu hồi lại, người sau thân thể, liền mềm tê liệt ngã trên đất, ánh mắt đã là vạn niệm câu hôi. Mà Diệp thần, lấy được vậy nửa giọt nham thần máu, lập tức dung nhập vào mình trong cơ thể, tại chỗ luyện hóa. Vù vù, theo Diệp thần luyện hóa vậy nửa giọt nham thần máu, trong cơ thể hắn nham thần máu, rốt cuộc cũng là hội tụ thành hoàn chỉnh một giọt. Một giọt nham thần máu chấp trường, như vậy tiểu viên mãn cảnh giới, Diệp thần cả người cũng toát ra bàn thạch chói lọi, hơi thở đổi được càng hơi trầm ổn, khoáng đạt, lộ ra mặt đất vực sâu cùng bác đại. Trong sâu thẳm, Diệp thần thậm chí dòm ngó thấy cổ xưa thiên cơ hình ảnh, thấy được nham thần thiên tôn, ngày xưa đúc địa hoàng thần thư tình cảnh. Địa hoàng thần thư, ở thái thượng thiên nữ trên tay, cũng không tại Diệp thần trong tay. Nhưng, dung hợp nguyên một giọt nham thần máu, Diệp thần mơ hồ tới giữa, vậy là có thể mượn dùng địa hoàng thần thư bộ phận lực lượng. Diệp thần ánh mắt, rơi xuống quy trần trên mình, lập tức liền muốn thử một chút địa hoàng thần thư uy lực. Nhưng mà, quy trần thấy Diệp thần cường hãn như vậy hình dáng, sớm liền không có nửa điểm ham chiến ý niệm. Diệp đại ca, trận chiến này, là ngươi thắng. Nhưng, ta sẽ không dễ dàng nhận thua, chúng ta lần sau tái chiến. Quy trần ánh mắt bền bỉ mà đoạn tuyệt, không để ý tự thân tiêu hao, cưỡng ép gọi ra liền thiên ma tinh hải lực lượng, từng luồng bóng tối hơi nước, bọc toàn thân, để cho thân thể đổi được vô cùng nhẹ nhàng, làm tan rã hết Diệp thần trăm nghìn lần trọng lực uy áp. Hạ một sát, quy trần bàn tay vung lên, trực tiếp mang người bên dưới, xa xa chạy trốn đi. Thời khắc này hắn, tuy không phải Diệp thần địch thủ, nhưng muốn chạy trốn mà nói, Diệp thần vậy rất khó ngăn lại hắn. Dẫu sao, hắn có thể mượn dùng thiên ma tinh hải năng lượng, thân pháp quá quỷ dị. Diệp thần nhìn quy trần rời đi bóng người, hồi tưởng lại ngày xưa chung đụng hình ảnh, ánh mắt dâng lên một chút phức tạp, cũng không có đuổi giết đi lên. Huống chi, Kỷ Thư Thanh bị thương yếu ớt, cứu người muốn chặt. Diệp thần lập tức vò tới trong hồ mặt, Kỷ Thư Thanh giải trừ hết kết giới, ngắm nhìn Diệp thần, khóe miệng nhưng là mang nụ cười khổ sở, nói. Ta lấy là ta đạt được hỏa thần thiên tôn truyền thừa, có thể ở chiến trường vô địch, đáng tiếc vẫn là đánh giá quá cao mình. Diệp thần ôm Kỷ Thư Thanh, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mặt nàng, nói, không có chuyện gì, Tư Thanh, có ta ở. Kỷ Thư Thanh nhìn Diệp thần vậy cương nghị ánh mắt, nội tâm ấm áp, khẽ gật gật đầu. Đây là, từ đồ trần gặp đại thế đã qua, cũng là chật vật vùng vẫy đứng dậy, đi phương xa bỏ chạy. Hạ Vũ từ trong hồ lao ra, thân như tia chớp, vọt tới từ đồ trần phía sau, rút kiếm đi về trước một gai, liền đâm xuyên qua từ đồ trần thân thể. Hạ Vũ, ngươi! Từ đồ trần quay đầu nhìn Hạ Vũ, gương mặt ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo. Từ đồ trần, luân hồi chi chủ không giết ngươi, nhưng ta có thể chưa nói muốn tha ngươi. Hạ Vũ thanh âm lạnh lùng, chậm rãi rút trường kiếm về. Một tiếng, từ đồ trần thân thể ngã xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. Hạ Vũ nhìn từ đồ trần thi thể, trong mắt nhưng là thoáng qua một chút thổn thức. Từ đồ trần đã từng có nửa giọt nham thần máu, nhưng có lẽ, như vậy cổ xưa thần linh máu, cũng không phải là người bình thường có thể chấp trường, cưỡng ép chiếm dụng, vậy chỉ sẽ cho mình mang đến họa sát thân. Chỉ có xem Diệp thần, Kỷ Tư Thanh, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cái loại này đại khí vận người, mới có tư cách thừa kế trong truyền thuyết máu thần. Hạ Vũ cảm thấy một chút vui mừng. Hắn đem mình vậy nửa giọt nham thần máu, tặng cho Diệp thần, hoặc giả là cuộc đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Diệp thần không hề liên quan tim tư đồ trần sống chết, dù sao vậy nửa giọt nham thần máu vậy tới tay. Lập tức, Diệp thần sử dụng nguyện vọng thiên tinh, mang Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nghiên đám con gái, còn có Tinh Nguyệt thần giáo, biển cả giới, sống chết vực các đệ tử, trên đi nghỉ ngơi. Hạ Nhược Tuyết cùng nữ bị thương rất nặng.
đã không phải là phổ thông thủ đoạn có thể trị liệu, nhất định phải mượn dùng luân hồi hơi thở. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Thư Thanh ba phụ nữ, ở cùng trong một phòng, không ngừng tu luyện, Diệp Thần thậm chí dùng mình luân hồi hơi thở hồi phục bọn hắn thương thế, khôi phục trên người mọi người trạng thái. Như vậy tiêu hao hơi thở, đối Diệp Thần mà nói, cũng là to lớn gánh vác. Thật may, tối hôm qua hắn đạt được tử hoàng lửa quán đỉnh, mới vừa lại luyện hóa ngoài ra nửa giọt nham thần máu, thể chất thật to tăng lên. Nếu không, Diệp Thần còn thật có thể không nhịn được. Khi lấy được Diệp Thần hơi thở chữa trị sau đó, ba phụ nữ thương thế, đều là khôi phục rất nhiều, tiếp theo chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe, là được hoàn toàn khôi phục. Nhưng, Phạm Tinh Nghiên thương thế, nhưng để cho Diệp Thần vô cùng nhức đầu. Dẫu sao, Phạm Tinh Nghiên chỉ là hắn bạn bình thường, cũng không phải là hắn người phụ nữ, đặc thù như vậy phương pháp chữa trị, tự nhiên không tiện dùng ở trên người nàng. Ban đêm, Diệp Thần đi tới Phạm Tinh Nghiên trong phòng, dùng bát quái thiên đan thuật, phối hợp với một ít quý giá dược liệu, muốn chữa trị nàng, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Ở Phạm Tinh Nghiên trong cơ thể, từ đầu đến cuối lẩn quẩn một chút quỷ bí hắc khí, đó là thiên ma tinh hải sát phạt hơi thở. Tối hôm qua quy trần trình độ cao nhất bùng nổ, thậm chí mượn thiên ma tinh hải lực lượng, giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Phạm Tinh Nghiên vậy được cực lớn đánh vào, vậy thiên ma tinh hải, nhưng mà bốn lớn cao nhất thần khí một trong, coi như chỉ là một chút xíu năng lượng, đều đủ để giết chết một người vô lượng cảnh cường giả. Phạm Tinh Nghiên trong cơ thể hắc khí, chính là xuất xứ từ thiên ma tinh hải, nếu như không nhanh chóng xua tan mà nói, nàng tuyệt đối là có rơi xuống nguy hiểm. Diệp đại ca, ta tổn thương không lành được sao? Phạm Tinh Nghiên ngắm nhìn Diệp Thần, nhẹ giọng hỏi nói. Diệp Thần yên lặng. Nếu như phổ thông thủ đoạn không trị hết, vậy, còn có biện pháp khác sao? Phạm Tinh Nghiên gò má đỏ lên, tiếng như văn nột vậy hỏi, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp rút. Gian phòng bầu không khí, vậy trở nên có chút cờ bay phất phới liền đứng lên. Phạm Tinh Nghiên gian phòng, ngay tại Hạ Nhược Tuyết cùng nữ gian phòng cách vách. Nói cách khác, Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh ba phụ nữ cá nước hòa vào nhau để gặp, nàng rất có thể nghe được thanh âm. Ho, Phạm Tiểu Thư, ta lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Diệp Thần lúng túng ho khan một tí, hắn biết Phạm Tinh Nghiên ý, thế nhưng loại đặc thù phương pháp chữa trị, tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Cho dù Phạm Tinh Nghiên không ngại, nhưng Diệp Thần nhưng không nghĩ qua loa dính nhân quả. Phạm Tinh Nghiên cũng là một hồi lúng túng, trong mắt lại có một loại bị cự tuyệt thất vọng, thấp giọng nói, được rồi. Diệp Thần gật đầu một cái, theo sau chính là rời đi Phạm Tinh Nghiên gian phòng. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần đều ở đây nguyện vọng thiên tinh trên, bồi bổ Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh ba phụ nữ thân thể, để cho các nàng mau sớm khôi phục nguyên khí. Mặt khác, Diệp Thần cũng ở đây hết sức lớn nhất cố gắng, chữa trị Phạm Tinh Nghiên thương thế. Ở hắn dưới sự cố gắng, Phạm Tinh Nghiên vết thương ngoài da thế, hoàn toàn khôi phục, nhưng trong cơ thể hắc khí, từ đầu đến cuối quanh quẩn không tiêu tan, giống như là phủ cốt chi thư vậy. Đó là thiên ma tinh hải sát phạt hơi thở, cũng không phải phổ thông thủ đoạn có thể để xua tan. Như vậy năm ngày trôi qua, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tư Thanh ba phụ nữ thương thế, hoàn toàn hết bệnh, nguyên khí vậy khôi phục được đỉnh cấp. Mà bên ngoài chiến trường, tình thế vậy phát sanh biến hóa. Bầu trời hạng kim bảng, Diệp Thần hạng, đã rơi đến tên thứ tư. Hạng nhất, là kiếm môn Quy Trần, có tử hoàng lửa số lượng, đã đạt tới hơn ngàn đóa. Hạng nhì, là vạn khư thần điện Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, tử hoàng lửa 800 đóa. Hạng ba, là một cái Diệp Thần chưa từng thấy qua tên chữ, kêu Đường Vân Phi, 700 đóa tử hoàng lửa, số lượng cũng ở đây Diệp Thần bên trên. Hiển nhiên, trong quá khứ 5 ngày thời gian bên trong, Diệp Thần không có động tác, những người khác cũng đang không ngừng chiến đấu, không ngừng săn giết yêu thú, thậm chí săn giết những người dự thi khác, không ngừng lấy được tử hoàng lửa. Ở tranh đấu kịch liệt hạ, Quy Trần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người, có tử hoàng lửa, số lượng tự nhiên cấp tốc tăng vọt. Diệp Thần hạng, dĩ nhiên là rớt xuống. Đi qua 5 ngày giết hại, tranh bá khu và không u khu yêu thú, đều cơ hồ bị giết hết. Tuy nói không u khu yêu thú, ở ban đêm sẽ rơi vào bạo động, đổi được vô cùng hung hãn. Nhưng ở ban ngày, cái này khu một yêu thú, chỉ là so tranh bá khu cường hãn một chút xíu, không hề coi là quá mạnh mẽ,
vậy hoàn toàn không ngăn được những người dự thi săn giết. Yêu thú mau bị giết hết, vậy Diệp Thần còn muốn lấy được Tử Hoàng Lửa, hoặc là đi săn những người dự thi khác, hoặc là đi chết cấm khu cùng công đức khu. Vậy hai cái khu vực, có càng nhiều số lượng Tử Hoàng Lửa, nhưng đã sớm bị hắc ám khí tức xâm lược, nhưng là vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, so với chiến trường hình thế biến hóa, Diệp Thần càng lo lắng Phạm Tinh Nhiên an nguy. Phạm Tinh Nhiên nội thương, một mực không cách nào hết bệnh, cái này để cho Diệp Thần rất là lo âu. Phạm Tinh Nhiên là Thiên Tinh Cung thánh nữ, Trùng Dương chân nhân học trò, hơn nữa còn là đệ nhị yêu cơ bản tốt, Diệp Thần tự nhiên chẳng muốn nàng xảy ra chuyện. Trong gian phòng, Diệp Thần lần nữa là Phạm Tinh Nhiên chữa trị. Đi qua 5 ngày sống chung cùng Trần Liệu, hai người khoảng cách, kéo gần lại rất nhiều rất nhiều. Ở Diệp Thần trước mặt, Phạm Tinh Nhiên vậy không có gì cố kỵ, nàng trực tiếp rút đi áo, nửa người trên phơi bày ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần bàn tay để ở trên lưng nàng, linh khí mang một chút luân hồi nhiệt độ, thiếp thịt chuyển vận đến nàng trong cơ thể. Nhưng mà, nàng trong cơ thể thiên ma hắc khí, thủy chung là âm hồn không tiêu tan. Diệp đại ca, xem ra ta tổn thương không lành được. Phạm Tinh Nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Xin lỗi. Diệp Thần rất là áy náy. Thật ra thì, trong quá khứ 5 ngày thời gian bên trong, Phạm Tinh Nhiên nhiều lần minh giám ám chỉ, muốn hiến thân cho Diệp Thần. Như vậy thứ nhất, nàng đạt được luân hồi tinh khí từ bổ, vậy liền có thể hoàn toàn bình phục, liền như Hạ Nhược Tuyết các người vậy. Nhưng, Diệp Thần từ đầu đến cuối không có đáp ứng. Phạm Tinh Nhiên lúng túng cùng thất lạc, bất thình lình thân thể mềm mại chấn động một cái, rơi vào đờ đẫn bên trong. Diệp Thần thấy nàng như vậy hình dáng, nghi nói, Phạm Tiểu Thư, thế nào? Phạm Tinh Nhiên ngơ ngác nói, ta thật giống như nghe được thanh âm của sư phụ. Diệp Thần cả kinh, nói, Trùng Dương chân nhân. Phạm Tinh Nhiên nói, ừ, sư phụ nói, ở chết trong cấm khu mặt, có một loại đặc thù dược thảo, tên là Xích Diễm Tiên Thảo, hội tụ mồi lửa linh khí mà sống, có tốt vô cùng hiệu quả chữa thương, đủ để chữa trị ta nội thương, chỉ là... Diệp Thần nói, chỉ là cái gì? Phạm Tinh Nhiên nói, chỉ là, chết cấm khu đã sớm bị hắc ám khí tức ô nhiễm, vô cùng nguy hiểm, nếu như tùy tiện đạp đi vào, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Hơn nữa, sư phụ kêu ta bắt được dược thảo, chữa khỏi thương thế sau đó, lập tức lui thi đấu, không thể tiếp tục nữa. Bởi vì, hắn nói cho ta chết cấm khu bí mật, thật ra thì đã coi như là trái với quy củ, ta lại tham chiến, đối những người dự thi khác không công bình. Diệp Thần nói, vậy ngươi dự định như thế nào? Phạm Tinh Nhiên nói, Thái Thượng Công Đức chiến đối ta lại nói, thật ra thì cũng không trọng yếu, chỉ là một lịch luyện mà thôi, hiện tại lịch luyện cũng đủ rồi, ta chỉ muốn chữa khỏi thương thế, lui thi đấu cũng không sao, thế nhưng Xích Diễm Tiên Thảo. Xích Diễm Tiên Thảo ở chết cấm khu, muốn hái nói, thì nhất định phải đi chết cấm khu, đó không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Dẫu sao? Chết cấm khu đã gặp phải hắc ám khí tức ô nhiễm. Diệp Thần trong lòng động một cái, nhớ lại Trần Nam ủy thác. Đạo Đức Thiên Tôn Thê Tử, Nguyệt Hồn Tiên Tử, vào năm đó đại tai biến bên trong chết, tàn hồn bồng bềnh ở chết cấm khu, gặp phải hắc ám ăn mòn, rơi hóa thành quái vật. Trần Nam hy vọng Diệp Thần, nếu như có cơ hội, có thể đi siêu độ Nguyệt Hồn Tiên Tử. Hơn nữa thần Đồ Uyển Nhi, rất có thể cũng ở đây chết trong cấm khu mặt. Mặt khác, tranh bá khu và không u khu yêu thú, đều sắp bị giết sạch. Diệp Thần muốn lấy được Tử Hoàng Lửa, lần nữa đoạt lại đầu tên, vậy cũng cần đi chết cấm khu. Phạm Tiểu Thư, ta giúp ngươi tìm Xích Diễm Tiên Thảo chính là, vừa vặn ta cũng chuẩn bị phải đi chết cấm khu. Diệp Thần nói. Phạm Tinh Nhiên một hồi kích động, nói thật. Diệp Thần gật đầu một cái, nói ừ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm lên đường. Trước mắt, những người dự thi khác cửa, còn ở tranh bá khu và không u trong khu mặt, người người đều biết, yêu thú mau bị giết hết, muốn lấy được mới Tử Hoàng Lửa, chỉ có thể đi ra sau hai khu. Nhưng, bởi vì phía sau chết cấm khu và công đức khu, hắc ám khí tức vần quanh, quá mức nguy hiểm, không ai dám tùy tiện bước vào, đều đang đợi những người khác mở đường. Cho nên, một đám những người dự thi, liền ở phía trước hai trong khu tranh đấu, chém giết đặc biệt thảm thiết. Mới Tử Hoàng Lửa đã không có, muốn gia tăng mình tiền đặt cuộc, chỉ có thể là đi săn những người khác. Đang kịch liệt trong chém giết, rất nhiều cường giả chết, vậy có rất nhiều người,
không chịu nổi thảm thiết giết hại, rối rít lui thi đấu. Nguyên bản Thái Thượng Công Đức chiến người dự thi, chừng hơn 10.000 người, nhưng đi qua cái này 5 ngày tranh đấu giết hại, lưu lại, chỉ còn lại 3.000 người. Diệp Thần suy diễn thiên cơ, thấy rõ vật nhỏ, rõ ràng cảm giác được ngoại giới nơi có biến hóa. Hắn biết, so với bên trong cuốn, mở ra mới lửa nguyên, rõ ràng càng trọng yếu hơn. Đi chết cấm khu, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Tuy nói chết cấm khu, hắc ám khí tức ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng Diệp Thần đối mình thực lực, cũng có tuyệt đối lòng tin. Lập tức, Diệp Thần liền và Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Thư Thanh các người, đơn giản thương lượng một tí. Các nàng vậy nguyện ý đi theo Diệp Thần, cùng bước vào chết cấm khu. Diệp Thần dẫn đội, thúc giục nắng ban mai gió, đoàn người thu liễm hơi thở, vô cùng khiêm tốn đi chết cấm khu. Từ tranh bá khu lên đường, xuyên qua không u khu, cuối cùng đi tới chết cấm khu biên giới. Không u khu và chết cấm khu tới giữa, có đặc biệt rõ ràng phân giới. Chính là ban ngày, không u khu là nhẹ nhàng khoan khoái trong sáng khí tượng. Nhưng phía trước khu vực, nhưng là hắc vụ vần quanh, di thiên không tiêu tan. Hắc vụ bên trong, mơ hồ truyền ra từng cơn âm trầm gầm nhẹ, lại có cổ xưa ngâm sướng, giống như thần ma nói nhỏ, làm người ta rợn cả tóc gáy. Nơi này chính là chết cấm khu. Diệp Thần nhìn phía trước hắc ám khu vực, nội tâm cũng là một hồi ngưng trọng. Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh các người, cảm nhận được kinh khủng kia hắc ám khí tức, cũng là vô cùng ngưng trọng. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần cũng không do dự quá nhiều, vung tay lên, mang đám người tiến về trước. Chết cấm khu mặc dù nguy hiểm, nhưng đến lúc này, tự nhiên vậy không có lùi bước đạo lý. Đoàn người đi theo Diệp Thần, dè đặt tiến vào chết cấm khu. Ngay trước mọi người người bước vào chết cấm khu ngay tức thì, đều có loại cảm giác hít thở không thông. Nơi này hắc ám khí tức, chân thực quá nồng nặc, khắp nơi đều là hắc vụ, người vừa tiến đến, liền bị từng cái hắc vụ vần quanh ở, liền trong đan điền linh khí, tựa như cũng gặp phải phong tỏa. Diệp Thần mở ra thiên tiên cá chép sao, là đám người ngăn cản hắc ám sương mù ăn mòn, ngưng thần một cảm ứng, chính là bắt được xích diễm tiên thảo thiên cơ hơi thở, hướng đám người nháy mắt, tiếp tục đi tới trước. Mà chiến bên ngoài sân các khán giả, thấy Diệp Thần các người, lại bước vào chết cấm khu, đều là kinh hãi. Chết cấm khu hắc vụ vần quanh, thiên cơ cực độ khép kín, đưa đến bên ngoài các khán giả, vậy không thấy được rõ ràng hình ảnh, chỉ thấy từng tầng một hắc vụ bao phủ. Ma tổ vô thiên, vũ hoàng cổ đế, đa bảo thiên quân, nguyện thiếu người, Diệp Lâm Uyên các người, cũng muốn biết Diệp Thần chiều hướng, lập tức thả ra mình thần thức, vượt qua hư không, bao phủ đến chết cấm khu phía trên, hết sức xem xét. Trên quảng trường, rất nhiều cường giả cũng là phóng thích thần thức, theo dõi chết cấm khu nhân quả. Chỉ bất quá, ở đó hắc ám khí tức che đậy hạ, cho dù là vũ hoàng cổ đế, ma tổ vô thiên cùng chí cường giả, cũng không cách nào hoàn toàn dòm ngó gặp toàn cảnh, chỉ có thể mơ hồ thấy một chút đường danh. Cùng lúc đó, chết trong cấm khu. Diệp Thần cẩn thận một chút, mang Phạm Tinh Nghiên, Hạ Nhược Tuyết các người, hướng xích diễm tiên thảo đi về phía. Chung quanh hắc ám khí tức, càng ngày càng đậm hơn, tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi lòng rung động. Ở vô biên vô tận hắc ám bên trong, bọn họ tựa hồ nghe được các loại quỷ bí tiếng ngâm sướng. Cảm thụ ân điển, lắng nghe chân lý, tử thần thánh quyến, ôm trầm vĩ đại, chí thánh trói lọi, tử thần vạn cổ, chung kết thẩm phán. Vậy từng đạo tiếng ngâm sướng, từ yếu ớt đổi được rõ ràng, từ rõ ràng đổi được vang vọng, đến cuối cùng bốn phương tám hướng, đều là tràn đầy thành kính cùng nóng rực ngâm sướng, như cuồng nhiệt nhất tín đồ, ở tán tụng trước bọn họ vĩ đại thánh A-la. Hắc vụ vặn vẹo, như nước thủy triều bạo dũng, vô số kinh khủng dữ tợn quái vật, từ trong hắc vụ nổi lên. Đó là tất cả quái vật hình người, tất cả vặn vẹo yêu ma, từng cái so mãng long còn to lớn hơn côn trùng, còn có vô số quái dị quỷ bí tồn tại, mang hắc ám cùng đục ngầu hơi thở, hạ xuống đến Diệp Thần đoàn người bốn phía. Bọn chúng hạ xuống, là như vậy đột ngột, trước một giây lại không có chút nào dấu hiệu, một giây kế tiếp liền từ trong hắc vụ xuất hiện. Mang ùn ùn kéo đến dơ bẩn hơi thở, còn có chết khủng bố. Diệp Thần nhìn chung quanh vậy vô số quái vật, con người cũng là hơi co rúc lại. Hắn một mắt tới giữa, liền có thể khẳng định, những quái vật này, đến từ tử thần giáo đoàn. Quả nhiên, chết cấm khu đã gặp phải tử thần giáo đoàn xâm lược, không biết có nhiều ít ma vật quanh quẩn ở chỗ này.
Tất cả dữ tợn vặn vẹo quái vật, phát ra động trời gầm thét, từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Thần các người đạp chết tới, nhất định chính là một đám ma quỷ vậy. Chú ý, theo sát chân ta. Diệp Thần quát to một tiếng, trong cơ thể nham thần máu vận chuyển, cả người bộc phát ra bàn thạch cùng nham đất chói lọi, tạo thành một cái nham kết giới. Vù vù, nham kết giới thả ra, đem Diệp Thần thân hình, còn có Phạm Tinh Nghiên, Hạ Nhược Tuyết các người, toàn bộ bao phủ đi vào. Suy, vậy rất nhiều quái vật, đạp chết tới, đụng vào nham kết giới tinh bích cột lên, giống như một chút tuyết rơi vào đỏ lò phía trên, suy một tí liền hòa tan, hóa thành nguyên thủy nhất hắc vụ tán loạn đi. Diệp Thần cái này nham kết giới, cực kỳ cường hãn, hàm chứa thượng cổ nham thần uy nghiêm. Mặt đất cùng nham đất, vốn là tượng trưng cho tuyệt đối phòng ngự, phòng thủ kiên cố, không gì phá nổi. Hơn nữa, cái này nham kết giới, đối tử thần giáo đoàn quái vật, còn có đặc thù khắc chế hiệu quả. Dẫu sao, năm đó được gọi là tử thần Hải Vương Ma Tôn, cũng là bị nham thần Thiên Tôn trấn áp. Rất nhiều đạp chết đi lên quái vật. Ở nham kết giới năng lượng dưới sự xung kích, băng diệt tán loạn, giải tán thân hình bên trong, lại đánh mất ra một đóa đóa tử hoàng lửa. Diệp Thần các người lanh tay lẹ mắt, đem vậy một đóa đóa tử hoàng lửa, toàn bộ nhận được bên trong tay mình. Là nham thần Thiên Tôn. Nham thần sống lại, cái này không thể nào. Chung quanh rất nhiều quái vật, cũng phát ra vặn vẹo khàn khàn thanh âm, tràn đầy rung động. Vô số bóng tối ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Không dám tin tưởng. Đối tử thần giáo đoàn các quái vật mà nói, nham thần Thiên Tôn, có thể nói là ác mộng vậy tồn tại. Giết hắn. Tiêu diệt nham thần, rửa nhục trước. Rất nhiều quái vật gầm hét lên, ở cừu hận, tức giận cùng sợ hãi vặn vẹo hạ, thân thể của bọn họ cũng là kịch liệt vặn vẹo, có vô số quỷ dị xúc tu, như dây leo vậy ở trên vùng đất dã man sinh trưởng. Hạ một sát, vô số xúc tu. Bao trùm đến Diệp Thần nham kết giới tinh bích cột lên mặt, mấy trăm đầu vặn vẹo quái vật, không sợ chết, nhào tới, sau đó tại chỗ tự bạo. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo động trời tự bạo tiếng nổ vang, kinh khủng khí lưu biến dạng hết thảy. Diệp Thần nham kết giới, cũng là ngay tức thì bị kinh khủng kia nổ, rất miễn cưỡng nổ nát vụn hết. Thậm chí, trong thiên địa nham thổ linh khí, đều bị áp chế xuống. Những quái vật kia, lại là như vậy cương liệt. Tình nguyện hy sinh tự thân, cũng phải áp chế Diệp Thần. Kết giới vừa vỡ mở, còn dư lại vô số quái vật, liền như nước thủy triều dâng lên, lập tức liền tách ra hết Diệp Thần đoàn người đội hình. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, nhất thời cảm thấy một hồi khó giải quyết, lại không nghĩ rằng cái này chết cấm khu quái vật, lại là hung hãn như vậy dữ tợn. Đội hình bị tách ra, Diệp Thần cũng cùng Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh ba phụ nữ tách ra. Bên người chỉ còn lại Phạm Tinh Nghiên. Cái này còn là Diệp Thần hết sức bảo vệ kết quả, hắn biết Phạm Tinh Nghiên nội thương còn chưa khỏe, nếu như lạc đàn, vậy liền chỉ có một con đường chết. Từng cái vặn vẹo to lớn côn trùng, dương phủ đầy răng bén khẩu khí, điên cuồng hướng Diệp Thần tấn công phệ tới, hình dáng cực kỳ khủng bố. Tử điện thần lôi đao. Diệp Thần vung tay lên, sấm sét nổ, hóa ra mười mấy đạo đao mang, tàn bạo hướng bốn phía chém tới. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Vậy từng cái sâu khổng lồ quái vật, tại chỗ bị Diệp Thần chặt đứt, chảy ra màu xanh đậm, tràn đầy dơ bẩn cùng bóng tối chất lỏng, phát ra rên rỉ, lập tức liền bị chém chết. Chúng bị chém chết sau đó, một đóa đóa tử hoàng lửa rơi ra ngoài, thậm chí có chút quái vật cường đại, còn đánh mất ra một đóa sen màu đỏ lửa. Vậy sen màu đỏ lửa, trên thực tế là do trên trăm đóa tử hoàng lửa, hội tụ mà thành. Nói cách khác. Đạt được một đóa hỏa liên, tương đương với đạt được 100 đóa tử hoàng lửa. Chết cấm khu tuy nguy hiểm, nhưng có thể lấy được tử hoàng lửa, số lượng vậy xa so ngoại giới phong phú. Nơi này quái vật, hàng năm chiếm cứ ở chết cấm khu, không biết có nhiều ít vạn năm, không ngừng hấp thu địa mạch hơi thở, địa mạch bên trong mồi lửa năng lượng, hội tụ đến chúng trong cơ thể, tạo thành tử hoàng lửa, năng lượng tinh thuần, số lượng rất nhiều, hoàn toàn không phải bên ngoài những yêu thú kia. Có thể so sánh. Diệp Thần đem chung quanh từng cái sâu khổng lồ quái vật, toàn bộ chém rớt, nhất thời liền thu hoạch đại lượng tử hoàng lửa. Nhưng, Diệp Thần cũng không có vui sướng tâm tình. Bởi vì, những quái vật kia, đơn giản là giết không khỏi giết, không ngừng từ trong bóng tối thoát ra. Tiếp tục như vậy nữa, coi như Diệp Thần linh khí lại bàng bạc, cũng phải sống sờ sờ bị hao hết.
mà Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh ba phụ nữ cũng là khó khăn cùng chung quanh quái vật chiến đấu. Diệp Thần muốn đi giúp các nàng, nhưng trước mắt hắc ám vũ khí càng ngày càng đậm hơn. Đến cuối cùng, đã đến đưa tay không thấy được năm ngón bước, khủng bố tới cực điểm. Ở Di Thiên Hắc phụ che đậy hạ, Diệp Thần đã không thấy được Hạ Nhược Tuyết đám người thân ảnh, chỉ nghe được từng cơn tiếng đánh nhau. Phạm Tinh Nghiên dưới sự kinh hoàng, xít sao kéo Diệp Thần tay, rất sợ tản mát. Diệp Thần rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, đem từ trong hắc phụ lao ra quái vật, tất cả chém rớt, nhưng mà dù là giết thuận lợi cánh tay tê dại, quái vật cũng không gặp có giảm bớt dấu hiệu. Mà ở vô số quái vật dưới sự xung kích, hắn và Kỳ Tư Thanh các người, khoảng cách cũng là càng kéo càng xa, hoàn toàn tản mát. Có rất nhiều quái vật, cũng nắm giữ đặc thù không gian quy luật lực lượng, chúng tận lực cắt kim loại không gian, đem Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh các người, hoàn toàn đánh tan, không để cho bọn họ hợp lực. Hiển nhiên, những quái vật này, là có trí khôn nhất định, khó đối phó vô cùng. Diệp Thần tu vi cường hãn, cho dù một mình tác chiến, cũng có thể đối phó, hắn tâm lý chỉ lo lắng Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh các nàng, chỉ sợ các nàng xảy ra điều gì bất ngờ. Hống! Vừa lúc đó, một đạo kinh khủng tiếng rồng ngâm vang lên. Chỉ gặp hắc phụ bên trong, hạ xuống một con kế tiếp vô cùng to lớn quái vật, đó là một đầu dài hai cánh cự long. Vậy cự long cả người đen nhánh, thân thể giống như là hắc diệu thạch chế tạo vậy, hiện lên lạnh lùng quang, con ngươi là màu máu, mang lạnh lùng sát khí, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, ngươi lại có thể thừa kế Nham Thần Thiên Tôn đạo thống. Cự long thanh âm trầm thấp, tràn đầy kinh nghi cùng tức giận ý. Diệp Thần nhìn đầu này cự long, nhất thời cảm thấy vô biên vô tận hắc ám khí tức uy nghiêm. Cái này cự long hơi thở, so với phổ thông quái vật, không biết mạnh hơn nhiều ít. Không tốt, là Hải Vương Ma Tôn quyến thuộc, hắc sực long. Phạm Tinh Nghiên nhìn vậy cự long, cũng là phát ra rung động tiếng hô, mắt đẹp một hồi co rúc lại. Hắc sực long. Diệp Thần sắc mặt cũng là trầm xuống. Hải Vương Ma Tôn đã từng có bốn lớn quyến thuộc, mỗi một đầu đều là vô cùng cường hãn tồn tại. Diệp đại ca, ngươi không phải quái vật này địch thủ, đi mau. Phạm Tinh Nghiên thanh âm mang kinh hoàng, kêu lên. Đầu kia hắc dực long, cả người tràn ngập ngập trời hắc ám uy nghiêm, trên thân thể còn quấn tầng tầng tử vong ánh sáng, làm người ta nghẹt thở. Hừ, dám xông vào chết cấm khu, các ngươi còn muốn sống đi ra ngoài sao? Hắc dực long phát ra hừ lạnh. Còn người màu máu tách thả ra phù văn, quỷ bí hơi thở lưu chuyển, móng vuốt to lớn lăng không biến dạng xuống, lại là vặn vẹo không gian, muốn sống sờ sờ đem Diệp Thần giết chết. Diệp Thần cũng là cảm nhận được liền hắc dực long cường hãn, nhưng cũng không có chút nào lùi bước, tâm niệm trong chuyển động, bàn tay cũng là hung hăng giết ra. Địa hoàng thần thư, mượn ta lực lượng. Diệp Thần giữ tợn gầm thét, nham thần huyết bạo phát đến mức tận cùng, câu thông trong chỗ u minh địa hoàng thần thư hơi thở. Vậy địa hoàng thần thư, vốn chính là nham thần thiên tôn chế tạo. Diệp Thần thừa kế nham thần máu, dĩ nhiên là có thể mượn dùng địa hoàng thần thư lực lượng. Hơn nữa, địa hoàng thần thư ở trên trời nữ trên mình, Diệp Thần cùng thiên nữ quan hệ mật thiết, có thể mượn dùng đến lực lượng, cũng là cực kỳ cường hãn. Chỉ gặp từng tầng một nham thổ khí tức, hội tụ đến Diệp Thần trên bàn tay, để cho được Diệp Thần toàn bộ tay, đều là biến thành nham đất chế tạo vậy. Phía trên hiện ra từng tầng một cổ xưa nham thần phù văn, bộc phát ra kinh khủng thần uy. Phịch! Diệp Thần nham thần bàn tay, hung hăng cùng vậy hắc dực long móng vuốt, va chạm tới một chỗ, nhất thời nổ lên động trời đợt khí, chung quanh không gian từng tầng một vặn vẹo cùng bể tan tành. Cái gì, người lại có thể nhúc nhích dùng địa hoàng thần thư lực lượng? Hắc dực long hoảng hốt thất sắc, ở địa hoàng thần thư năng lượng dưới sự xung kích, nó long chảo cùng thân thể. Lại có nham thạch hóa dấu hiệu. Đáng chết, xem ra muốn bạo quân đại nhân tự mình ra tay, mới khá đem ngươi trấn áp. Luân hồi chi chủ, ngươi cho ta chờ trước. Hắc dực long kiêng kỵ sâu đậm, chấn dực bay khỏi đi. Diệp Thần cường hãn, thậm chí có thể mượn dùng địa hoàng thần thư lực lượng, cho dù là nó, vậy không dám nhìn thẳng Diệp Thần mũi nhọn. Hắc dực long thối lui, chung quanh các quái vật, cũng là như nước thủy triều thối lui. Bốn phía hắc vụ dần dần nhạt đi. Nhưng, Diệp Thần nhìn chung quanh, nhưng không thấy có người tồn tại. Tại mới vừa chiến đấu bên trong, hắn cùng Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết các nàng, hoàn toàn thất lạc. Chết cấm khu hắc vụ vần quanh,
thiên cơ trình độ cao nhất khép kín, Diệp Thần vậy bắt không tới bọn hắn hơi thở. Đáng chết, cái này chết cấm khu, thật đúng là phiền toái. Diệp Thần ra mặt hơi vặn vẹo một tí, chỉ lo lắng Hạ Nhược Tuyết bọn hắn an toàn. Phạm Tinh Nhiên nhẹ giọng nói, Diệp đại ca, không cần quá lo lắng, như Tuyết cô nương các nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệp Thần thoáng định thần, cẩn thận cảm ứng dưới, cũng có thể xác định Hạ Nhược Tuyết các nàng, đúng là vẫn còn an toàn. Các nàng trong cơ thể bị giao cho luân hồi máu, nếu như phát sinh cái gì bất ngờ, Diệp Thần tất nhiên có thể cảm ứng được. Ngươi sắc mặt thật giống như có điểm thương trắng, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa lại xuất phát đi tìm Xích Diễm Tiên Thảo. Phạm Tinh Nhiên nói, nghe được Phạm Tinh Nhiên mà nói, Diệp Thần mới cảm giác được thân thể một hồi chột dạ. Mới vừa mượn dùng địa hoàng thần thư lực lượng, mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Dẫu sao, vậy địa hoàng thần thư, nhưng mà tam hoàng chí bảo một trong, nếu như đỉnh cấp bùng nổ nói, uy lực sẽ không so nhân hoàng thánh đao kém chút nào. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng chỉ tốt trước ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Ở chết trong cấm khu mặt, hắc ám khí tức quá nồng nặc, nguyện vọng thiên tinh vậy không tiện thả ra, nếu không rất dễ dàng gặp phải ăn mòn. Mà ở Diệp Thần lúc nghỉ ngơi, chết cấm khu bên ngoài chiến trường, nhưng là hoàn toàn chấn động. Diệp Thần mới vừa thanh âm chiến đấu cùng khí tượng, đã sớm truyền ra ngoài. Tất cả người, cũng có thể cảm nhận được chết cấm khu nơi này thay đổi. Bầu trời kim bảng hạng, lần nữa biến hóa. Diệp Thần hạng, lần nữa tiêu thăng đến vị thứ nhất. Tại mới vừa trong chiến đấu, Diệp Thần thu hoạch đại lượng tử hoàng lửa, hiện tại hắn tử hoàng lửa số lượng, đã vượt qua 1.000 đóa, so quy trần còn nhiều, trực tiếp trở lại thứ nhất. Tranh bá khu và không u khu những người dự thi, thấy hạng biến hóa, đều là khiếp sợ. Luân hồi chi chủ, vừa nặng trở lại đệ nhất. Hắn lại bước chân vào chết cấm khu, cũng không sợ chết sao. Chết cấm khu bên kia, lại có thể mỗi một tháng sao hơn tử hoàng lửa sao. Không thiếu người dự thi động lòng, tử hoàng lửa, vậy là đặc biệt năng lượng tinh thuần thể. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, người dự thi có thể bằng vào trong tay tử hoàng lửa, tiếp nhận tử hoàng tiên cung tẩy rửa quán đỉnh, tăng tiến tu vi. Nói cách khác, coi như không bắt được hạng, trong tay tử hoàng lửa, cũng là thật phong phú khen thưởng. Mấy ngày trước, rất nhiều những người dự thi, cũng không dám đi chết cấm khu, chính là sợ mình bị những quái vật kia để mắt tới. Bọn họ cũng chờ người khác mở đường, mình theo ở phía sau chiếm tiện nghi. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đã tiến vào chết cấm khu, con đường đã mở ra đi ra. Kiếm môn trận doanh bên này. Quy Trần nhìn trên trời kim bảng hạng biến hóa, cảm thụ phương xa chết cấm khu chập chờn, ánh mắt một hồi thâm thúy mê ly, dù gì nói, Diệp đại ca, người quả nhiên vẫn là như thế cường hãn. Bất quá, người cái đầu tiên bước vào chết cấm khu, nhất định phải bị hắc ám quái vật để mắt tới. Hôm nay ngươi, vẫn là ta địch thủ sao? Quy Trần ánh mắt lóe lên, sau đó vung tay lên, nói, lên đường, đi chết cấm khu. Nói xong, hắn mang người bên dưới ngựa, cấp tốc hướng chết cấm khu lao đi. Vạn Khư trận doanh bên này. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cảm nhận được chết cấm khu truyền tới thay đổi, mặt đẹp cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tên kia, nhanh như vậy liền xông vào chết cấm khu. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong mắt lướt qua một chút hàn mang, vậy là không dám thờ ơ, lập tức mang thủ hạ các cường giả, nhanh chóng theo vào. Mà ở Thiên Thanh Minh trận doanh bên này, một người thanh niên nam tử, cũng là mang người thủ hạ lên đường. Cái này cái chàng thanh niên, con ngươi lại là rắn giống vậy con ngươi, hẹp dài mà quỷ dị. Hắn kêu Đường Vân Phi, đến từ Thiên Thanh Minh. Là Diệp Lâm Uyên người bên dưới. Trên trời kim bảng hạng, đầu tiên là Diệp Thần, thứ hai là Quy Trần, thứ ba là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Mà xếp hạng thứ tư, chính là Đường Vân Phi. Chết cấm khu bên trong, Diệp Thần vậy có thể cảm nhận được, từng đạo khí tức cường đại, đang ép tới gần chết cấm khu. Hắn biết, những người dự thi khác cửa, cũng lục tục chạy đến. Hắn mở đầu, hấp dẫn hắc ám quái vật địch ý, những người khác lại tiến vào. Áp lực liền sẽ thật to giảm bớt. Ta tiện nghi, không phải tốt như vậy chiếm. Diệp Thần cười lạnh một tí, nội tâm thoáng qua vô số ý niệm, nhưng lúc này, hắn cũng không vội trước động tác, mà là yên lặng điều tức, khôi phục tự thân nguyên khí. Chết cấm khu bên trong, hắc ám khí tức kiềm chế, ở chỗ này điều tức khôi phục,
tốc độ cũng là dị thường chậm chạp. Ước chừng nghỉ ngơi một đêm, đến được sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Diệp đại ca, ta lạnh quá. Diệp Thần vừa mở mắt, liền thấy Phạm Tinh Nghiên run lẩy bẩy, co rúm ở một bụi vặn vẹo dưới cây lớn. Nàng nội thương vốn là không tốt, chết cấm khu hắc ám khí tức lại nồng như vậy mãnh liệt, nàng ở chỗ này qua đêm, gặp phải hắc ám khí tức xâm lược, tình huống thật không tốt. Diệp Thần nhướng mày một cái, đi qua sờ một cái Phạm Tinh Nghiên trán, chỉ cảm thấy thân thể nàng lạnh như băng, khí huyết đang nhanh chóng héo rút. Đừng sợ, ngày hôm nay ta giúp ngươi tìm được xích diễm tiên thảo, ngươi thì không có sao. Diệp Thần nhẹ giọng an ủi, đem Phạm Tinh Nghiên đỡ lên. Phạm Tinh Nghiên yếu ớt dưới, đứng không vững, chỉ có thể mềm mềm tựa vào Diệp Thần trên mình, nói, đa tạ. Xích diễm tiên thảo năng lượng tinh thuần, hơi thở nóng rực, cho dù là ở chết cấm khu trong hoàn cảnh, Diệp Thần cũng có thể tinh chuẩn bắt được phương vị. Lập tức, Diệp Thần chính là mang Phạm Tinh Nghiên lên đường đi tìm xích diễm tiên thảo. Phạm Tinh Nghiên thân thể yếu ớt, đi mấy bước liền đi không nổi, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là cõng nàng tiến về phía trước. Diệp Thần ngược lại là không có tâm tư dư thừa, toàn bộ tinh thần chăm chú lưu ý chung quanh, đề phòng hết thảy bất trắc. Đi tới trước tới giữa, hai bên đường đi, thỉnh thoảng lao ra tất cả quái vật cùng yêu thú, thật may Diệp Thần sớm có phòng bị, đem đánh lén quái vật yêu thú, toàn bộ đánh chết. Thành thạo vào tới giữa, Diệp Thần lại ở chung quanh trên cây to, lưu lại từng đạo mịt mờ luân hồi dấu vết. Nếu như Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng, phát hiện những thứ này luân hồi dấu vết, liền có thể ngược dòng phía trên lưu lại hơi thở, tìm được Diệp Thần chỗ. Mà những người khác, coi như phát hiện, bởi vì không có luân hồi huyết mạch hơi thở, cũng không khả năng ngược dòng đến Diệp Thần chỗ. Như vậy một đường tiến về trước, chung quanh hắc ám khí thức, càng ngày càng hy loáng, không khí cũng thay đổi được mát mẻ đứng lên, mát mẻ bên trong lại mang một chút ngọn lửa vậy nóng bỏng. Diệp Thần bên tai, nghe được ùng ùng tiếng nước chảy. Đi về trước lại đi một khoảng cách, Diệp Thần liền thấy một cái thác nước lớn, như một cái bạch long vậy, treo ở một ngọn núi ven núi trước. Chết cấm khu hoàn cảnh, hắc ám tồi tệ, khắp nơi đều là khói mù, nhưng chỗ này, nhưng là hạo nhiên nhẹ nhàng khoan khoái, thác nước chảy xiết, chim hót hoa nhang, thấm vào lòng người. Diệp Thần tinh thần chấn động, Phạm Tinh Nghiên tinh thần cũng là tốt lắm rất nhiều, từ hắn sống lưng trên dưới tới, chỉ hướng phía trước, kêu lên, Diệp đại ca. Người xem, chỉ gặp phía trước dưới thác nước mặt, sinh trưởng một bụi màu đỏ thấm dược thảo, tiên sương mù hòa hợp, ánh sáng rực rỡ đậm đà, thấm ra ngọn lửa khí tượng. Đây chính là xích diễm tiên thảo sao? Diệp Thần ánh mắt sáng lên, phía trước bụi cây kia dược thảo, lộ vẻ lại chính là xích diễm tiên thảo, hội tụ mồi lửa linh khí, sinh trưởng mà thành. Hoàn cảnh chung quanh, như vậy nhẹ nhàng khoan khoái sáng ngời. Hiển nhiên cũng là bởi vì làm cho này bụi cây xích diễm tiên thảo tồn tại, xua tan hắc ám. Có bụi cây này xích diễm tiên thảo, ta thương thế là có thể khỏe. Phạm Tinh Nghiên vui vẻ nói. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là nàng cao hứng, lập tức liền dẫn nàng đi lên trước, ngồi xổm người xuống, chậm rãi đem xích diễm tiên thảo rút ra. Diệp Thần động tác rất nhẹ, rất sợ thương tổn liền bụi cây này chân quý dược thảo. Cũng may Diệp Thần thủ pháp thuần thục, cũng là hoàn hảo không hao tổn đem xích diễm tiên thảo rút ra, liền một nhánh bộ rễ cũng không có làm tổn hại. Phạm Tinh Nghiên đại hỉ, liền muốn nhận lấy xích diễm tiên thảo. Ngao! Nhưng lúc này, một cổ xảo quyệt quỷ dị tiếng hô vang lên. Chỉ gặp trong hư không, bỗng nhiên hiện ra một cái bóng tối không gian vòng xoáy, một đầu dữ tợn quái vật hình người, từ hắc ám trong nước xoáy lao ra, hướng Diệp Thần và Phạm Tinh Nghiên đạp chết đi. Phạm Tinh Nghiên ai yêu một tiếng thét kinh hãi, vội vàng rúc vào Diệp Thần sau lưng. Đầu này quái vật hình người, tứ chi nhỏ hết sức mềm yếu, khoác mái tóc dài, gương mặt là trống không một phiến, lại là không có ngũ quan, nhìn như cực kỳ khủng bố. Đầu này không mặt quái vật, rất có thể là xích diễm tiên thảo thủ hộ giả. Diệp Thần rút ra một cái ra xích diễm tiên thảo, liền kinh động âm thầm bảo vệ quái vật. Vậy không mặt quái vật. Phát ra cô gái vậy nhọn khàn khàn tiếng kêu, hai tay toát ra so đao kiếm còn móng tay sắc bén, hung hăng hướng Diệp Thần thân thể bắt đi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, bàn tay thiết ngai vàng năng lượng khí thức hội tụ, hóa thành sắt thép tay, mang hào hùng uy áp, đột nhiên đánh ra. Vậy không mặt quái vật,
hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần lực lượng lại có thể sẽ dâng trào đến tình cảnh này, tại chỗ liền bị một chưởng vỗ trúng liền thân thể, chật vật lui về phía sau. Diệp Thần bàn tay, cảm giác được quái vật kia hơi thở và hình thái, không khỏi được nhướng mày một cái. Cái quái vật này, tựa hồ là nữ. Nhưng, Diệp Thần tâm cảnh cũng không có chút ba động nào, có ngón tay bắn liền, thiết ngai vàng năng lượng hóa thành từng chuôi lạnh như băng kiếm sắt, như mưa sa chém chết ra, phải đem vậy không mặt quái vật chém thành thịt nát. Vậy không mặt quái vật, vậy cảm nhận được liền Diệp Thần lợi hại, không dám khinh thường chút nào, trong cổ họng phát ra các loại quỷ dị âm tiết, hình như là gào thét, lại hình như là ngâm sướng. Diệp Thần nghe được những cái kia âm tiết, tụ lại, hình như là một câu nói, tỉ tỉ. Giúp ta một tay. Theo những cái kia âm tiết rơi xuống, vậy không mặt quái vật trên hai tay, lại có thể ngay tức thì nổ lên ngập trời ngọn lửa. Những ngọn lửa kia, nhiệt độ là như vậy kịch liệt, hơi thở là như vậy khủng bố, bên trong tựa như dựng dục muôn vàn mãnh liệt phượng hoàng lửa. Vậy không mặt quái vật vẫy tay giết ra, ngọn lửa bão táp, tại chỗ hóa thành tất cả thần thánh chu tước phượng hoàng, khỏa cuốn muôn vàn huy hoàng lửa cháy mạnh, thậm chí còn kèm theo cổ xưa thần linh hơi thở, thao thao bất tuyệt hướng Diệp Thần gào thét lướt đi. Cái gì? Diệp Thần rất giật mình, như vậy thần thánh huy hoàng ngọn lửa thần thông, ở cái quái vật này trong tay thi triển ra, lộ vẻ được đặc biệt quỷ dị. Quỷ dị này sau lưng, mang kinh khủng ý định giết người. Nếu như gặp phải những cái kia mãnh liệt phượng hoàng lửa cuộn sạch, chỉ sợ là sắt thép thân thể, đều phải sống sờ sờ bị nóng chảy thành cương thủy. Nham thần hộ thuẫn, Trần Bia, cho ta ngăn trở. Diệp Thần quát to một tiếng, thúc giục nham thần máu, hóa ra một cái linh khí hộ thuẫn, như kim trung cháo vậy, bao phủ mình thân thể. Cái này trên hộ thuẫn mặt, thậm chí còn mang theo Trần Bia hơi thở. Nham thần cùng Trần Bia tới giữa, tựa hồ có một chút liên quan, nham thần máu năng lượng, cùng Trần Bia năng lượng, lẫn nhau tướng dung hợp, có thể bộc phát ra càng uy lực cường đại. Suy, tất cả mãnh liệt phượng hoàng lửa, hung hăng đụng vào Diệp Thần nham thần trên hộ thuẫn, phát ra thanh âm kinh khủng. Những cái kia mãnh liệt phượng hoàng lửa, mang vô cùng kinh khủng uy nghiêm, thật giống như cổ xưa thần minh, trên đời gian biểu dương mình luyện ngục oai. Nhưng thật may, Diệp Thần nham thần hộ thuẫn, cũng là tương đương vững chắc, lại rất miễn cưỡng chặn lại tất cả mãnh liệt phượng hoàng lửa đánh vào. Vậy không mặt quái vật, thân thể cứng ngắc ở, nàng mặc dù không có ngũ quan cùng diễn cảm, nhưng nội tâm chắc là đặc biệt rung động. Diệp Thần trên mình nham thần hộ thuẫn, tràn ngập màu vàng kim chói lọi, thật là giống như là thế gian thần thánh nhất bảo vệ, vô luận cái gì thủ đoạn công kích, đều không thể phá hủy vậy. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần nhìn chằm chằm vậy không mặt quái vật, quát hỏi. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy quái vật kia, thân phận không đơn giản. Quái vật kia không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là đột nhiên tới giữa, nàng vọt tới Phạm Tinh Nghiên bên người, một móng vuốt đâm hướng Phạm Tinh Nghiên tim. Không tốt. Diệp Thần con người co giúp một cái, hắn thật ra thì một mực cảnh giác, nhưng quái vật kia thân pháp tốc độ, vẫn là vượt quá hắn dự liệu, sắp đến không thể tưởng tượng nổi bước, đi công kích Phạm Tinh Nghiên, hắn lại phản ứng không kịp nữa cứu viện. Hiển nhiên, quái vật kia gặp Diệp Thần lợi hại, còn không địch lại, liền lựa chọn đi đánh lén Phạm Tinh Nghiên. Phạm Tinh Nghiên ai yêu một tiếng thét kinh hãi, cũng là không tránh kịp, mắt xem sẽ bị quái vật kia đâm xuyên tâm, trực tiếp giết chết. Nhưng lúc này, nàng đeo trên cổ một khối mặt ngọc, nhưng là phát ra óng ánh quang, bảo vệ nàng. Quái vật kia thấy được khối ngọc kia rơi xuống, ngẩn ngơ, rồi sau đó phát ra một hồi rên rỉ vậy nghẹn ngào, thân thể run run dữ dội hơn, đột nhiên liền xoay người tránh nhập hắc ám bên trong, biến mất không thấy. Cái này một tí biến cố đột nhiên, Diệp Thần và Phạm Tinh Nghiên cũng không có dự liệu được. Phạm Tinh Nghiên sợ suất mồ hôi lạnh cả người, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, sụi lơ ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, ngực một hồi phập phồng. Diệp Thần thấy quái vật kia chủ động rời đi, cũng là kinh nghi bất định, nhìn Phạm Tinh Nghiên treo trên cổ mặt ngọc, nói, Phạm tiểu thư, người mặt ngọc này là pháp bảo gì, lại có thể bước lui quái vật kia. Hắn gặp vậy mặt ngọc linh khí vậy, thật giống như chính là thông thường đồ trang sức mà thôi, không nghĩ tới lại có thể đem vậy không mặt quái vật bước lui, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phạm Tinh Nghiên cũng có chút xuất thần, nói, mặt ngọc này là yêu cơ tỷ tỷ đưa cho ta, chỉ là phổ thông đồ trang sức mà thôi, nàng nói là mẹ nàng để lại cho di vật của nàng,
tuy có kỷ niệm giá trị, nhưng cũng không phải là pháp bảo gì lợi hại. Diệp Thần nói, phải không? Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần trong lòng toát ra một cái đáng sợ suy đoán, nhưng lại không dám xác định, chỉ cảm thấy một hồi rợn cả tóc gáy. Phạm Tinh Nghiên nói, Diệp đại ca, vậy xích diễm tiên thảo mau cho ta, nếu không linh khí liền tan hết. Nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần trong tay xích diễm tiên thảo, thanh âm mang điểm nóng này. Vậy xích diễm tiên thảo linh khí, đang không ngừng trôi qua, ánh sáng so với mới vừa rồi mở đi chút. Xích diễm tiên thảo, và dược liệu thông thường không cùng, loại dược liệu này, hội tụ địa mạch mồi lửa linh khí mà sống, một khi thoát khỏi địa mạch, linh khí liền sẽ nhanh chóng lưu tán, không tới nửa ngày thì phải khô héo. Nếu là xích diễm tiên thảo khô héo, Phạm Tinh Nghiên nội thương, còn muốn khôi phục, khó hơn lên trời. Diệp Thần trong lòng rét một cái, vậy vội vàng đem xích diễm tiên thảo, giao cho Phạm Tinh Nghiên. Phạm Tinh Nghiên nói, Diệp đại ca, ta ở chỗ này chữa thương, có thể cần 2-3 ngày, ngươi thay ta hộ pháp, ta lo lắng vậy không mặt quái vật, rất có thể lại kéo nhau trở lại. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, được. Lập tức, Phạm Tinh Nghiên ở phía sau thác nước, tìm cái hang núi, một mình ăn vào xích diễm tiên thảo, điều tức chữa thương. Diệp Thần thì ở dưới thác nước, bảo vệ nàng. Hồi tưởng lại vậy không mặt quái vật, Diệp Thần trong lòng khó hiểu có chút bất an, luôn cảm giác khắp nơi lộ ra cổ quái. Thôi, nếu như vậy con quái vật, lại dám xuất hiện, ta trước chân áp nàng là được. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, trong lòng có chủ ý. Hắn lợi dụng thiết ngai vàng và người đồ sát thánh bôi lực lượng, bố trí một cái mịt mờ trận pháp cạm bẫy. Chỉ cần quái vật kia dám đến, kích hoạt cạm bẫy, lập tức thì phải gặp phải thiết ngai vàng và người đồ sát thánh bôi, còn có phệ hồn châu trấn áp. Cạm bẫy bố trí xong, Diệp Thần chính là yên tĩnh chờ, đồng thời thử nghiệm cùng Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng câu thông, đáng tiếc vẫn là không có kết quả. Chết cấm khu hoàn cảnh, bị hắc ám ăn mòn được quá nghiêm trọng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh liền trời tối. Trong đêm tối chết cấm khu, càng nguy hiểm. Bởi vì những quái vật kia, ở hắc ám bên trong, lực lượng sẽ biến đổi mạnh hơn lớn. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở dưới thác nước, yên lặng nghỉ ngơi. Thác nước sau trong hang núi, truyền ra khí tức nóng bỏng, đó là xích diễm tiên thảo linh khí. Diệp Thần thần thức xem xét đi qua, liền thấy trong hang núi nhiệt độ nóng bỏng. Màu đỏ sương mù bốc hơi lên. Ở dưới nhiệt độ cao, Phạm Tinh Nghiên cởi hết quần áo, không mảnh vải che thân, trên mặt có điểm thống khổ thần sắc, đang không ngừng hấp thu linh khí chung quanh. Diệp đại ca, ta không có chuyện gì, ngươi không cần nhìn chằm chằm ta xem. Phạm Tinh Nghiên truyền ra ý niệm, vậy cảm nhận được liền Diệp Thần xem xét. Diệp Thần một hồi lúng túng, liền thu hồi ánh mắt quang, tiếp tục yên lặng bảo vệ nàng. Đến khi đêm khuya, Diệp Thần hoảng hốt bên trong, cảm nhận được liền một món khí tức quỷ dị, đang lặng lẽ xâm nhập tới. Đó là một món nhàn nhạt sương mù màu đen, dọc theo không khí bay tới, người bình thường nếu như không cẩn thận xem xét nói, căn bản không phát hiện được. Nhưng Diệp Thần đạo tâm sáng rực, cảm giác bén nhạy, ở hắc vụ bay tới ngay tức thì, hắn liền phát hiện. Từ vậy hắc vụ bên trong, hắn cảm nhận được liền quen thuộc hơi thở. Đó là ban ngày đầu kia không mặt quái vật hơi thở. Vậy không mặt quái vật, vô cùng thông minh cùng nhạy bén, biết chính diện quyết chiến, không đánh lại Diệp Thần, lại là muốn đánh lén. Diệp Thần trong lòng ngầm cười, ngoài mặt tỉnh bơ, trang làm cái gì cũng không biết hình dáng, tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức. Rất nhanh, vậy hắc phụ xâm nhập tới, trôi giạt đến Diệp Thần trước mặt, đột nhiên vặn vẹo nổ tung, phát ra đáng sợ gầm thét, nhảy ra cả người đoạn nhỏ yếu. Mái tóc dài không mặt quái vật, nhợt nhạt hai tay, móng tay sắc bén như đao, hung hăng đâm hướng Diệp Thần tim. Diệp Thần hừ một tiếng, cũng không có bất kỳ động tác, dưới người nhưng bỗng nhiên nổ lên từng đạo trận văn. Hắn ban ngày bố trí cạm bẫy, tại chỗ liền bị kích phát. Chỉ gặp một cổ bóng tối sắt thép ánh sáng, mang lạnh lùng uy nghiêm, còn có cổ xưa người đổ sát sát khí, phệ hồn thực cốt tàn bạo, mãnh liệt bắn về phía vậy không mặt quái vật thân thể. Rắc rắc, sắt thép ánh sáng nổ tung, bao trùm ở đó không mặt trên người quái vật, thiết ngai vàng năng lượng, ngay tức thì bùng nổ. Vậy không mặt quái vật phát ra một tiếng hét thảm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời gặp phải thiết ngai vàng hơi thở xâm lược, thân thể một tấc tấc thiết hóa. Muốn đánh lén ta, người còn chưa đủ tư cách.
Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bàn tay bắt được vậy không mặt quái vật tóc đen. Quái vật kia thân thể gặp phải thiết hóa, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần cầm nặn, trong cổ họng phát ra rên rỉ chấn động chỉ thanh âm, như người nào chết dã thú. Diệp Thần chỉ cần trưởng lực vừa phun, liền có thể đem cái này con quái vật, đầu bóp vỡ, hoàn toàn giết chết. Người rốt cuộc là ai, nói cho ta, người thân phận. Diệp Thần nhìn thẳng cái này không mặt quái vật, đặc biệt quỷ dị, hắn ngửi được cái này trên người quái vật, truyền tới một hồi thiếu nữ thơm dịu. Cô gái kia vậy ảo mộng nhẹ ngán mùi thơm, cùng cái quái vật này khủng bố hình dáng, đặc biệt không tương xứng, nếu như là đạo tâm hơi yếu người, sợ rằng sẽ bị trực tiếp hành hạ được điên mất đi qua. Diệp Thần tim gông xiềng đã sớm chém tới, tâm cảnh ổn như bàn thạch, không có chút ba động nào, hắn chỉ muốn biết cái quái vật này thân phận. Nếu như không phải là trong lòng mình đoán người kia, hắn lập tức thì phải động sát thủ. Quái vật nghẹn ngào không tiếng động, sợ hãi dưới, không có ngũ quan chỗ trống gương mặt, lại chảy ra nước mắt vậy máu loáng, mười phần quỷ dị. Ngươi nếu như không nói, ta thuận tiện lấy tàn khốc nhất thủ đoạn, đem ngươi hành hạ đến chết. Diệp Thần thanh âm bộc phát lãnh khốc, thúc giục phệ hồn châu năng lượng, ăn mòn quái vật kia tinh thần. Ở phệ hồn châu ăn mòn, quái vật kia linh hồn cơ hồ biến dạng, phát ra nhọn kêu thảm thiết cùng gào khóc, trong cổ họng lại phát ra một hồi mịt mờ khó khăn minh âm tiết. Những cái kia âm tiết tụ lại, hình như là một câu nói. Tỷ tỷ, mau cứu ta. Diệp Thần tâm cảnh như cũ như bàn thạch vậy lạnh lùng, liền chuẩn bị gia tăng hành hạ lực độ. Diệp Thần, mau thả nàng. Vừa lúc đó, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, nhưng gặp nửa đêm trong hư không, một đạo uyển chuyển xinh xắn bóng người, hạ xuống. Đó là một cái ăn mặc lê hoa quần dài cô gái, mắt sáng động lòng người, da thịt trắng nõn, giữa eo đeo võ uy thiên kiếm, lại là thân đồ uyển nhi. Diệp Thần thấy thân đồ uyển nhi hạ xuống, ngẩn ngơ, chỉ lấy là mình đang nằm mơ, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Uyển nhi, là ngươi. Diệp Thần kinh ngạc nhìn thân đồ uyển nhi. Là ta. Thân đồ uyển nhi thanh âm êm dịu, ánh mắt mang theo vô tận quyến luyến, còn có rất nhiều phức tạp hơn khó khăn minh tâm trạng, ngắm nhìn Diệp Thần, từng bước một đi tới. Diệp Thần cẩn thận đánh giá thân đồ uyển nhi, phát hiện nàng hơi thở, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, thấm ra một loại thần ma vậy vĩ đại trói lọi. Diệp Thần biết, nàng khẳng định lấy được tương lai người chúc phúc, cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Người này là đạo đức thiên tôn thê tử, nguyệt hồn tiên tử, người không nên thương tổn nàng. Thân đồ uyển nhi chỉ Diệp Thần trong tay quái vật, nói. Nàng là, nguyệt hồn tiên tử. Diệp Thần ngây ngẩn, nội tâm có chút chấn động. Thật ra thì hắn sớm có suy đoán, cái này không mặt quái vật, thân phận rất có thể không đơn giản. Nhưng bây giờ nghe thân đồ uyển nhi thuyết minh chân tướng, Diệp Thần vẫn là vô cùng khiếp sợ. Như vậy giữ tợn quỷ dị quái vật, lại chính là đệ nhị yêu cơ nương thân, đạo đức thiên tôn thê tử, nguyệt hồn tiên tử. Thân đồ uyển nhi than thở một tiếng, nói trước đây thật lâu, nguyệt hồn tiên tử là mồi lửa thủ hộ giả, ban đầu tử thần giáo đoàn xâm lược, cũng là nàng thề chống lại, cuối cùng cùng bạo quân thiên ngự hồn đế, ngọc đá cùng vỡ, song song chết. Nàng vong hồn bồng bềnh ở chết cấm khu, cũng không may mắn gặp phải hắc ám khí tức ăn mòn, sa đọa vực sâu, dị hóa thành một con quái vật. Ta lần này bị đệ nhị yêu cơ mời, bí mật tới chết cấm khu, chính là vì siêu độ nàng. Diệp Thần nghe xong thân đồ uyển nhi mà nói, trầm mặc xuống. Xem ra Trần Nam nói không sai, nguyệt hồn tiên tử quả nhiên rơi vào hắc ám, biến thành quái vật. Thân đồ uyển nhi cũng đích xác ngay tại chết cấm khu. Mục đích chính là siêu độ nguyệt hồn tiên tử, phá nàng trong cơ thể hắc ám khí tức. Thân đồ uyển nhi nói tiếp, chỉ tiếc, nguyệt hồn tiên tử trong cơ thể hắc ám, chân thực quá mức nồng nặc, nàng mặc dù gìn giữ có một chút linh trí, đang cực lực phối hợp ta, nhưng tiếc là vẫn là khó mà xua tan. Chúng ta dự định mượn dùng xích diễm tiên thảo linh khí, xua tan hắc ám, mấy ngày nay ta đang suy nghĩ cụ thể phương pháp, lại đột nhiên phát hiện nguyệt hồn tiên tử không thấy. Dừng một chút. Thân đồ uyển nhi nhìn về phía dưới thác nước, vậy trống trơn như vậy cảnh tượng, cười khổ một tí, nói. Lúc đầu, nàng là phát hiện xích diễm tiên thảo bị đoạt đi, cho nên chạy tới, muốn đoạt lại. Chỉ là không nghĩ tới, cướp đi xích diễm tiên thảo người, lại chính là ngươi. Diệp Thần nghe xong lời này, cảm thấy ngoài ý muốn,
vừa áy náy, nói, xin lỗi, ta không biết. Hắn vội vàng buông lỏng Nguyệt Hồn Tiên Tử, giải trừ hết tất cả thiết hóa cùng vệ hồn ăn mòn. Nguyệt Hồn Tiên Tử nghẹn ngào rên rỉ, sụi lơ trên đất. Diệp Thần trong lòng càng áy náy. Hắn nơi nào nghĩ đến, vậy Xích Diễm Tiên Thảo, lại là Nguyệt Hồn Tiên Tử, thoát khỏi hắc ám, khôi phục bình thường niềm hy vọng. Thần Độ Uyển Nhi nói, bất quá, ngươi luân hồi máu, cũng có thể thay nàng giải trừ hắc ám. Nàng đã từng chết, chỉ còn lại vong hồn, nhưng vạn cổ tới nay, không ngừng hấp thu mồi lửa linh khí, lại khôi phục thân xác. Nếu như chúng ta có thể phá trừ nàng trong cơ thể hắc ám, có lẽ có thể để cho nàng khôi phục đã từng là hình dáng. Diệp Thần nói, có thể, ta liền hao phí ta luân hồi máu, là nàng xua tan hắc ám chính là không biết có thể thành công hay không. Diệp Thần nhìn Nguyệt Hồn Tiên Tử, trong lòng cũng là vô hạn áy náy, chỉ muốn bồi thường. Chỉ là, Nguyệt Hồn Tiên Tử trên mình hắc ám ma khí, quá mức nồng nặc, Diệp Thần cũng không có tuyệt đối chắc chắn, có thể giúp nàng khôi phục nguyên trạng. Thần Độ Uyển Nhi nói, luân hồi máu oai, thậm chí ở chín thần chân huyết bên trên, ngươi nếu như chịu ra tay, vậy Nguyệt Hồn Tiên Tử liền được cứu rồi. Ta bố trí một cái nghi thức trận pháp, lợi dụng trận pháp kia, có thể để cho ngươi luân hồi máu, hiệu quả phát huy đến trình độ cao nhất, ngươi cùng ta tới. Thần Độ Uyển Nhi đỡ dậy Nguyệt Hồn Tiên Tử, chuẩn bị mang Diệp Thần rời đi nơi này. Nguyệt Hồn Tiên Tử cổ họng bên trong, như cũ phát ra hu hu như trồn minh vậy nghẹn ngào, nằm ở Thần Độ Uyển Nhi trong ngực, lộ vẻ được ủy khuất hết sức. Nàng bề ngoài là cái không mặt quái vật đáng sợ bề ngoài, nhưng giờ phút này để lộ ra thần thái, nhưng giống như một chịu hết ủy khuất thiếu nữ, cùng đáng sợ kia bề ngoài, quá mức không tương xứng. Diệp Thần sống lưng một hồi rợn cả tóc gáy, đại khái cũng đoán được đệ nhị yêu cơ, tại sao sẽ mời Thần Độ Uyển Nhi. Thần Độ Uyển Nhi tương lai thân, là Vu Yêu lão tổ, ma thần nắm giữ. Tất cả sa đọa bóng tối quái vật, thật ra thì đều là thuộc về ma thần nhất mạch. Ở đó chút hắc ám quái vật trong mắt, Thần Độ Uyển Nhi chính là chí thánh chói lọi, vĩ đại nắm giữ, chí tôn vô thượng vương giả, thánh mẫu, hết thảy ân điển cùng vinh dự hội tụ, là thủ lãnh của bọn hắn. Cho nên, rơi vào bóng tối Nguyệt Hồn Tiên Tử, cũng là vô cùng lệ thuộc vào Thần Độ Uyển Nhi, đặc biệt thân cận. Ta trước cùng bạn ta nói một tiếng. Diệp Thần hướng Thần Độ Uyển Nhi nói một câu, rồi sau đó thử nghiệm câu thông Phạm Tinh Nghiên. Nhưng Phạm Tinh Nghiên chữa thương trọng yếu giây phút, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã, một bộ nhập định hình dáng, cũng không trả lời Diệp Thần. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là lưu lại một đạo ý chí, hóa thành phù chiếu, ấn ở trong hang núi, thuyết minh nhân quả. Cùng Phạm Tinh Nghiên tỉnh, nàng có thể dọc theo Diệp Thần ý chí, lần nữa cùng Diệp Thần hội hợp. Giao phó xong hết thảy, Diệp Thần đi theo Thần Độ Uyển Nhi, rời đi nơi đây. Thần Độ Uyển Nhi ôm Nguyệt Hồn Tiên Tử, mang Diệp Thần, che giấu hơi thở, một đường khiêm tốn đi tới trước, rất nhanh đi tới chết cấm khu chỗ sâu, một cái trong tế đàn. Cái tế đàn này, rõ ràng cho thấy gần đây xây dựng, dấu vết còn đặc biệt mới. Tế đàn phơi bày bóng tối màu sắc, phía trên hội họa trước từng cái quỷ bí phù văn, bên cạnh để từng hạt tròn đầu khô lâu, còn có rất nhiều yêu thú hài cốt, tất cả loại quái vật vật liệu, làm người ta hoa cả mắt. Cái tế đàn này, là ta tự tay bố trí, xài không thiếu vật liệu cùng tâm huyết. Thật ra thì, ở Thái Thượng Công Đức Chiến còn chưa bắt đầu trước, ta liền đã tới. Chỉ tiếc, ta từ đầu đến cuối không có thể để cho Nguyệt Hồn Tiên Tử hồi phục. Thần Độ Uyển Nhi khẽ vuốt ve Nguyệt Hồn Tiên Tử vậy rối bời tóc, cũng không vì là Nguyệt Hồn Tiên Tử quỷ dị bề ngoài, mà có chút chê cùng chán ghét, trong mắt ngược lại có dũng khí thánh mẫu vậy trói lọi, bao dung hết thảy. Diệp Thần biết. Hôm nay Thần Độ Uyển Nhi, khẳng định lấy được tương lai người chúc phúc, vậy đón nhận mình tương lai, là ma thần chúa tể thân phận. Cho nên, cho dù đối mặt lại xấu xí, lại quỷ dị, đáng sợ nữa quái vật, nàng trong mắt cũng là thánh mẫu vậy quang, bởi vì vậy đều là của nàng thần dân. Diệp Thần tâm tình, phức tạp khó tả. Lắc đầu một cái, hắn cũng không có muốn quá nhiều. Tóm lại, trước hồi phục Nguyệt Hồn Tiên Tử nói sau. Dẫu sao. Nguyệt Hồn Tiên Tử là đệ nhị yêu cơ nương thân, đã từng mồi lửa thủ hộ giả, đạo đức thiên tôn thê tử, thân phận không phải chuyện đùa. Nàng hôm nay rơi vào hắc ám, nếu như có cơ hội, dĩ nhiên là phải đem hắn cứu vãn lại được mới phải. Ta đi thử một chút đi. Diệp Thần nhìn Thần Độ Uyển Nhi,
vừa liếc nhìn Nguyệt Hồn Tiên Tử, nói. Thân Đồ Uyển Nhi gật đầu một cái, nhẹ nhàng kéo Nguyệt Hồn Tiên Tử tay, nói ta tín đồ, nhớ ngươi tên thật kêu Nguyệt Hồn Tiên Tử, ngươi là Hỏa Thần Thiên Tôn muội muội, ngươi cũng không phải là bóng tối quái vật, ngươi muốn nhớ. Nguyệt Hồn Tiên Tử đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cổ họng hu hu lên tiếng, nắm chặt Thân Đồ Uyển Nhi tay. Nàng đối Thân Đồ Uyển Nhi, tựa hồ có đặc biệt cuồng nhiệt tín ngưỡng, không hề chỉ muốn thoát khỏi hắc ám quái vật thân phận. Trên thực tế, tất cả hắc ám quái vật cũng sẽ bản năng sùng bái ma thần nắm giữ, đó là khác ở chúng trong huyết mạch đóng dấu. Nghe lời, ngồi lên, không nên lộn xộn. Thân Đồ Uyển Nhi chỉ tế đàn kia, cũng không có qua nhiều lời nói. Nguyệt Hồn Tiên Tử tựa hồ có chút ủy khuất, nhưng vậy không dám chống lại Thân Đồ Uyển Nhi mệnh lệnh, liền ngoan ngoãn ngồi vào phía trên tế đàn đi. Vù vù. Nàng vừa ngồi lên đi, toàn bộ tế đàn phù văn cũng lóng lánh dậy ánh sáng màu đen, từng luồng quỷ bí hắc ám khí tức vờn quanh nàng toàn thân. Những thứ này hắc ám khí tức bên trong mang theo Thân Đồ Uyển Nhi huyết khí. Hiển nhiên, Thân Đồ Uyển Nhi muốn lợi dụng mình máu thức tỉnh Nguyệt Hồn Tiên Tử, nhưng tiếc là từ đầu đến cuối không có thể thành công. Diệp Thần, tiếp theo liền xem tài năng của ngươi. Đem ngươi máu tươi bơm vào đến cái này phía trên tế đàn, lấy luân hồi thần uy là được trấn áp hết thảy hắc ám. Thân Đồ Uyển Nhi mắt đẹp ngắm nhìn Diệp Thần, nói. Được. Diệp Thần cũng không có gì do dự, lúc này vậy ngồi vào phía trên tế đàn, và Nguyệt Hồn Tiên Tử mặt đối mặt. Thân Đồ Uyển Nhi nói, chú ý bóng tối cắn trả, ta vì ngươi hộ pháp. Diệp Thần nói, được. Lập tức hắn liền gọi ra một đạo đao gió, phá vỡ mình lòng bàn tay, để cho máu tươi ồ ồ chảy ra, dòng nước chảy đến phía trên tế đàn. Cái tế đàn này, phía trên cất giấu từng đạo trận văn, còn có tất cả loại đặc thù nghi quỹ. Làm Diệp Thần máu tươi, xâm nhiễm đi lên, vậy từng đạo trận văn, chính là sáng lên màu máu chói lọi, từng cái nghi quỹ đường vân, vậy toàn bộ toát ra ánh sáng, ông ông tác hưởng. Toàn bộ tế đàn, đều là phát ra oanh thanh âm ùng ùng, thật giống như có vật gì đặc biệt, bị khởi động vậy. Diệp Thần chỉ cảm thấy mình lòng bàn tay máu tươi, liều mạng chảy ra đi. Thật giống như bị hắc động chiếm đoạt lôi kéo vậy, muốn cầm máu cũng không ngừng được. Tế đàn kia đạt được luân hồi máu tươi bơm vào, vậy rất nhanh hóa thành đỏ nhạt màu sắc. Ngồi ở Diệp Thần đối diện Nguyệt Hồn Tiên Tử, thân thể kịch liệt run rẩy run đứng lên, nguyên bản nhợt nhạt ra, giờ phút này lại là dần dần đổi được đỏ thắm, thật giống như thiếu nữ vậy nhẵn nhụi, hiển nhiên là lấy được Diệp Thần luân hồi máu bồi bổ, đang từng bước khôi phục. Suy suy suy, Nguyệt Hồn Tiên Tử thân thể không ngừng toát ra màu đen hơi khói, lượn lờ bốc hơi lên. Nàng trong cơ thể hắc ám khí tức, ở luân hồi máu sức mạnh to lớn hạ, đang nhanh chóng bốc hơi trước, nguyên vốn không có ngũ quan quỷ dị gương mặt, cũng là dần dần nổi lên ngũ quan. Một màn này, hiệu quả có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Diệp Thần luân hồi máu, cơ hồ là ngay tức thì, liền phát huy ra mắt thường có thể thấy được tác dụng. Thân Đồ Uyển Nhi thấy vậy, cũng là lớn vui. Nói, Diệp Thần, ngươi luân hồi huyết mạch, quả nhiên là có một không hai chư thiên tồn tại, như vậy nồng nặc hắc ám, lại có thể đều bị ngươi hóa giải được. Diệp Thần khóe miệng xé một tí, muốn nói gì, nhưng chỉ cảm thấy đầu chóng mặt, vậy không nói ra lời. Hắn là Nguyệt Hồn Tiên Tử xua tan hắc ám, hiệu quả đúng là rõ rệt, nhưng tự thân luân hồi máu, nhưng đang nhanh chóng tiêu hao, đối thân thể gánh vác cực lớn. Thật may, những thứ máu này, là thông thường máu. Cũng không phải là cô đọng máu tươi, tiêu hao tuy nhiều, cũng sẽ không làm thương tổn võ đạo căn cơ, chỉ phải nghỉ ngơi đủ, là có thể khôi phục như cũ. Thân Đồ Uyển Nhi ngạc nhiên mừng rỡ sau này, gương mặt nhưng là lộ ra một chút phòng bị ý, mắt đẹp lạnh lùng xuống, nhìn về phía tế đàn bên ngoài doanh trại hắc ám. Lúc này chính là ban đêm, chết cấm khu yêu thú cùng quái vật hoành hành, nhưng Thân Đồ Uyển Nhi thân phận đặc thù, chính là tương lai ma thần nắm giữ. Trước kia không có bất kỳ quái vật dám can đảm xúc phạm nàng. Nhưng hiện tại, Diệp Thần luân hồi huyết khí chập chờn, nhưng để cho được rất nhiều trong bóng tối quái vật, cũng không kềm chế được tham lam ý niệm. Dẫu sao, đối yêu thú cùng các quái vật mà nói, luân hồi máu, chính là lớn nhất đồ bổ. Hống! Đi đôi với một hồi trầm thấp gầm to, tế đàn bên ngoài, có một đầu hắc ám quỷ nghiêu, rốt cuộc không nhịn được, đạp đất rung núi chuyển nhịp bước, cuồng xông lên ra. Hướng tế đàn xông thẳng tới. Đầu này hắc ám quỷ nghiêu,
ánh mắt như nhật nguyệt, tiếng gào như sấm, uy mãnh hết sức, là một loại rơi vào bóng tối thượng cổ dị chủng. Tự tìm cái chết. Thân Đồ Uyển Nhi thấy vậy hắc ám quỷ nghiêu, muốn đụng Diệp Thần, trong mắt nhất thời lướt qua một chút lãnh ý, rút ra võ uy thiên kiếm, lau một cái cực hạn hắc ám kiếm khí, bạo giết ra. Phốc xích một tiếng. Đầu kia quỷ nghiêu, gặp phải Thân Đồ Uyển Nhi kiếm khí chém chết, tại chỗ gục toi mạng, trong cơ thể đánh mất ra mười mấy đóa tử hoàng lửa. Vùng lân cận trong rừng rậm, rất nhiều ẩn núp yêu thú cùng quái vật, thấy Thân Đồ Uyển Nhi bén nhọn như vậy hình dáng, đều là rất kiêng kỵ, truyền ra không thiếu tiếng trầm thấp, không có người nào dám nữa hiện thân. Nhưng, Thân Đồ Uyển Nhi cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nàng nắm chặt võ uy thiên kiếm, vững vàng phòng bị, bảo vệ Diệp Thần. Là phòng vạn nhất, nàng lấy kiếm hóa trận, bố trí một cái hắc ám kiếm trận, đem toàn bộ tế đàn, cũng bao phủ đi vào. Ai dám tùy tiện xông vào nói, lập tức thì phải gặp phải vô số hắc ám kiếm khí chém chết. Núp trong bóng tối yêu thú cùng quái vật, thấy một màn này, càng kiêng kỵ. Không thiếu yêu thú không biết làm sao thối lui, nhưng vậy có vài yêu thú, không muốn buông tha luân hồi máu, còn ở ẩn núp, cùng đợi cơ hội. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đã qua hơn nửa đêm. Thân Đồ Uyển Nhi nhìn sắc trời một chút, lại nhìn xem trên tế đàn Diệp Thần cùng Nguyệt Hồn Tiên Tử hai người. Nàng phỏng đoán đến khi trời sáng, nghi thức là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, luân hồi máu thần uy, đem hoàn toàn đáng địch hết thảy hắc ám, Nguyệt Hồn Tiên Tử vậy sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Vu Yêu Lão Tổ, các người muốn cướp đi Nguyệt Hồn Tiên Tử, hỏi qua ta Tử Thần Giáo Đoàn chưa? Thân Đồ Uyển Nhi đang khẩn trương bảo vệ, chợt nghe một hồi âm lãnh thanh âm, từ trên bầu trời truyền tới. Chỉ gặp bầu trời đêm bên trong, mưa gió tan vỡ, sấm sét quỷ mưa nổ lên. Kinh phong lôi mưa bên trong, một đạo uy nghiêm mạnh mẽ bóng người, ở vô số vặn vẹo cục thịt, vô số quỷ bí xúc tu, vô số hắc ám quái vật vây quanh, hạ xuống. Đạo thân ảnh kia, uy nghiêm được giống như là nhân gian quân vương, trong mắt lại tất cả đều là hung ác thần sắc. Để cho người nhìn một cái, thì có dũng khí muốn thần phục xung động. Thiên Ngự Hồn Đế, ngươi làm sao tới? Thân Đồ Uyển Nhi nhìn về phía đạo thân ảnh kia, mặt đẹp nhất thời trầm xuống. Diệp Thần ở trên tế đàn, vậy cảm nhận được liền ngoại giới biến cố, mở mắt ra, nhìn vậy từ trên trời giáng xuống uy nghiêm nam tử, ngẩn người, trong đầu nghĩ, khí tức thật là cường đại. Người này chính là Tử Thần Giáo Đoàn thứ 10 tiệc hộ pháp, Thiên Ngự Hồn Đế. Tử Thần Giáo Đoàn tổng cộng có 12 tiệc hộ pháp, thứ 10 tiệc gọi là Bạo Quân. Ở đó Thiên Ngự Hồn Đế trên mình, Diệp Thần quả nhiên là cảm nhận được liền Bạo Quân vậy cuồng lệ khí tức. Thiên Ngự Hồn Đế quan sát Thân Đồ Uyển Nhi, trong mắt như nhật nguyệt xa vào, bắn ra sắc bén quang, cười lạnh nói, Vu Yêu Lão Tổ, Nguyệt Hồn Tiên Tử đã đầu dựa vào ta Tử Thần Giáo Đoàn, người cưỡng ép đem nàng mang đi, là ý gì? Người dám cãi lại ta Tử Thần Giáo Đoàn uy nghiêm? Hắn gọi Thân Đồ Uyển Nhi là Vu Yêu Lão Tổ, thật ra thì không hề quá chính xác. Bởi vì, Vu Yêu Lão Tổ, là Thân Đồ Uyển Nhi tương lai thân, cũng không phải là bây giờ nàng. Bất quá, ở Thiên Ngự Hồn Đế trong mắt, Thân Đồ Uyển Nhi tương lai thân và hiện tại thân, liền là cùng một người, không việc gì khác biệt. Thân Đồ Uyển Nhi lạnh lùng nói, ta là ma thần nắm giữ, các ngươi Tử Thần Giáo Đoàn, bất quá là cũ thời đại tàn dư, ở ta trước mặt, còn dám ngất trời. Nàng ngay lúc nói chuyện, tự có một cổ cao cao tại thượng, nắm giữ hết thảy, nghiền ép hết thảy vô địch tư thái, hình như là chấp trưởng thế gian cao nhất vinh dự chí tôn. Diệp Thần nhìn Thân Đồ Uyển Nhi, vào giờ khắc này, hắn ở Thân Đồ Uyển Nhi trên mình, đã không thấy được ngày xưa cái đó thiên kim đại tiểu thư bộ dáng, chỉ có chí tôn quang vinh, vô địch trói lọi, đó là thuộc về chí cao ma thần, vĩ đại chủ tể khí tức uy nghiêm. Không nghi ngờ chút nào. Thân Đồ Uyển Nhi chính là tương lai ma thần chí tôn, thế gian hết thảy ma thần cùng quái vật, cũng chỉ là nàng thần dân cùng tín đồ. Tử Thần Giáo Đoàn nơi tôn sùng Hải Vương Ma Tôn, cũng không ngoại lệ, cũng phải trở thành Thân Đồ Uyển Nhi thần dân, bất kỳ cãi lại cử động, đều là không vâng lời cùng xúc phạm. Thiên Ngự Hồn Đế vui vẻ cười to, nói, nếu như Nham Thần Thiên Tôn còn ở đời, ta có lẽ sẽ có điểm kiêng kỵ, nhưng một mình ngươi bé gái, còn chưa xứng làm ma thần nhất mạch nắm giữ. Ở đã từng là chín thần thời đại, ma thần nhất mạch nắm giữ, chính là Nham Thần Thiên Tôn. Nham Thần Thiên Tôn, là cường đại nhất thần minh, hắn ngang dọc thiên địa thời điểm, liền cổ thần nhất mạch đều phải tránh mũi nhọn.
ở chín thần bên trong, Nham Thần Thiên Tôn cũng là cường đại nhất tồn tại. Hôm nay thần Đồ Uyển Nhi, tuy cũng là ma thần nắm giữ, nhưng hiển nhiên không thể cùng ngày xưa Nham Thần Thiên Tôn so sánh. Thần Đồ Uyển Nhi cầm trong tay võ uy thiên kiếm, lạnh lùng sát ý tràn ngập, mắt đẹp cũng là mang một chút âm hàn, nhìn chằm chằm Thiên Ngự Hồn Đế, nói ta không xứng với phối, còn chưa tới phiên ngươi tới nói nhảm. Thiên Ngự Hồn Đế, ngươi đã sớm chết rồi, chỉ còn dư lại một món vong hồn, may mắn ăn cắp mồi lửa năng lượng, lần nữa đúc thân xác, nhưng ngươi thân thể này, khí huyết hư mỏng, ngươi hôm nay thực lực, còn không bằng đỉnh cấp thời điểm trong 1%, ngươi như thế nào là ta địch thủ. Tiếng nói rơi xuống, Thần Đồ Uyển Nhi bỗng nhiên một kiếm chém ra, một đạo cực hạn hắc ám kiếm mang, như nhanh như tia chớp xé rách hư không, nghịch thiên nháy mắt chém, lập tức liền tới sát Thiên Ngự Hồn Đế trước mặt. Một kiếm này ác liệt dị thường, tựa như tới vĩ ma thần, ở trần thế gian biểu dương mình uy nghiêm, kiếm gió cướp phá không khí, phát ra nhọn âm bạo thanh bên trong, thậm chí hòa lẫn rất nhiều thần ma ngâm sướng thanh âm, khoáng đạt hết sức. Nếu quả thật chém chúng, Thiên Ngự Hồn Đế thậm chí đều có rơi xuống nguy hiểm. Diệp Thần nhìn Thần Đồ Uyển Nhi bén nhọn như vậy kiếm thế, thầm kinh hãi, lại là vui sướng. Xem ra hôm nay Thần Đồ Uyển Nhi đạt được tương lai người chúc phù hộ, tu vi thực lực là nghịch thiên vậy lột xác, đổi được cực kỳ cường hãn. Thiên Ngự Hồn Đế nhìn một kiếm kia giết tới, cũng là vô cùng kiêng kỵ dè chừng và sợ hãi, vội vàng một cái nghiêng người, khó khăn lắm tránh, sau đó liền cười lạnh một tiếng. Nói, Vu Yêu lão tổ, ta nếu dám đến, tự nhiên có trấn áp ngươi biện pháp, ta một người không đấu lại ngươi, nhưng hơn nữa cái này đâu. Nói xong, Thiên Ngự Hồn Đế bỗng nhiên thổi lên huýt sáo, tiếng cười bên trong, giữa trời đất âm phong thở mạnh, ma sương mù lăn lăn, phương xa trong hư không, truyền ra lảnh lót sâu xa tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó, một đôi to lớn màu đen thịt cánh, vắt ngang màn trời, bình đoạn ban ngày đêm. Một đầu hai cánh cự long, toàn thân đen nhánh, to lớn thâm trầm được giống như một ngọn núi, từ phía chân trời xa xôi hạ xuống. Trộm đoạt ma thần đạo chính thống tội nhân, tán tụng ta hạ xuống đi. Hai cánh cự long màu máu con ngươi, mang dữ tợn hơi thở, quan sát Thần Đồ Uyển Nhi, phát ra vang vọng rung động thanh âm, khắp nơi núi cao cũng đang rung rung. Tử thần quyến thuộc, hắc dực long. Diệp Thần nhìn vậy hai cánh cự long, con ngươi nhất thời co rúm một cái. Đầu này hai cánh cự long, hắn vậy gặp qua, chính là đã từng Hải Vương Ma Tôn dưới quyền bốn lớn quyến thuộc một trong, Hắc Dực Long. Trước đây, mới vừa bước vào chết cấm khu thời điểm, Diệp Thần liền gặp phải Hắc Dực Long tập kích, cuối cùng là hắn bằng vào nham thần máu, mượn dùng địa hoàng thần thư lực lượng, mới đưa đánh lui. Thần Đồ Uyển Nhi thấy vậy Hắc Dực Long hạ xuống, mắt đẹp cũng là lướt qua vẻ ngưng trọng ý. Hắc Dực Long bay đến Thiên Ngự Hồn Đế bên người. Hai người hơi thở dung hợp, nhất thời bộc phát ra vô cùng cường hãn chập chờn, giữa trời đất ma khí lăn lăn, vô số ma thần cùng quái vật, từ trong bóng tối tư sinh ra. Hi hi, ta cùng Long Tòa liên thủ, bỏ mặc ngươi cái gì Vu Yêu lão tổ, vẫn là luân hồi chi chủ, cũng chỉ có một con đường chết. Thiên Ngự Hồn Đế cưỡi ở Hắc Dực Long sống lưng trên, ma khí đỉnh cấp bùng nổ, trong tay xuất hiện một cán phong cách cổ xưa lạnh lùng súng trường, trên thân súng hắc ám phủ văn lóng lánh. Đặc biệt rực rỡ tươi đẹp. Hắn nhìn xem Thần Đồ Uyển Nhi, lại nhìn xem trên tế đàn Diệp Thần, trong mắt tràn đầy sát khí. Diệp Thần và Thần Đồ Uyển Nhi, nội tâm đều là một hồi cảnh giác. Nếu như chỉ là một Thiên Ngự Hồn Đế, hoặc là chỉ là một đầu Hắc Dực Long, lấy bọn họ thực lực, đều có chiến thắng chắc chắn. Nhưng Thiên Ngự Hồn Đế và Hắc Dực Long liên thủ, hắc ám cùng khí thức tử vong hội tụ đỉnh cấp, nhưng là đặc biệt khó đối phó. Diệp Thần, người tiếp tục hồi phục Nguyệt Hồn Tiên Tử. Kẻ địch, liền giao cho ta đi. Thần Đồ Uyển Nhi quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt, mắt đẹp mang một chút đoạn tuyệt cùng quả quyết. Sau đó, nàng xách võ uy thiên kiếm, lại là nghịch thiên bay lên, một thân một mình, trực diện Thiên Ngự Hồn Đế cùng Hắc Dực Long. Đêm gió thổi dậy nàng mái tóc dài, thổi lên nàng lê hoa quần áo, nguyên bản hắc vụ vòng quanh bầu trời, lúc này lại là lộ ra một chút sáng trong ánh trăng. Cũng không biết từ đâu tới. Chân lý, đáp lại ta đi. Thần Đồ Uyển Nhi thụ kiếm ngân vang hát, thân kiếm nhất thời toát ra sáng chói ánh sáng trắng, trong hư không có cổ xưa ngâm sướng vọng về, thiên địa hỗn loạn. Đó là chân lý vọng về, tới vĩ ngâm sướng. Không không thời không các người tu luyện, theo đuổi, thật ra thì chính là cực hạn chân lý. Bọn họ cho rằng,
vạn sự vạn vật, đi qua hiện tại, tương lai thời không, hết thảy tồn tại, sau lưng nhất định có một cái vĩ đại nắm giữ. Cái này vĩ đại nắm giữ, có người nói là đạo, có người nói là thiên lý, bất quá không không thời không các người tu luyện, nói nhưng là chân lý. Đối theo đuổi chân lý, mãi không có giới hạn. Ai lĩnh ngộ được càng sâu, ai nắm giữ lực lượng, liền càng cường hãn. Thời khắc này thân Đỗ Uyển Nhi, đối vậy vĩ đại chân lý, cuối cùng nghĩa sâu xa, hiển nhiên cũng có lĩnh ngộ của mình, cũng nắm giữ một chút tinh túy. Nàng khua kiếm giết ra, chân lý quang, tan biến hắc ám, chém thẳng thiên ngự hồn đế. Người điểm này chân lý đạo tâm, còn không phản kháng được ta tử thần giáo đoàn uy nghiêm. Thiên ngự hồn đế cười gằn, cưỡi hắc rực long, như xưa nhất ma đạo chiến sĩ, cả người ma khí nổ tung, trong tay thương xuất như long, chấm hàn mang tách thả ra, trực kích thân Đỗ Uyển Nhi. Đinh đinh đinh, thân Đỗ Uyển Nhi trường kiếm, cùng thiên ngự hồn đế ma thương, ở một cái chớp mắt tới giữa, điên cuồng va chạm giao phong, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Hai người giao phong, rực cháy hà tách thả ra, lại có bóng tối chói lọi chào đáng, va chạm kịch liệt hơi thở. Làm được mảnh thiên địa này không gian, đều là mơ hồ rạn nứt. Thân Đỗ Uyển Nhi sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nàng có thể cảm thấy thiên ngự hồn đế thương pháp bên trong, hàm chứa một cổ hùng hồn long lực. Đó là tử thần quyến thuộc, hắc dực long lực lượng. Thân Đỗ Uyển Nhi một thân một mình, nhưng phải đối mặt thiên ngự hồn đế cùng hắc dực long hợp lực, rõ ràng bất lợi. Giao thủ không tới chốc lát, nàng liền rơi xuống hạ phong. Bị thiên ngự hồn đế như rồng vậy thương mang, ép được đỡ bên trái hở bên phải, hình dáng khá là chật vật. Đáng chết! Diệp thần khẽ cắn răng, thấy thân Đỗ Uyển Nhi rơi vào khốn cảnh, nội tâm cũng là lo lắng. Hắn muốn trợ chiến, nhưng hiện tại muốn hồi phục Nguyệt Hồn Tiên Tử, vậy không thể phân thân. Hơn nữa, thân Đỗ Uyển Nhi một mình tác chiến, vậy chính là vì bảo vệ hắn, miễn được hắn gặp phải ngoại địch quấy rầy. Phải mau sớm hồi phục Nguyệt Hồn Tiên Tử. Và Uyển Nhi sóng vai tác chiến. Diệp thần ánh mắt lẫm liệt, trong lòng quyết định chủ ý, lập tức thúc dục đao gió, đem mình một cái tay khác lòng bàn tay, cũng là phá vỡ lấy máu. Hai tay lấy máu, đại lượng luân hồi máu tươi, từ Diệp thần trong cơ thể dòng nước chảy ra, bơm vào đến trong tế đàn mặt, cũng thông qua đặc thù nghi thức, năng lượng truyền đến Nguyệt Hồn Tiên Tử trong cơ thể. A, à, Nguyệt Hồn Tiên Tử hơi phát ra rên rỉ một tiếng. Ở Diệp thần luân hồi máu tươi dưới sự xung kích, trên người nàng hắc ám khí tức, nhanh chóng bốc hơi tán loạn. Dần dần, Nguyệt Hồn Tiên Tử bắt đầu hồi phục. Tất cả quỷ bí cùng âm tà hơi thở, cũng từ trên người nàng rút đi. Một cổ thần thánh vĩ đại quang, bao phủ ở nàng. Đó là luân hồi quang. Diệp thần mở to hai mắt, liền thấy trước mắt Nguyệt Hồn Tiên Tử, từ một cái quỷ bí bóng tối không mặt quái vật, dần dần lột vỏ thành một cô gái. Đó là một cái vô cùng thanh thuần, vô cùng xinh đẹp nũng nịu thiếu nữ, từ trong bóng tối tỉnh lại, giống như tân sinh, không có mặc quần áo, da là trắng nõn béo mập hình dáng, dáng vẻ mang trẻ trung, thật giống như còn không thành thục quả đào. Thiếu nữ hạo trắng cổ tay, như vậy xương tuyết, phía trên tô điểm một viên đỏ tươi thủ cung sa. Thiếu nữ mở mắt ra, ánh mắt trong suốt sáng ngời, thanh thuần động lòng người, luân hồi quang bao phủ nàng, nàng giống như là nhân gian tiên tử. Trên da tinh tế lông tơ, đều là rõ ràng có thể gặp. Diệp thần sợ ngây người, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Một khắc trước Nguyệt Hồn Tiên Tử, còn là một hắc ám quỷ dị quái vật. Giờ khắc này, biến thành như vậy thanh thuần động lòng người thiếu nữ, biến hóa thực sự quá lớn, thay đổi vậy chân thực quá mức ly kỳ. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, Diệp thần cũng không dám tin tưởng. Từ ngoài mặt xem, Nguyệt Hồn Tiên Tử lại có thể so với đệ nhị yêu cơ. Còn trẻ hơn một ít. Nàng căn bản không giống như là đệ nhị yêu cơ mẫu thân, càng giống như là nàng muội muội, trên mình không có một chút dấu vết hư hại, trẻ tuổi xinh đẹp lạ thường, thanh thuần minh lệ thật tốt xem chưa từng trải qua nửa điểm thế sự bể dâu. Ngươi là Nguyệt Hồn Tiên Tử? Diệp thần có chút ngẩn ra, theo bản năng hỏi một câu. Nguyệt Hồn Tiên Tử nhìn mình trắng nõn thân thể, mảnh khảnh hai tay, vẻ mặt cũng là ngẩn ngơ, vậy thanh thuần trong tròng mắt hiện ra rất nhiều phức tạp hơn tâm trạng. Là ta, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi cứu ta. Nguyệt Hồn Tiên Tử mở miệng, thanh âm như núi cốc hoàng oanh vậy êm tai. Có thể thấy được, nàng nhớ trước phát sinh hết thảy, cũng biết mình rơi vào hắc ám sau đủ loại trải qua. Nàng ở Diệp Thần trước mặt,
cởi trần trước quanh thân, vậy không có nửa điểm áy náy hình dáng, tự nhiên hào phóng. Diệp Thần vội vàng cho đòi tới một phiến khói mù, hóa thành quần áo, che lại nàng thân thể. Nguyệt hồn tiên tử, người hồi phục liền tốt, người lại nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài giúp Uyển Nhi. Diệp Thần nói một tiếng, liền muốn đi xuống tế đàn, đi giúp thân đổ Uyển Nhi đối địch. Lúc này Diệp Thần mới vừa tiêu hao hết đại lượng máu tươi, đầu choáng váng, thân thể chột dạ, nhưng hắn biết thân đổ Uyển Nhi nguy hiểm, cũng không đoái hoài được tự thân, cưỡng ép ăn một ít ổn định hơi thở đan dược, liền muốn đi và thân đổ Uyển Nhi sóng vai tác chiến. Đừng xung động. Nguyệt hồn tiên tử nhẹ nhàng kéo Diệp Thần cánh tay, nhìn xem trong bầu trời đêm Thiên Ngự Hồn Đế cùng Hắc Dực Long, nói. Vậy Thiên Ngự Hồn Đế, cùng Hắc Dực Long liên thủ, kiêu căng hừng hực, người hôm nay coi như đi, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được bọn hắn. Diệp Thần khẽ cắn răng, nói có gọi hay không được qua, vậy phải thử một chút mới biết. Nguyệt hồn tiên tử nhẹ giọng nói, ta năm xưa đối kháng hắc ám, tự chế một môn công pháp, trấn áp hắc ám có hiệu quả, ta trước truyền cho ngươi môn công pháp này, ngươi lại đi đối địch cũng không muộn. Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng động một cái, nói công pháp gì? Nguyệt hồn tiên tử nói, ta môn công pháp này, tên là Minh Ngọc Tâm Kinh, khá là phức tạp thâm ảo, nhưng lấy ngươi luân hồi thiên phú, muốn đến chốc lát tới giữa, là được lĩnh ngộ. Diệp Thần vội vàng nói, vậy cũng tốt, tiền bối, mau đem công pháp kia truyền cho ta. Nguyệt hồn tiên tử trần chờ một tí, nói, bất quá, muốn tu luyện ta vậy Minh Ngọc Tâm Kinh, cần cực hạn đạo tâm, nếu có thể chống lại hắc ám. Diệp Thần nói, ta tim gông xiềng đã sớm chặt đứt, không có gì hắc ám cùng ma chướng, có thể ăn mòn ta. Nguyệt hồn tiên tử gật gật đầu nói, luân hồi thiên phú cùng đạo tâm, ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng ở truyền công cho ngươi trước, vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ta công pháp này, ở lĩnh ngộ lúc đó, sẽ gặp giữa trời đất thứ nhất đẳng lớn cám dỗ, ngươi phải áp chế vậy lớn cám dỗ, phương nhưng chân chính lĩnh ngộ, nắm giữ đối kháng bóng tối thần thông. Diệp Thần theo bản năng hỏi, cái gì lớn cám dỗ? Nguyệt hồn tiên tử gò má nhưng là hơi đỏ lên, nói, ngươi chờ lát nữa liền biết, ngươi như chuẩn bị xong, ta liền truyền công cho ngươi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, ngồi ở Nguyệt hồn tiên tử trước mặt, nói, được, ta chuẩn bị xong. Nguyệt hồn tiên tử chăn thủ nhẹ một chút, sau đó liền nâng lên tiêm tiêm ngón tay ngọc, nhẹ một chút ở Diệp Thần trên trán, một món thần quang quán chú đi qua. Oanh! Diệp Thần nhất thời cảm thấy đầu nổ tung, một cổ thần bí khí tức cường đại, từ Nguyệt hồn tiên tử đầu ngón tay, truyền tới. Chỉ bất quá, vậy cổ khí tức mạnh mẽ, rất nhanh thì trở nên được ôn nhu được giống như là tình nhân ôm chầm. Hoảng hốt tới giữa, Diệp Thần cảm thấy mình thân thể, thật giống như đánh rơi đến một phiến lông vũ bện trong ôn nhu hương. Ở nơi này phiến lông vũ bện trong thế giới, một cô gái xích hai chân, chậm rãi hướng Diệp Thần đi tới. Cô gái kia chính là Nguyệt hồn tiên tử, nàng mang ôn nhu thanh thuần nụ cười, ở Diệp Thần trước mặt cởi đồ, lộ ra hoàn mỹ trắng nõn dáng vẻ. Diệp Thần, ta cần ngươi. Nguyệt hồn tiên tử xích lại gần đến Diệp Thần bên người, ôm hắn cổ, mắt đẹp lửa đốt, hôn môi hắn một tí. Diệp Thần cả người như giống như điện giật, cảm nhận được Nguyệt hồn tiên tử hô hấp, ý thức chỗ sâu tựa như cũng có một cổ tà hỏa dâng lên. Nhưng hạ một sát, Diệp Thần liền tỉnh ngộ lại. Đây là ảo giác. Trước mắt Nguyệt hồn tiên tử, cũng không phải là chân thực, chẳng qua là ảo giác, là hắn tiếp nhận Minh Ngọc Tâm Kinh truyền công khảo nghiệm, là đạo tâm khảo nghiệm. Võ tổ đạo tâm, trấn áp hư ảo. Diệp Thần nội tâm chợt quát, lập tức ổn định tâm thần. Áp chế vậy sắc đẹp ảo giác cám dỗ. Ở Diệp Thần dưới áp chế, Nguyệt hồn tiên tử thân thể, hóa thành bọt tản đi. Diệp Thần, người không muốn ta. Nguyệt hồn tiên tử phát ra thanh âm thống khổ, hình như là không cam lòng tiêu tán, trong tròng mắt tràn đầy điềm đạm đáng yêu thần sắc, để cho người thấy liền tại tim không đành lòng. Nhưng, Diệp Thần biết, hết thảy các thứ này, cũng là ảo giác thôi. Hắn tâm như bàn thạch. Cũng không để ý Nguyệt hồn tiên tử kêu rên, rất miễn cưỡng đem tất cả ảo giác, toàn bộ trấn áp xuống đi. Oanh! Ở ảo giác trấn áp xuống về phía sau, Diệp Thần chính là cảm thấy, một bài phức tạp thâm ảo công pháp bí quyết, tràn vào mình đầu óc bên trong. Môn công pháp này, chính là Minh Ngọc Tâm Kinh, bên trong bao hàm huyền ngọc tay, lưu ly tiên thể, phi kiếm chém ngọc, xanh đậm đất nước vân. Vân thần thông, vô cùng bác đại tinh thâm, huyền diệu vô cùng. Nguyệt hồn tiên tử,
không hổ là chín thần thời đại nhân vật, môn công pháp này, thật là minh mông kỳ diệu à. Diệp thần cảm ngộ minh ngọc tâm kinh diệu pháp, nội tâm cũng là một hồi rung động. Nguyệt hồn tiên tử, là đã từng hỏa thần thiên tôn muội muội, tu vi thực lực có thể tưởng tượng được. Nàng sáng chế công pháp, vậy là vô cùng huyền diệu bác đại, hay uẩn vô cùng. Cái này minh ngọc tâm kinh bên trong, còn có một môn kêu xanh đậm đất nước thần thông. Xanh đậm đất nước, là hồng hoang tám cấm một trong truyền thuyết thời đại hồng hoang cấm thuật. Lúc đầu cửa này cấm thuật, lại là từ minh ngọc tâm kinh bên trong truyền lưu. Hơn nữa, minh ngọc tâm kinh bên trong ghi lại xanh đậm đất nước, muốn song thiện hoàn mỹ được nhiều, cũng không có gì tác dụng phụ tồn tại. Xem cửa này minh ngọc tâm kinh, cũng biết đã từng là nguyệt hồn tiên tử, là cường đại dường nào tồn tại. Đã từng lớn mạnh như vậy nguyệt hồn tiên tử, trải qua năm tháng vô tận tẩy rửa, đến ngày hôm nay hồi phục, ở trên người nàng, lại có thể không thấy được một chút năm tháng dấu vết hư hại, vẫn là một cái thanh thông thiếu nữ hình dáng, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Diệp thần luân hồi thiên phú lớn lao, cái này minh ngọc tâm kinh tuy phức tạp thâm ảo, nhưng hắn rất nhanh thì hoàn toàn lĩnh ngộ. Vù vù, Diệp thần mở mắt ra, trong mắt lộ ra ngọc thạch lưu ly vậy tinh khiết chói lọi. Tiên tử, ta lĩnh ngộ. Diệp thần nhìn nguyệt hồn tiên tử, nói. Rất tốt, đi đi, hôm nay ngươi, có nham thần máu, lại lĩnh ngộ ta minh ngọc tâm kinh, tử thần giáo đoàn người, đã không phải là ngươi địch thủ. Nguyệt hồn tiên tử thấy Diệp thần nhanh như vậy lĩnh ngộ, cũng là lộ ra một chút ôn hòa mỉm cười, nói. Diệp thần nhìn nàng vậy ôn nhu thanh thuần diễn cảm, lại hồi tưởng lại vậy ảo giác cờ bay phất phới hình ảnh, không khỏi được tâm thần rung động. Vậy là ảo giác, ngươi nếu đã chân áp, liền không nên suy nghĩ nhiều. Nguyệt hồn tiên tử gò má cũng là hơi đỏ lên, tựa hồ nhìn thấu Diệp thần suy nghĩ, nhẹ giọng nói. Ho! Diệp thần có vẻ lúng túng, lắc đầu một cái, thu liễm lại tạp niệm trong lòng, nói, xin lỗi. Lập tức, Diệp thần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm. Thần độ Uyển Nhi cùng thiên ngự hồn đế, kịch chiến say xưa. Thiên ngự hồn đế cùng Hắc Dực Long liên thủ, cho gọi ra vô số quái vật ma thần. Thần độ Uyển Nhi cũng là không cam lòng yếu thế, vận dụng ma thần chúa tể lực lượng, vậy gọi ra liền ùn ùn kéo đến quái vật. Hai bên giao chiến, không phải thông thường chiến đấu, mà là thiên quân vạn mã liều chết xung phong, hàng tỷ ma vật va chạm nhau, đánh được trời long đất lở, hư không bể tan tành, quy luật phai mờ, vô số nhật nguyệt thế giới ra đời lại xa vào, kịch liệt khí lưu mãn không xé. Đặc biệt nguy nga. Toàn bộ chết cấm khu, tất cả những người dự thi, bao gồm Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Quy Trần các người, đến sau đó, cảm nhận được bên này kinh khủng chiến đấu khí tượng, đều là kinh hãi. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, người dự thi bên trong, ai có thể có như thế thực lực kinh khủng, có thể đưa tới như vậy kinh thế hãi tục chiến đấu khí tượng. Không có ai nghĩ đến, nhưng thật ra là tương lai ma thần nắm giữ, đang cùng tử thần giáo đoàn cao thủ kịch chiến. Uyển Nhi, ta tới giúp ngươi. Diệp thần hướng trời bay lên, cả người tràn ngập ngọc thạch vậy trói lọi, minh ngọc tâm kinh trình độ cao nhất thúc giục. Thấy Diệp thần đến, thần độ Uyển Nhi và thiên ngự hồn đế, đều là kinh hãi. Bởi vì ở Diệp thần trên mình, bọn họ cảm nhận được liền cực kỳ cường hãn hơi thở. Xanh đậm đất nước, cho ta trấn áp. Diệp thần quát to một tiếng, minh ngọc tâm kinh thúc giục dưới, xanh đậm đất nước thần thông bùng nổ. Từng luồng tinh khiết xanh thảm chói lọi, từ Diệp thần trên mình bạo dũng ra, mãnh liệt bạo rơi xuống đi. Vậy xanh thảm chói lọi, liền giống như là một cái màu xanh da trời thiên bộc, từ trên trời hạ xuống. Tất cả tiếp xúc tới điều này màu xanh da trời thiên bộc hắc ám quái vật, thân thể lập tức rắc rắc sát vang dội, tại chỗ liền bị chấn áp, hóa thành ngọc bích pho tượng. Minh ngọc tâm kinh, đối hắc ám khí tức, có cường đại chấn áp hiệu quả. Diệp thần thi triển ra xanh đậm đất nước, chính là minh ngọc tâm kinh bên trong thần thông. Hết thảy hắc ám ma vật, dính xanh đậm đất nước hơi thở, cũng sẽ lập tức hóa thành ngọc bích pho tượng, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Cái gì, thằng nhóc này, làm sao cường hãn như vậy? Thiên ngự hồn đế thấy một màn này, hoàn toàn kinh hãi. Phải biết, từ ngoài mặt xem, Diệp thần tu vi, chỉ có bách gia cảnh 7 tầng thiên mà thôi. Nhưng vào giờ phút này, Diệp thần bộc phát ra hơi thở, nhất định chính là nghịch thiên vô địch, thế không thể đỡ, trong giơ tay nhấc chân, liền có thể trấn áp hết thảy hắc ám cùng không rõ.
thằng nhóc này lấy được Nguyệt Hồn Tiên Tử truyền thừa, mau giết hắn. Hắc Sực Long thấy vậy, cũng là phát ra lanh lảnh gầm thét, con người màu máu tràn đầy tức giận. Thiên Ngự Hồn Đế cả người run rẩy một tí, ánh mắt nhìn xuống đi xuống, nhìn về tế đàn. Hắn lúc này mới phát hiện, đã từng sa đọa bóng tối Nguyệt Hồn Tiên Tử, hôm nay đã hoàn toàn hồi phục thanh tỉnh, đang dùng trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm ánh mắt, ngắm nhìn bầu trời đêm. Đáng chết! Thiên Ngự Hồn Đế cũng là tức giận, hắn vốn còn muốn thu phục Nguyệt Hồn Tiên Tử, cướp đoạt nàng hết thảy. Phải biết, Nguyệt Hồn Tiên Tử nhưng mà đã từng mồi lửa chí cao thủ hộ giả, Hỏa Thần Thiên Tôn muội muội, Đạo Đức Thiên Tôn thê tử. Nếu như có thể thu phục Nguyệt Hồn Tiên Tử, cướp đoạt nàng huyết mạch, đạo thống, vậy thì có thiên đại chỗ tốt. Nhưng hiện tại, Nguyệt Hồn Tiên Tử đã hồi phục, thậm chí đem Minh Ngọc Tâm Kinh, vậy truyền cho Diệp Thần. Tử Thần Giáo Đoàn còn muốn thu phục Nguyệt Hồn Tiên Tử, vậy đã là chuyện không thể nào. Đều là ngươi thằng nhóc này, xấu xa ta chuyện tốt. Thiên Ngự Hồn Đế giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong tay ma thương dễ như bớn, giết phá hư không, thẳng hướng Diệp Thần sâu giết đi. Bót sát sát. Ở Thiên Ngự Hồn Đế ma thương xuyên qua hạ, Diệp Thần nơi cho đòi kêu xanh đậm hơi thở, hết thảy xanh đậm ngọc thạch khí tượng, đều bị hung hăng nghiền nát hết. Huyền Ngọc tay, chấn. Diệp Thần nhìn giận dữ đánh tới Thiên Ngự Hồn Đế, thong thả, hai tay dâng lên Minh Ngọc vậy trói lọi, lấy nhu thắng cương, bắt lại Thiên Ngự Hồn Đế thân súng. Cái này Huyền Ngọc tay, cũng là Minh Ngọc Tâm Kinh bên trong thần thông, đối hắc ám khí tức, cũng có cực mạnh hiệu quả áp chế. Thiên Ngự Hồn Đế ma thương, bị Diệp Thần bắt, phía trên vòng quanh hắc ám khí tức, liền nhanh chóng mở đi đi xuống, hoàn toàn không có chút nào tàn phá bừa bãi chỗ trống. Đáng chết tiểu tử, lấy là học chút không quan trọng thần thông, liền dám cản rỡ trước mặt ta. Thiên Ngự Hồn Đế giận dữ, trực tiếp bỏ qua ma thương, cưỡi hắc sực long, lui về phía sau một khoảng cách, chợt bỗng nhiên tung người bạo khởi, bàn chân ở hắc sực lưng rồng trên xương sống hung hăng đạp một cái, thân như sấm vậy nổ bắn ra ra, một quyền hướng Diệp Thần đầu đánh tới. Thiên Võ Đạo, Bạo Quân Quyền. Thiên Ngự Hồn Đế kinh thiên gầm lên, trong tay quả đấm nổ lên kinh khủng chói lọi, đó là cực hạn võ đạo ánh sáng. Một quyền này, nhưng không có nửa điểm bóng tối hơi thở, chỉ có thuần túy võ đạo. Diệp Thần Minh Ngọc Tâm Kinh, đối hắc ám khí tức hiệu quả áp chế, chân thực quá mạnh mẽ. Nếu như dùng hắc ám thần thông đối kháng, đó không thể nghi ngờ là tự diệt vong. Cho nên, Thiên Ngự Hồn Đế biến chiêu cực nhanh, lại là phải dùng thuần túy võ đạo, phản kích Diệp Thần. Phải biết, Thiên Ngự Hồn Đế nhưng mà Tử Thần Giáo Đoàn thứ 10 tiệc hộ pháp, thời kỳ tột cùng tu vi, cực kỳ cường hãn. Coi như hắn khí tức bây giờ, đã thật to suy sụp, nhưng bộc phát ra võ đạo thần thông, cũng là 10 phần khủng bố. Diệp Thần nhìn Thiên Ngự Hồn Đế quả đấm giết tới, cũng là cảm thấy to lớn áp lực. Nhưng, hắn cũng không có hốt hoảng, Minh Ngọc Tâm Kinh mang cho hắn, không chỉ là đơn thuần truyền thừa, hắn thể chất cùng huyết mạch, cũng nhận được cường hóa. Nham Thần Quyền. Diệp Thần cũng là một quyền hung hãn tuôn ra, trong cơ thể nham thần máu cháy, quả đấm thật giống như biến thành đá điêu tạo, toát ra nham đất chói lọi, vô cùng vững chắc. Phịch. Thiên Ngự Hồn Đế hung hăng một quyền giết tới, như bạo quân thiên giận, thế không thể đỡ. Nhưng, Diệp Thần Nham Thần Quyền, nhưng là vững vàng chặn lại nắm đấm của hắn. Nham thần, chính là trầm ổn, vững chắc tượng trưng. Muốn làm tan rã mặt đất cùng nham đất, đó là vô cùng chật vật sự việc. Thiên Ngự Hồn Đế cảm thấy Diệp Thần trên nắm tay lực độ, trong mắt cũng là dâng lên một chút chấn động, sau đó đổi được tàn bạo, nói, thằng nhóc, ta võ đạo, còn không phải là ngươi chính là bách gia cảnh có thể đối kháng. Thiên Ngự Hồn Đế thúc giục tự thân linh khí, hòa lẫn hắc sực long long lực, quanh thân khí lưu nổ, trên nắm tay lực lượng, lập tức hung mãnh gấp mấy lần. Rắc rắc sát. Diệp Thần hóa thành nham thạch quả đấm, ở vậy lực lượng kinh khủng dưới sự xung kích, cũng là xuất hiện từng cái vết rách. Hiển nhiên, lấy Diệp Thần bách ra cảnh thực lực, sẽ đối kháng Thiên Ngự Hồn Đế, vẫn là quá gian nan một chút. Nhưng mà, Diệp Thần không có chút nào nổi giận diễn cảm. Bởi vì hắn biết, hắn không phải chiến đấu một mình. Thiên Ngự Hồn Đế, xem ngươi phía sau. Diệp Thần nhìn trước mắt Thiên Ngự Hồn Đế, lộ ra một nụ cười. Thiên Ngự Hồn Đế bộ dạng sợ hãi, nhưng cảm thấy sau lưng kiếm tiếng gió ác liệt. Hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy thân độ Uyển Nhi, đã khua kiếm tới sát.
Thiên Ngự Hồn Đế, ngươi có phải hay không quên ta? Thân Độ Uyển Nhi mắt đẹp như hàn sương, cả người toát ra chân lý thánh quang, võ uy thiên kiếm bộc phát ra cực hạn khí thế, một kiếm hung hăng chém về phía Thiên Ngự Hồn Đế sau lưng. Thiên Ngự Hồn Đế một bên phải đối phó Diệp Thần, một bên phải chịu đựng Thân Độ Uyển Nhi tập sát, nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nguy cấp bên trong, Thiên Ngự Hồn Đế trở tay một trường, đón đỡ ở Thân Độ Uyển Nhi kiếm. Nhưng cái này vậy phân tâm, hắn một cái tay khác trên nắm tay lực lượng, liền thật to yếu bớt. Diệp Thần áp lực lớn giảm, lập tức thừa dịp này cơ hội, thúc giục Minh Ngọc Tâm Kinh, màu xanh đen linh khí như rồng gào thét, quấn quanh ở Thiên Ngự Hồn Đế cánh tay. Rắc rắc sát, Thiên Ngự Hồn Đế cánh tay, nhất thời bắt đầu hóa đá, phải đổi thành màu xanh đá quý. Đáng ghét, Thiên Ngự Hồn Đế gương mặt vặn vẹo, vội vàng thúc giục tự thân linh khí. Đem cái này cổ hóa đá hơi thở xua tan hết, hơi có điểm chật vật, lần nữa trở lại hắc rực lưng rồng trên xương sống. Thân Độ Uyển Nhi bay đến Diệp Thần bên người, hai người vai sóng vai, chặt chẽ dựa chung một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Ngự Hồn Đế. Hộ Pháp Đại Nhân, người cái này thân xác, khí huyết lực lượng còn chưa đủ, không đánh lại đây đối với tội nhân trai gái, không bằng đi trước cướp đoạt những người khác khí huyết, trước tư bổ thân xác nói sau. Ta cảm giác được. Tựa hồ có không ít người tới. Hắc Sực Long thanh âm trầm thấp kêu lên, màu máu con người đảo mắt nhìn chết bên trong cấm khu rừng rậm. Nó có thể cảm giác được, phương xa trong rừng rậm, ẩn núp không thiếu võ giả hơi thở. Đó là từ bên ngoài xông vào những người dự thi. Thiên Ngự Hồn Đế nghe được Hắc Sực Long mà nói, ánh mắt cũng là sáng lên. Thật ra thì hắn thời kỳ tột cùng tu vi, cực kỳ cường hãn, không thua với thế gian bất kỳ một người. Chỉ là năm đó đại tai biến, hắn cùng Nguyệt Hồn Tiên Tử Ngọc Đá cùng vỡ, lưỡng bại câu thương, bị tổn thương quá nghiêm trọng. Coi như hiện tại đúc lại thân xác, nhưng cái này phó thân xác, bất quá là ăn cắp mồi lửa năng lượng, miễn cưỡng đúc nên, khí huyết đặc biệt yếu kém. Muốn phát huy ra ngày xưa đỉnh cấp tu vi, hắn nhất định phải có cường đại hơn thân xác. Nếu như có thể cướp đoạt những người dự thi khác khí huyết, thu hoạch bọn họ sinh mạng, hắn thân xác. Nhất định có thể đổi được càng cường đại hơn. Nghĩ tới đây, Thiên Ngự Hồn Đế trong tròng mắt, cũng có sát khí nồng đậm bốc lên. Đi! Chủ ý quyết định, Thiên Ngự Hồn Đế cũng là tương đương nhanh chóng, lập tức cưỡi Hắc Sực Long thoát đi. Diệp Thần và Thân Độ Uyển Nhi, dưới sự liên thủ, quá mạnh mẽ, hắn lưu lại nữa, tuyệt đối chiếm không được chút tiện nghi nào. Mau ngăn lại hắn! Diệp Thần nghe được Thiên Ngự Hồn Đế mưu đồ, cũng là bộ dạng sợ hãi cảnh giác. Nếu như bị Thiên Ngự Hồn Đế mưu đồ thành công, cắn nuốt những người dự thi khác khí huyết, từ đây đổi được cường đại hơn nói, vậy Diệp Thần chưa chắc có thể đối kháng. Diệp Thần sử dụng Luân Hồi Thiên Kiếm, thúc giục Thiết Ngai Vàng hơi thở, một kiếm chém ra một cái sắt thép nước lũ, muốn ngăn trở Thiên Ngự Hồn Đế đường đi. Nhưng, Thiên Ngự Hồn Đế điều khiển Hắc Sực Long, quanh thân hắc phụ vần quanh, rất miễn cưỡng chặn lại Diệp Thần sắt thép nước lũ, trực tiếp bay khỏi đi. Thân Độ Uyển Nhi cầm kiếm đứng tại chỗ, cũng không có ra tay ngăn trở. Bởi vì nàng biết, Thiên Ngự Hồn Đế cũng không có bị thương, hắn muốn đi, nàng và Diệp Thần là không ngăn được. Dẫu sao hai bên thực lực sai biệt, đặc biệt nhỏ. Muốn hoàn toàn tiêu diệt Thiên Ngự Hồn Đế, dựa hết vào hai người chúng ta còn không được, còn cần bạn ngươi trợ lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kêu như Tuyết Cô Nương, Tư Thanh Cô Nương. Ngụy Dĩnh cô nương các nàng cùng đi đi, chúng ta liên thủ tiếp, mới có tuyệt đối chắc chắn, có thể trấn áp Thiên Ngự Hồn Đế. Thân Độ Uyển Nhi nhìn Diệp Thần, nói. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết các nàng ở nơi nào. Diệp Thần đã sớm và Hạ Nhược Tuyết các nàng tản mát, lẫn nhau cũng không biết vị trí của đối phương. Dẫu sao ở chết cấm khu, thiên cơ khép kín được thật lợi hại, vô cùng vô tận hắc phụ, che đậy tất cả nhân quả dấu vết. Mới vừa Thân Độ Uyển Nhi cùng Thiên Ngự Hồn Đế chiến đấu, long trời lở đất, muốn đến Hạ Nhược Tuyết các nàng cũng nhìn thấy. Chỉ bất quá, các nàng hẳn không biết nghĩ đến, chiến đấu này khí tượng sau lưng, thật ra thì cùng Diệp Thần có liên quan. Như vậy kịch liệt nguy hiểm chiến đấu khí tượng, các nàng và những người dự thi khác cửa, ở không quen thuộc chết cấm khu trong hoàn cảnh, tự nhiên cũng không dám tùy tiện đến gần cha xem, miễn được gặp bất trắc. Thân Độ Uyển Nhi nói, ta có thể giúp ngươi kêu gọi các nàng, nhưng cần chút thời gian, đại khái đến trưa mai đi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút.
Diệp Thần nghe xong thân Đỗ Uyển Nhi mà nói, nhưng cảm thấy thân thể từng cơn yếu ớt. Hắn hồi phục Nguyệt Hồn Tiên Tử, vốn là hao phí đại lượng khí huyết, mới vừa chiến đấu, nhưng thật ra là dựa vào ý chí chống đỡ. Hiện ở kết thúc chiến đấu, Diệp Thần vậy cảm thấy đầu choáng váng. Hắn không biết làm sao cười khổ một tí, gật đầu một cái. Hiện tại hắn đúng là cần nghỉ ngơi. Diệp Thần hạ xuống, trở lại trong tế đàn mặt. Nguyệt Hồn Tiên Tử nhìn hắn yếu ớt hình dáng, sờ một cái trán hắn, dò xét một tí nhiệt độ cơ thể, sau đó liền nhẹ giọng nói, Diệp Thần, ngươi vì cứu ta, máu tươi hao phí quá nghiêm trọng, ngươi hôm nay rất là yếu ớt, cùng để ta đi, ta mang ngươi đi một chỗ, có thể để cho ngươi mau sớm khôi phục. Diệp Thần trong lòng động một cái, hỏi, đi chỗ nào? Nguyệt Hồn Tiên Tử nói, mồi lửa nguyên địa. Mồi lửa nguyên địa. Diệp Thần tim căng thẳng, lửa kia loại nguyên địa, là phải hay không mồi lửa gửi địa phương? Hắn quay đầu nhìn thân Đỗ Uyển Nhi một mắt, thân Đỗ Uyển Nhi cũng là chăn thủ nhẹ một chút, nói, Nguyệt Hồn Tiên Tử kêu ngươi đi liền đi, hoặc giả là một cái cơ duyên. Nguyệt Hồn Tiên Tử nhàn nhạt cười một tiếng, hướng thân Đỗ Uyển Nhi nói, Uyển Nhi cô nương, đa tạ ngươi những ngày qua chiếu cố, ta tuy không phải bóng tối tín đồ, nhưng có thể cùng ngươi quen biết, cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh, ngươi ở tương lai, có lẽ có thể tái hiện năm đó chín thần vĩ đại chói lọi. Thân Đỗ Uyển Nhi đem võ uy thiên kiếm, thu hồi sao bên trong, nghe Nguyệt Hồn Tiên Tử khen ngợi, chỉ là khẽ mỉm cười, nói, thật ra thì có được chọn, ta cũng không muốn trở thành là thủ lãnh của quái vật. Nguyệt Hồn Tiên Tử thở dài nói, người cả đời này, thường thường thân bất do kỷ, nơi nào có thể mọi chuyện như ý. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không ngừng, cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Thân Đỗ Uyển Nhi yên lặng, không lời chống đỡ. Nguyệt Hồn Tiên Tử vừa nhìn về phía Diệp Thần, nói tốt lắm, Diệp Thần, ngươi cùng để ta đi, ta mang ngươi đi mồi lửa nguyên địa, muốn đến tỷ tỷ ta, cũng muốn xem hôm nay luân hồi chi chủ, rốt cuộc là bộ dáng gì. Năm đó chín thần thời đại, chư thiên thần minh vì tranh đoạt luân hồi đạo thống, chém giết thảm thiết, cuối cùng ai cũng không có được truyền thừa, ngươi là luân hồi người thừa kế, ta muốn ngươi sẽ không để cho người bất kỳ thất vọng. Nói chuyện, Nguyệt Hồn Tiên Tử đầu ngón tay phá không, gọi ra liền một miếng không gian lớn cửa, hướng Diệp Thần ngoắc tay, mình trước đi vào. Uyển Nhi, vậy ta đi. Diệp Thần nhìn lại thân Đỗ Uyển Nhi một mắt, tạm biệt một tiếng, liền là theo chân Nguyệt Hồn Tiên Tử, bước vào vậy không gian lớn cửa. Một hồi kịch liệt không gian khí lưu xoay tròn sau đó, Diệp Thần nhưng đi tới một cái thế giới xa lạ. Cái thế giới này, chính là một mảnh hỗn độn tồn tại, không có trời, không có đất, không có không gian, không có quy luật, hết thảy đều là hỗn độn hình dáng. Ở vô tận hỗn độn cùng không rõ ràng bên trong, Diệp Thần thấy được một đoàn lửa. Vậy đoàn lửa, phơi bày đỏ nhạt màu sắc, không hề nóng rực, nhưng giống như hàm chứa thần thánh chói lọi, bên trong tràn đầy vô tận sức sống. Đó chính là thế giới hiện thật mồi lửa sao? Diệp Thần nhìn phía trước ngọn lửa, ngơ ngác xuất thần. Hắn vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy mồi lửa tồn tại. Đúng vậy, đó chính là mồi lửa, có thể nói là thế giới hiện thật tim, là thực tế hết thảy phép tắc dựa vào, ngọn nguồn chỗ. Chỉ cần mồi lửa bất diệt, coi như vũ trụ sụp đổ, đều có thể sống lại. Ngươi kéo tay ta, chú ý không nên bị khí tức chung quanh ăn mòn. Nguyệt Hồn Tiên Tử kéo Diệp Thần tay, từng bước một hướng phương xa mồi lửa đi tới. Ở mồi lửa bốn phía, có tất cả loại đặc thù hơi thở tràn ngập. Những thứ này hơi thở, có chút là thế giới hiện thật địa mạch, sinh sản ra tạp khí, có chút là tới từ không không thời không dơ bẩn hơi thở, hòa chung một chỗ, hình thành một loại quỷ dị vô hình năng lượng ba động. Cổ năng lượng này chập chờn, một khi ăn mòn thân thể con người, sẽ cho thân thể con người mang đến tổn thương. Diệp Thần dắt Nguyệt Hồn Tiên Tử tay, có thể cảm thấy tay nàng trên, truyền tới dịu dàng chói lọi, ngăn cản chung quanh hết thảy khí tức quỷ dị ăn mòn. Nguyệt Hồn Tiên Tử không ngừng đi tới trước, chung quanh quy luật, thật giống như đều nghe từ nàng hiệu lệnh, vô số năng lượng họp lại. Rắc rắc sát, cái này phiến thế giới hỗn độn, bắt đầu chấn động, hình như là vô căn cứ biến ảo vậy, xuất hiện từng cục đá lớn, từng cây một gỗ lớn, còn có vô số nước lưu động, thiêu đốt lửa, phiêu động mưa gió, lóng lánh sấm sét, lộng lẫy dị thường. Rồi sau đó, những cái đá lớn kia cùng gỗ lớn, bắt đầu tự động cấu trúc xây dựng, cấu trúc thành một tòa vĩ đại thánh điện. Thánh điện phía trên hỗn độn sương mù, mở ra bầu trời, gió cùng mây đang lưu chuyển,
dưới bầu trời xuất hiện chim, thánh điện trên sản sinh ra cự thú, canh chừng ở trước cửa điện, uy vũ đường đường. Đây hết thảy, giống như là sáng thế sự nghiệp. Theo Nguyệt Hồn Tiên Tử bước chân kéo dài, một cái vĩ đại thế giới, lấy vậy thánh điện là hạch tâm, ra đời đi ra. Giữa thánh điện, thờ phụng mồi lửa, chung quanh có vô số thần thánh võ giả ở bảo vệ. Nguyệt Hồn Tiên Tử dắt Diệp Thần tay, bước vào thánh điện bên trong. Ở to lớn khoáng đạt thánh điện nổi bật hạ, hai người thân thể giống như con kiến hôi nhỏ bé. Giữa thánh điện mồi lửa, tựa như chính là nhân gian vĩ đại nhất thánh hỏa, đang hừng hực thiêu đốt, vĩnh viễn cũng sẽ không tắt. Thịnh trở mồi lửa đồ đựng, là một cái cốt chất bó đuốc, lại hình như là một loại đặc thù dụng cụ. Diệp Thần nhìn cái đó cốt chất dụng cụ, liền cảm thấy tim tăng tốc độ nhảy lên, thật giống như có một cổ lực lượng thần bí, ở đánh thẳng vào mình tâm thần. Hắn biết, cái đó mồi lửa đồ đựng, là dùng Nguyệt Hồn Tiên Tử tỉ tỉ, ngày xưa hỏa thần thiên tôn hải cốt, đúc thành. Vậy đồ đựng, là cổ xưa thần linh di hài. Bất kỳ nhìn thẳng thần minh hài cốt ánh mắt, cũng ngang hàng là khinh nhờn, phải bị thiên phạt. Diệp Thần liền rời đi ánh mắt, không có lại xem lửa kia loại đồ đựng, chỉ là nhìn không ngừng thiêu đốt mồi lửa. Ngươi xem, lửa kia trồng đồ đựng, là dùng tỉ tỉ ta xương đúc tạo thành. Đẹp không? Nguyệt Hồn Tiên Tử chỉ lửa kia loại đồ đựng, thanh âm nhưng mang một cổ bệnh hoạn vậy ý, không nói ra là cừu hận oán hận tuyệt vọng hay là cái gì, chỉ là một loại bệnh hoạn. Tiền bối. Diệp Thần không biết nói cái gì cho phải. Năm đó chín thần tranh bá, hỏa thần thiên tôn sa sút, mang muội muội chạy tới thế giới hiện thật, hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng, đạo đức thiên tôn nhưng là cường thế ra tay, thí thần chứng đạo, tự tay đem hỏa thần thiên tôn giết chết. Nguyệt Hồn Tiên Tử từ nay về sau, chính là lẻ loi một người. Nàng mất đi người thân, nội tâm tất nhiên đau khổ. Diệp Thần vậy cảm thấy nàng rất là đáng thương, nhưng cũng không biết như thế nào an ủi. Nguyệt Hồn Tiên Tử mỉm cười cười một tiếng, tuy có điểm bệnh trạng diễn cảm, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, cũng không có biểu lộ quá nhiều, nói, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, mồi lửa sẽ che chở ngươi, tỷ tỷ ta, vậy sẽ che chở ngươi. Diệp Thần nói, đa tạ. Lập tức, Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngưng thần điều tức, khôi phục tự thân nguyên khí. Hắn cùng mồi lửa tới giữa, khoảng cách không tới 10 bước, đặc biệt đến gần. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc mồi lửa, Diệp Thần vậy cảm thấy mình luân hồi huyết mạch, cùng mồi lửa đồng tình, vô cùng mật thiết. Nguyên khí khôi phục, cũng là vô cùng nhanh chóng. Nhưng, ngưng thần cảm ứng dưới, Diệp Thần phát hiện, mình chỉ có thể hấp thu mồi lửa tiết ra ngoài ra thừa năng lượng. Còn như mồi lửa nồng cốt năng lượng, hắn là vô luận như thế nào, cũng tiếp xúc không tới, cũng không cách nào đồng tình hấp thu. Hỏa thần thiên tôn hài cốt, đúc tạo thành đồ đựng, bảo vệ mồi lửa, vậy tương đương với phong ấn, bảo vệ mồi lửa nồng cốt năng lượng, không bị ăn cắp cùng ô nhiễm. Muốn hấp thu mồi lửa năng lượng cốt lõi, trừ phi là trước phá hư vậy xương trắng đồ đựng, đây đối với thế giới hiện thật người mà nói, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dẫu sao, cổ xưa thần minh hài cốt chế tạo đồ đựng, uy năng cường hãn, đừng nói phá hư, coi như chỉ là nhìn thẳng, xem hơn mấy lần, đều phải dính không rõ. Suy nghĩ một chút xem, Diệp Thần chỉ là đạt được một giọt nham thần máu, thì có lớn như vậy lột xác, nếu như là ngay ngắn một cái thần linh hài cốt, vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng đại khủng bố. Tuy nói hỏa thần thiên tôn đỉnh cấp thực lực, kém hơn nham thần thiên tôn, nhưng hai người giữa chênh lệch, nhưng thật ra là đặc biệt nhỏ xíu. Nếu như nói nham thần thiên tôn sức chiến đấu, là 100 nói. Lửa kia thần, lôi thần, cỏ thần, tử thần vân. Vân thần minh, sức chiến đấu chính là 99. Chênh lệch nhỏ vô cùng. Chỉ là, bởi vì nham thần thiên tôn thần thông, hết sức đặc thù. Mặt đất cùng nham đất lực phòng ngự, đệ nhất thiên hạ. Cho nên, ở chín thần thời đại, nham thần thiên tôn cơ hồ là vạn pháp bất xâm, chư tà không phá tồn tại. Bởi vì tự thân phòng ngự quá mức cường hãn, cho nên tổng hợp sức chiến đấu, liền xếp hàng chín thần thứ nhất. Cái này cũng không đại biểu, cái khác thần minh chính là nhỏ yếu. Ngược lại, mỗi một tôn thần minh, đều là nghiền ép trần thế mạnh mẽ tồn tại. Hỏa thần thiên tôn, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng hài cốt chế tạo đồ đựng, bảo vệ mồi lửa, cho dù là diệp thần, cũng không cách nào đột phá tầng kia phòng vệ, đi ăn cắp mồi lửa nồng cốt năng lượng. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không có ăn cắp mồi lửa ý.
lợi dụng mồi lửa tản ra năng lượng khí tức, hắn liền đủ khôi phục tự thân nguyên khí, hơn nữa thể chất, tinh thần, huyết mạch, đạo tâm, cũng có thể được tốt vô cùng rèn luyện. Như vậy qua được một đêm, đến được ngày thứ hai, Diệp Thần trạng thái, đã hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Tối hôm qua hắn hao tổn khí huyết, hồi phục nguyệt hồn tiên tử, tiêu hao to lớn, nhưng ở mồi lửa năng lượng bồi bổ hạ, hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, mình trong cơ thể một giọt nham thần máu, cũng thay đổi được càng thêm tinh thuần mạnh mẽ, thật giống như bị lửa cháy bừng bừng rèn luyện qua vậy. Cảm giác như thế nào? Nguyệt hồn tiên tử thấy Diệp Thần tỉnh, mắt đẹp ánh mắt lưu chuyển, nhẹ giọng hỏi, nàng vẫn luôn bảo vệ ở Diệp Thần bên người. Tiền bối, ta đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần vui vẻ nói. Dừng một chút, lại nói, tiền bối, chúng ta trở về đi thôi. Nguyệt hồn tiên tử nhưng lắc đầu một cái, nói, không được, ta không muốn đi ra ngoài, ta liền muốn ở lại chỗ này, bầu bạn tỷ tỷ ta. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, tiền bối, ngươi không đi ra ngoài sao? Vậy thiên ngự hồn đế, còn không giải quyết. Nguyệt hồn tiên tử nói, giao cho các ngươi giải quyết là được, năm đó đại tai biến, ta cùng thiên ngự hồn đế lưỡng bại câu thương, hắn thực lực bây giờ rơi xuống quá nhiều, không đạt tới đỉnh cấp thời điểm trong 1%. Các ngươi hoàn toàn có thể giải quyết hết hắn, không cần ta xuất thủ nữa. Diệp Thần yên lặng một hồi, sau đó liền gật đầu một cái, nói, được, tiền bối, ta sẽ giải quyết hắn. Nguyệt hồn tiên tử ôn hòa cười một tiếng, nhìn Diệp Thần, ánh mắt cũng là mang một chút thưởng thức, nói, không hổ là con gái ta nhìn chúng người, quả nhiên là có đại khí phách. Diệp Thần hồi tưởng lại đệ nhị yêu cơ bóng người, gương mặt một đỏ, nói, tiền bối quá khen rồi. Nguyệt hồn tiên tử đầu ngón tay khẽ quơ, một quyển tràn ngập ánh trăng, cổ xưa sách, xuất hiện ở tay nàng bên trong. Cái này cuốn Nguyệt hồn thiên thư, là ta trước kia viết, bên trong hàm chứa một ít minh nguyệt đạo pháp thần thông, ta đưa cho ngươi, hẳn đối ngươi hữu dụng. Nguyệt hồn tiên tử đem bộ sách kia, trao tay đến Diệp Thần trong tay. Diệp Thần nhận lấy sách, chỉ gặp bìa in Nguyệt hồn thiên thư bốn chữ, từng tia trong trẻo lạnh lùng ánh trăng không ngừng thấm ra. Mở ra vừa thấy, sách bên trong ghi lại, đều là vô cùng thâm ảo minh nguyệt đạo pháp, cùng Hạ Nhược Tuyết minh nguyệt thiên thư, có chút tương tự, nhưng lợi hại hơn tuyệt diệu được nhiều, có thể nói là siêu cấp tăng cường, trung cực vô địch bản minh nguyệt thiên thư. Nguyệt hồn tiên tử đem cái này bản thiên thư, tặng cho Diệp Thần, nhất định là thấy được Diệp Thần trên mình nhân quả mạch lạc, biết Hạ Nhược Tuyết tồn tại, cho nên đặc biệt tặng ra cái này bản thiên thư, thành tựu lễ vật. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, thu hồi Nguyệt hồn thiên thư, hướng Nguyệt hồn tiên tử chắp tay nói cảm ơn. Cái này cuốn Nguyệt hồn thiên thư, nếu như giao cho Hạ Nhược Tuyết mà nói, nhất định có thể để cho nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ừ, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Ngươi sau này gặp con gái ta, liền cùng nàng nói một tiếng, ta thật xin lỗi, thành tựu mẫu thân, ta nhưng đặc biệt ích kỷ, từ đầu đến cuối chỉ tưởng nhớ tỷ tỷ ta, cho tới bây giờ không có thương yêu qua nàng. Nguyệt hồn tiên tử kéo Diệp Thần tay, thanh âm vô hạn uyển chuyển cùng than thở. Diệp Thần nhìn cái này thanh thuần minh lệ thiếu nữ, rất khó đem mẫu thân cái này hai chữ, và nàng liên hệ với nhau. Thiếu nữ thanh thuần trong tròng mắt, cũng là lộ ra thế sự tang thương phiền muộn. Nàng da thịt, chưa từng chút nào năm tháng mài mòn, Diệp Thần có thể nhìn ra, là hỏa thần thiên tôn đang che chở trước nàng, bỏ không được để cho nàng bị một chút xíu tổn thương. Nhưng thiếu nữ trong ánh mắt thê lương, là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Ta biết, tiền bối. Diệp Thần trịnh trọng nhìn Nguyệt hồn tiên tử ánh mắt, nói. Mặc dù nhìn như rất ngoại hạng, nhưng Nguyệt hồn tiên tử, đích thực chính là đệ nhị yêu cơ mẫu thân. Thành tựu đạo đức thiên tôn thê tử, nàng vẫn là thân trong trắng, thậm chí liền một đầu ngón tay, đều không bị trượng phu chạm qua. Nhưng vào năm đó, nàng và đạo đức thiên tôn, tất cả dâng ra một giọt máu. Dung hợp tạo ra đệ nhị yêu cơ, chuyện này nghe vậy rất ngoại hạng, nhưng là sự thật. Dừng một chút, Diệp Thần rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tiền bối, người năm đó, vì sao phải gả cho đạo đức thiên tôn? Những lời này hỏi lên, Diệp Thần liền hối hận. Dẫu sao, cái này là chuyện riêng của người khác, qua loa thám thính, cuối cùng không tốt. Nguyệt hồn tiên tử nghe Diệp Thần câu hỏi, ánh mắt nhưng nhìn về mồi lửa. Si ngốc nhìn bảo vệ mồi lửa xương trắng đổ đựng, dùng mộng nghệ bàn giọng dù gì nói. Năm đó đạo đức thiên tôn, thí thần chứng đạo,
giết chết tỷ tỷ ta, thật ra thì cũng muốn giết ta. Nhưng ở cuối cùng, hắn bỏ qua ta, điều kiện là muốn ta gả cho hắn, khi lửa chồng thủ hộ giả. Ta muốn có thể sống sót, tiếp tục bầu bạn tỷ tỷ, vậy là chuyện tốt, liền đáp ứng. Sau đó hắn còn nói, trên người hắn mài mòn càng ngày càng nghiêm trọng, hắn chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là chịu đựng mài mòn chết, hoặc là phi thăng đi không không thế giới, không có con đường thứ ba. Vô luận đi con đường kia, thế giới hiện thật mồi lửa, đều đưa mất đi hắn che chở, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Hắn cần một cái đời sau, một cái người thừa kế. Cho nên, chúng ta dựng dục một đứa con gái. Diệp Thần nghe xong Nguyệt Hồn Tiên Tử mà nói, ngơ ngác không nói ra lời. Nguyệt Hồn Tiên Tử cười một tiếng, nói, như thế nghe, có phải hay không vậy đạo đức thiên tôn, rất giống như là một tên đại bại hoại. Giết tỷ tỷ ta, bắt ta làm vợ, ép ta là hắn thai nghén con gái, nhất định chính là không chuyện ác nào không làm đại bại hoại liền chứ. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói ta không biết, chỉ là ta muốn đạo đức thiên tôn này đám nhân vật, đã không cách nào dùng thế tục tiêu chuẩn đi cân nhắc. Diệp Thần nhớ lại Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ năm đó, vì chứng đạo, tàn sát không biết nhiều ít sinh linh, đúc ra người đổ sát thánh bôi. Cùng Hồng Quân Lão Tổ đáng sợ máu nghiệt so sánh, đạo đức thiên tôn những thứ này qua lại, nhất định chính là mưa bụi, không đáng giá để ra. Dừng một chút, Diệp Thần lại hỏi, tiền bối, vậy ngươi hận hắn sao? Nguyệt Hồn Tiên Tử nhưng là vô cùng dứt khoát, nói ta không hận, ta còn muốn cảm ơn hắn. Nếu như không phải là đạo đức thiên tôn, tỷ tỷ ta cũng không khả năng có hài cốt lưu lại. Thật ra thì, năm đó tỷ tỷ ta tranh bá thất bại, chưa từng không lúc nào không bên trong chạy nạn đi ra, cũng đã bị trọng thương, tùy thời có thể tan thành mây khói. Đạo đức thiên tôn tuy cho tỷ tỷ ta một kích tối hậu, nhưng sau đó vì gìn giữ tỷ tỷ ta hài cốt, hắn vậy trả giá vô cùng giá thật lớn, sát phí khổ tâm. Hắn làm hết thảy, cũng là vì mồi lửa sống còn. Nói như thế nào đây, hắn thật ra thì cũng chưa tính là một người, hắn chỉ là một cái vô tình máy móc, làm hết thảy, chỉ là vì mồi lửa kéo dài, hắn sanh ra sứ mạng, chính là vì bảo vệ mồi lửa. Diệp Thần trong lòng có chút rung động, xem ra đạo đức thiên tôn cái nhân vật này, cũng là tương đối phức tạp. Nguyệt Hồn Tiên Tử tựa hồ nhớ tới cái gì, nói, à, đúng rồi, đã từng là tử thần giáo đoàn dẫn đường nội gián, là Vạn Khư Thần Điện Hồng Xuân Thu, người cũng đã biết chứ. Diệp Thần nói, biết. Nguyệt Hồn Tiên Tử gật đầu, nói, ừ, người biết liền tốt, cùng sau khi đi ra ngoài, nhất định nhớ hướng đạo đức thiên tôn bẩm báo, nội gián phải diệt trừ. Thật ra thì lấy đạo đức thiên tôn thần thông, hắn thật muốn suy diễn biết được nói, không có bất kỳ sự việc, có thể giấu giếm được hắn, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không ra tay, bởi vì một khi tiết lộ một chút xíu hơi thở, hắn liền phải bị chân lý triệu hoán, phi thăng đi không không lúc nào không. Hắn nhưng không nghĩ rời đi thực tế. Cho nên, vẫn là phải ngươi tự mình bẩm báo chân tướng. Bất kỳ có thể uy hiếp mồi lửa người, đều phải giết chết. Nói xong lời cuối cùng, Nguyệt Hồn Tiên Tử trong giọng nói, cũng là tràn ra lạnh lùng dùng mình. Diệp Thần có thể nhìn ra, thật ra thì Nguyệt Hồn Tiên Tử muốn phải bảo vệ, không phải mồi lửa, mà là mồi lửa đồ đựng, nàng tỷ tỷ hài cốt. Tiền bối mời yên tâm, ta cũng nhớ. Diệp Thần nói. Rất tốt. Nguyệt Hồn Tiên Tử rất là hài lòng, lập tức mở ra một miếng cửa không gian, đưa Diệp Thần rời đi mồi lửa nguyên địa. Rào. Không gian chấn động, khí lưu qua lại. Diệp Thần lại lần nữa trở lại chết cấm khu, trở lại cái đó tế đàn, trở lại thân Đỗ Uyển Nhi bên người. Lúc này chính là sáng sớm, hắc vụ bao phủ chết trong cấm khu, lại có thể khó khăn được xuất hiện một chút ánh mặt trời. Ánh mặt trời rơi vào thân Đỗ Uyển Nhi trên mình. Nàng da thịt trắng noãn, tựa như cũng lồng lên một tầng thần thánh chói lọi, đẹp lóa mắt. Diệp Thần, người trở về. Thân Đỗ Uyển Nhi thấy Diệp Thần trở về, hơn nữa hơi thở hoàn mỹ khôi phục đỉnh cấp, cũng không khỏi được vui mừng, cười nói. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, nhưng gặp thân Đỗ Uyển Nhi ở phía trên tế đàn, tái máy cái gì nghi thức. Ta đang kêu gọi bạn ngươi, phỏng đoán đến buổi trưa, như tuyết cô nương các nàng thì sẽ đến. Đồng thời, ta cũng thông báo cho những người dự thi khác, kêu bọn họ ẩn núp, không nên bị Thiên Ngự Hồn Đế tìm được. Thân Đỗ Uyển Nhi một bên tái máy nghi thức, vừa hướng Diệp Thần nói. Thiên Ngự Hồn Đế kế hoạch, chính là săn giết những người dự thi khác, dựa vào người sống máu tươi,
tăng lên thân thể năng lượng. Chỉ cần những người dự thi khác cửa, ẩn núp, không bị tìm được, thiên ngự hồn đế kế hoạch, dĩ nhiên là rơi vào khoảng không. Còn nữa, ta cũng triệu hoán liền vạn khư thần điện trận doanh, còn có kiếm môn trận doanh bên kia cường giả, khi nhìn bọn hắn có thể buông xuống thành kiến, và chúng ta liên thủ, chung nhau kháng địch. Thần độ huyền nhi làm xong nghi thức, từ tế đàn xuống, nói. Ngươi muốn liên hiệp vạn khư và kiếm môn người. Diệp thần có chút kinh ngạc cùng bất ngờ. Đúng vậy, thiên ngự hồn đế thập phần cường đại, hắn đỉnh cấp thời điểm tu vi, đủ để sánh bằng tiên đế, một khi hắn thân xác năng lượng, đạt được tăng lên, đã từng là lực lượng, vậy sẽ thật to hồi phục, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta phải mau sớm giải quyết hết hắn, không thể lưu lại hậu hoạn. Thần độ huyền nhi ngưng trọng nói. Vạn khư và kiếm môn bên kia nói thế nào? Nguyện ý liên thủ sao? Diệp thần hỏi. Nếu như là vì đối phó thiên ngự hồn đế, hắn không ngại ngắn ngủi liên thủ. Dẫu sao địch nhân trước mắt, đích xác là vô cùng mạnh mẽ. Còn nếu như có thể giết chết thiên ngự hồn đế, muốn đến vậy có thể được đại lượng tử hoàng lửa khen thưởng. Thần độ huyền nhi lắc lắc đầu nói, bọn họ còn không có trả lời, có thể là cảm thấy ta đứng ở ngươi bên này, trong lòng không ý tốt đi. Diệp thần nhún vai một cái, nói theo bọn họ nghĩ như thế nào đi, dù sao dựa vào chúng ta lực lượng, cũng không phải không thể nào giết chết thiên ngự hồn đế. Diệp thần rất có lòng tin, cùng Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng tới, lại phối hợp trên hắn và thần độ huyền nhi, muốn chém giết thiên ngự hồn đế, cũng không phải là quá chuyện khó khăn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, thiên ngự hồn đế vẫn là tối hôm qua thực lực, cũng không có đột phá hồi phục. Đợi sáng sớm, thẳng được buổi trưa, tế đàn ông ông tác hưởng, tràn ra từng cơn chói lọi. Hô! Ở chân trời, khí lưu xoay tròn, tựa như có vật gì đáp lại vậy. Diệp thần con ngươi híp lại, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy bầu trời bên trong, hắc vụ tản đi, từng đạo bóng người, từ bốn phương tám hướng phóng tới. Chính là Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng, còn có Hạ Vũ, và Tinh Nguyệt Thần Giáo, Biển Cả Giới, Sống Chết Vực, Thiên Tinh Cung các đệ tử. Bọn họ nghe được thần độ huyền nhi triệu hoán, tất cả đều chạy đến, chỉ có Phạm Tinh Nghiên còn đang bế quan chữa thương, chưa từng đến. Nhược Tuyết, Tư Thanh, Ngụy Dĩnh. Diệp Thần thấy ba phụ nữ, không khỏi mừng rỡ. Ba phụ nữ cùng Diệp Thần lần nữa gặp nhau. Cũng là vui sướng vạn phần, bốn người ôm nhau. Mà đệ tử chung quanh cửa, thấy Diệp Thần quả nhiên ở nơi này, cũng là lớn vui. Diệp Thần, người hơi thở lại tinh tiến. Hạ Nhược Tuyết ôm Diệp Thần, có thể cảm thấy Diệp Thần hơi thở, so với trước đó cường đại hơn. Mặc dù Diệp Thần tu vi, vẫn là bách gia cảnh bảy tầng thiên, nhưng thể chất lực lượng, tinh thần lực lượng, huyết mạch lực lượng, cũng so trước kia càng tinh thuần hùng hậu, thấm ra một cổ trầm ổn, mạnh mẽ. Vô địch chói lọi. Có chút tiến bộ. Diệp thần mỉm cười một tí, sau đó móc ra Nguyệt Hồn Thiên Thư, giao cho Hạ Nhược Tuyết, nói. Cái cuốn thiên thư này, là lễ vật cho ngươi. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp nhìn vậy Nguyệt Hồn Thiên Thư, nhất thời một hồi chấn động. Bởi vì nàng cảm giác được, ở đó Nguyệt Hồn Thiên Thư phía trên, có cường hãn vô cùng Minh Nguyệt Đạo Pháp hơi thở. Nàng nơi chấp trưởng Minh Nguyệt Thiên Thư, tuy nói bây giờ là đã là cao nhất thiên thư. Nhưng ở lúc ban đầu thời điểm, chỉ là một quyển tiểu thiên sách, do Vạn Khư Thần Điện sáng chế viết. Nhìn Nguyệt Hồn Thiên Thư thời điểm, Hạ Nhược Tuyết liền cảm thấy hơi thở vô cùng quen thuộc. Quyển sách này, cùng Minh Nguyệt Thiên Thư hơi thở, lại là tương thông. Có lẽ, năm đó Vạn Khư Thần Điện chế viết Minh Nguyệt Thiên Thư, linh cảm nguồn, năng lượng ngọn nguồn, chính là cái này cuốn Nguyệt Hồn Thiên Thư. Người từ nơi nào có được? Hạ Nhược Tuyết rất là tò mò hỏi. Là một vị lão tiền bối cho ta, người mau luyện hóa. Diệp thần nói. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, nhận lấy Nguyệt Hồn Thiên Thư. Vậy Nguyệt Hồn Thiên Thư, ở tay nàng bên trong, hóa thành chấm ánh trăng, toàn bộ hội tụ đến nàng trong cơ thể. Hạ Nhược Tuyết bản thân thì có Minh Nguyệt Đạo Pháp nội tình, hơn nữa đặc biệt hùng hồn. Cho nên, nàng luyện hóa cái này Nguyệt Hồn Thiên Thư, cơ hồ là không phí nhiều sức, tại chỗ luyện hóa thành công. Theo Nguyệt Hồn Thiên Thư thành công luyện hóa, Hạ Nhược Tuyết hơi thở, cũng thay đổi được càng tinh thuần mạnh mẽ, da thịt trắng noãn thấu rõ thật tốt xem ánh trăng xương tuyết hội tụ, cả người thấm ra trong trẻo lạnh lùng khí chất, để cho người không dám bức thị. Mọi người thấy Hạ Nhược Tuyết lột xác, cũng
cũng là một hồi ngạc nhiên. Thân Độ Uyển Nhi mắt đẹp đông lại một cái, vui vẻ nói, rất tốt, Như Tuyết cô nương lột xác đột phá, chúng ta chém chết vậy bạo quân Thiên Ngự Hồn Đế, chắc chắn càng lớn hơn. Dừng một chút, Thân Độ Uyển Nhi ánh mắt nhìn về phương xa, con người cũng là đổi được lạnh lùng, ta đã bắt được Thiên Ngự Hồn Đế hơi thở, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Thân Độ Uyển Nhi ngự gió bay lên, hướng phương xa bạo cướp đi. Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tư Thanh, Hạ Vũ các người, cũng là không nói hai lời, ngự gió lên, đi theo Thân Độ Uyển Nhi lên đường. Thân Độ Uyển Nhi mơ hồ thành lãnh tụ, nàng xác thực cũng có lãnh tụ tư cách. Nàng triệu tập trước mọi người, đã nói rõ thân phận. Nàng chính là tương lai ma thần nắm giữ, muôn vàn thế giới hết thảy quái vật cùng ma thần thủ lãnh, ma thần nhất mạch chí cao vô thượng tồn tại. Ở Thân Độ Uyển Nhi dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần các người một đường bay vượt rừng rậm mặt đất, đi tới chết cấm khu bên bờ vùng. Phía trước, lại có kinh khủng hắc ám khí tức tràn ngập. Chỉ gặp lăn lăn hắc vụ bên trong, một cái uy mãnh nam tử, tay cầm ma thương, cưỡi một đầu cự long, điên cuồng giết hại trước, chính là Thiên Ngự Hồn Đế. Thiên Ngự Hồn Đế phía dưới, chính là một cái người dự thi cửa, mặc trên người trước Thiên Thanh Minh phục trang, hiển nhiên là Thiên Thanh Minh đệ tử. Ở Thiên Ngự Hồn Đế giết chóc, từng cái Thiên Thanh Minh đệ tử ngã xuống, máu thịt bị chiếm đoạt, hóa thành xương trắng. Thiên Ngự Hồn Đế cắn nuốt đại lượng máu thịt, hơi thở đổi được cường đại hơn, ngửa mặt lên trời vui vẻ cười to, nói các người đám này con kiến hôi, máu thịt mặc dù đáng yếu một chút, nhưng vậy vẫn tốt hơn không có, đều được là ta đổ bổ đi. Thiên Ngự Hồn Đế liếm môi một cái, trong mắt lộ ra tham lam nóng bỏng thần sắc, cưỡi hắc rực long, xách ma thương, lăng không hướng trên mặt đất một người đàn ông lướt đi. Là Diệp Lâm Uyên môn sinh, Đường Vân Phi. Thân Độ Uyển Nhi nhìn nam tử kia, hướng một bên Diệp Thần nói. Diệp Thần ánh mắt hơi sáng, vậy nhìn về phía vậy Đường Vân Phi. Ở kim bảng hạng trên, Đường Vân Phi xếp hàng tên thứ tư, thực lực khá là không tầm thường. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Thiên Thanh Minh chúng đệ tử, thể chống lại trước Thiên Ngự Hồn Đế, ở cực lớn giết hại dưới áp lực, lại vẫn có thể giữ trận hình, không có tán loạn. Võ hồn, hồng hoang cổ rắn. Đường Vân Phi mắt xem Thiên Ngự Hồn Đế giết tới, cũng là vội vàng bùng nổ. Chỉ gặp hắn cả người linh khí nổ, một đầu võ hồn bóng dáng, lại là từ sau lưng hắn hiện lên. Võ hồn, là một loại đặc thù thể chất. Có đặc thù võ hồn người, ít chi lại càng ít. Chu Uyên chính là một cái trong số đó. Mà Đường Vân Phi, nhưng cũng là có đặc thù võ hồn tồn tại, không thể khinh thường. Chỉ gặp hắn bộc phát ra võ hồn, là một cái to lớn cổ quái, thân hình vặn vẹo, miếng vảy phân bố, dài một đôi vũ rực rắn lớn. Cái loại này rắn lớn, tên là hồng hoang cổ rắn, là đặc biệt cổ xưa dị chủng. Hồng hoang cổ rắn vừa ra, lập tức ngăn ở Đường Vân Phi trước người. Thiên Ngự Hồn Đế ma thương phá giết, lại không có thể đột phá hồng hoang cổ rắn phòng ngự. Ha ha ha, lại là đặc thù võ hồn người thức tỉnh. Xem ra ông trời đối ta không tệ, chỉ cần giết ngươi, nhục thân của ta năng lượng, tất có thể thật to mãnh vào. Thiên Ngự Hồn Đế công kích tuy bị ngăn trở, nhưng thấy vậy hồng hoang cổ rắn, hắn nhưng là bạo phát ra tiếng cười lớn. Đường Vân Phi có đặc thù võ hồn, thể chất vô cùng mạnh mẽ, đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt vô cùng đồ bổ. Lập tức, Thiên Ngự Hồn Đế lại lần nữa mang súng cuồng sát ra, long lực hỗn hợp bùng nổ, uy thế hảo hoành. Đường Vân Phi khó khăn ngăn cản, hai người kích đánh nhau, nhưng rõ ràng cho thấy Thiên Ngự Hồn Đế chiếm thượng phong. Diệp Thần nhìn phía trước đánh nhau, nhưng là nhướng mày một cái. Đường Vân Phi là Thiên Thanh Minh người nơi này, là Diệp Lâm Uyên môn sinh, tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến, khẳng định cũng là muốn phải đối phó Diệp Thần. Diệp Thần đối Đường Vân Phi, tự nhiên không có bất kỳ hảo cảm, nhưng hắn càng không muốn nhìn thấy Thiên Ngự Hồn Đế đột phá quật khởi. Trước hết giết vậy bạo quân. Diệp Thần con người đông lại một cái, nhìn xem Thân Độ Uyển Nhi và Hạ Nhược Tuyết các người, luân hồi thiên kiếm ở trong tay nổi lên, phía trên từng tầng một luân hồi hơi thở, từng tầng một sắt thép hơi thở, từng tầng một phệ hồn khí tức, còn có màu xanh nếp sống, màu tím điện quang, hỗn hợp lóng lánh, khí tượng muôn vàn. Bá! Hạ một sát, Diệp Thần chính là một kiếm biểu chém ra, phá không hướng Thiên Ngự Hồn Đế chém tới. Thân Độ Uyển Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng, cũng là đồng loạt ra tay.
võ uy kiếm đạo, minh nguyệt thiên thư, chu tước hỏa thần, tuyệt hàn đế kiếm, thần quang sáng chói, linh khí nổ. Từng đạo mạnh mẽ thủ đoạn công kích, từ trong tay các nàng tuôn ra, cùng diệp thần luân hồi kiếm thế, hội tụ vào một chỗ, chưa từng có từ trước đến nay chém chết hướng thiên ngự hồn đế. Thiên ngự hồn đế sớm cảm giác được sau lưng dị động, quay đầu vừa thấy, thấy diệp thần các người liên thủ đánh tới, không khỏi được sắc mặt run lên. Một đám âm hồn bất tán đồ. Như ta tu vi chưa từng rơi xuống, đến phiên các ngươi một bầy kiến hôi, ở ta trước mặt phách lối. Long tòa đại nhân, ngăn lại bọn họ. Thiên ngự hồn đế nhất thanh trầm hát, từ hắc rực lưng rồng trên xương sống nhảy xuống, một mình sách thương đánh giết Đường Vân Phi. Hắn chỉ muốn đánh chết Đường Vân Phi, cướp đoạt đối phương máu thịt năng lượng, tư bổ thân xác. Nếu như hắn thân xác lực lượng khôi phục, đến lúc đó, toàn bộ chiến trường, đều không người là địch thủ của hắn. Như ngươi mong muốn, hộ pháp đại nhân. Hắc rực long màu máu trong tròng mắt, lướt qua một chút hung mang cùng đoạn tuyệt, chấn rực bay về phía diệp thần các người, không sợ hãi chút nào. Vĩ đại thánh A-la, chết hóa thân, hắc ám cùng vực sâu nắm giữ, cao quý vô thượng tử thần à, xin ban cho ta không sợ lực lượng, trên đời gian biểu dương người uy nghiêm đi. Hắc rực long phát ra thật lớn cao xa ngâm sướng, cháy huyết mạch cùng vận mệnh, cả người ùng ùng vang dội, bộc phát ra màu đen lửa cháy mạnh, từng luồng kinh khủng năng lượng, mang tử vong cùng bóng tối chập chờn, từ trên trời hạ xuống, bơm vào đến trên người nó. Nó lại là không tiếc tự mình hy sinh, cũng phải triệu hoán tử thần lực lượng hạ xuống, chống lại diệp thần các người. Oanh! Bóng tối hơi thở, ngay tức thì ở giữa trời đất nổ, xé không gian, khắp nơi đều là đồ sộ đại khủng bố hắc động. Phương thiên địa này, nhất thời thành ngày tận thế vậy thế giới. Tất cả hắc ám quái vật, còn có vô số cổ quái vặn vẹo côn trùng, rắn độc, con rít, từ vậy từng cái lỗ xoáy đen bên trong chui ra ngoài, ùn ùn kéo đến hướng diệp thần các người bao vây đi. Thấy chung quanh kinh khủng kia hắc ám khí tượng, diệp thần các người đều là chấn động. Nhưng, hạ một sát. Diệp thần ánh mắt, chính là khôi phục lãnh khốc, cũng là phát ra lảnh lót khoáng đạt ngâm sướng. Luân hồi thiên đường, minh ngọc trói lọi, hạ xuống đời này, đáng địch hắc ám. Diệp thần thụ kiếm ngay ngực, trong cơ thể luân hồi huyết mạch hơi bốc cháy, từng cổ một luân hồi thánh quang, từ trong cơ thể hắn bạo dũng ra. Thiên địa hoàn vũ, tựa như được luân hồi cảm cho đòi. Phương thiên địa này, kéo ra mảng lớn hắc vụ, nhanh chóng tán loạn đi. Một cái khoáng đạt bằng bạc, nguy nga rung động đất nước, từ trên trời hạ xuống, lấy chấn áp vạn thế khủng bố thần uy, ùng ùng đáp xuống. Đó là luân hồi thiên đường khí tượng. Không, chính xác mà nói, không phải khí tượng, mà là chân chân chánh chánh, một cái từ trên trời giáng xuống vĩ đại đất nước. Diệp thần nham thần máu dưới sự vận chuyển, cấu trúc địa mạch, để cho luân hồi thiên đường, có chân thật hình dáng. Thiên đường bên trong, khắp nơi toát ra vĩ đại trói lọi, minh ngọc khí tượng, còn có nắng ban mai gió, sấm sét màu tím, khắp nơi đều là tín đồ trung thành ở khấn cầu. Cái này luân hồi thiên đường, một đáp xuống, chung quanh tất cả hắc ám khí tức, tử thần ngâm sướng, đều bị chấn áp xuống đi. Phốc xích, hắc ám khí tức bị chấn áp, vậy hắc rực long tại chỗ bị phản chấn, máu tươi ói như điên, màu máu con người đổi được ảm đạm, tràn đầy kinh hoàng rung động thần sắc. Làm sao có thể? Luân hồi chi chủ, người lực lượng, lại thần thánh tới vĩ như vậy. Hắc rực long rung động thật sâu, không thể tưởng tượng nổi nhìn diệp thần. Giờ khắc này diệp thần, cả người thánh quang trào đáng, khoáng đạt bá đạo như vạn thần chủ, muốn chấn áp hết thảy hắc ám quỷ bí, vô địch cường đại đến làm người ta muốn quỷ sát bước. Cho dù hắc rực long triệu hoán tử thần lực lượng hạ xuống, lại cũng là chút nào không thể đối kháng. Diệp thần nhìn hắc rực long, ánh mắt vô cùng lạnh lùng cùng xâm nghiêm. Thật ra thì giờ khắc này, hắn có thể như thế vô địch, vẫn là may mà tối hôm qua, Nguyệt Hồn Tiên Tử cơ duyên. Nguyệt Hồn Tiên Tử truyền thụ hắn Minh Ngọc Tâm Kinh, có thể trấn áp hắc ám, còn mang hắn đi mồi lửa nguyên địa, tiếp nhận mồi lửa bồi bổ. Diệp thần thể chất gân cốt, huyết mạch tinh thần, đều được mồi lửa rèn luyện, đổi được cường hãn dị thường. Nếu như là trước kia, hắn cháy luân hồi huyết mạch, tất nhiên muốn rơi vào yếu ớt. Nhưng hiện tại, Diệp thần vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, cũng không có gì khó chịu, hết thảy đều là nước chảy mây trôi, tự nhiên tự nhiên. Hắn mượn dùng luân hồi huyết mạch lực lượng, gọi ra luân hồi thiên đường,
thiên đường bên trong lưu chuyển minh ngọc tâm kinh linh khí chập chờn, đối bóng tối chân áp hiệu quả, cường hãn đến trình độ cao nhất. Cho nên, làm Diệp Thần luân hồi thiên đường, chân áp xuống tới, đầy trời hắc ám quỷ bí, liền hoàn toàn hỏng mất, hoàn toàn không ngăn được luân hồi uy nghiêm. Huống chi, Diệp Thần nham thần máu, đối tử thần giáo đoàn, cũng có mãnh liệt khắc chế hiệu quả. Ở trước mặt hắn, cái này hắc dực long, cho dù là đã từng tử thần quyến thuộc, cũng là chút nào không thể xoay mình, không cách nào đối kháng. Nhiệt xúc, chết đi. Diệp Thần không có chút nào nói nhảm, bàn tay vung lên, một đoàn sấm sét màu tím nổi lên, từ bên trong bắn ra 18 đạo đao mang, một cước trăm bước, dễ như bớn, chém chết hướng vậy hắc dực thân rồng. Phốc xích, 18 đạo tử điện thần lôi đao, giết trong chớp mắt tới, đồng loạt chém ở hắc dực long trên thân thể, máu thịt bể thanh âm, còn có sấm sét điện bạo thanh âm, mãnh liệt lên. À à à, hắc dực long phát ra thảm thiết kêu gào, ở Diệp Thần tử điện thần lôi đao chém đánh xuống, tại chỗ liền bị chém chết, sức sống vết nứt, ầm ầm ngã xuống đất toi mạng. Một đóa đóa tử hoàng hỏa liên, từ hắc dực long thể bên trong rơi ra ngoài, tán lạc đầy đất. Nhưng, Diệp Thần cũng không có đi thu lấy. Bởi vì, địch nhân chân chính, còn không giải quyết. Bây giờ không phải là quét dọn chiến trường thời điểm. Diệp Thần ánh mắt, nhìn về phía trước Thiên Ngự Hồn Đế. Thiên Ngự Hồn Đế thấy Diệp Thần hung mãnh như vậy, mà lại ở hô hấp tới giữa, liền giết chết hắc dực long, không khỏi được bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Thằng nhóc này, lại có thể uy mãnh đến tình cảnh này. Hắn không phải mới bách ra cảnh 7 tầng thiên sao, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Cái này không thể nào. Thiên Ngự Hồn Đế hoàn toàn kinh hãi, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn cũng không dám tin tưởng, Diệp Thần lại sẽ lợi hại đến tình cảnh này. Thân Độ Uyển Nhi, Hạ Nhược Tuyết các người, cũng là vô cùng khiếp sợ. Diệp Thần thực lực, cũng là vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Thậm chí, các nàng cũng không cần ra tay. Diệp Thần một người, liền giết chết vậy hắc dực long. Đây chính là đã từng là tử thần quyến thuộc à. Bên kia Thiên Ngự Hồn Đế, rung động sau này, chính là sợ hãi. Hắn thật sâu sợ hãi, sợ cái kế tiếp phải chết, chính là mình. Tội nhân, tự sát đi. Thiên Ngự Hồn Đế nhìn chằm chằm trước mắt Đường Vân Phi, đột nhiên phát ra ác liệt tiếng quát, trong thanh âm mang quỷ bí vô hình quy luật hơi thở. Đường Vân Phi nghe được Thiên Ngự Hồn Đế thanh âm, đầu ông ông tác hưởng. Hạ một sát, hắn tay phải, lại là không bị khống chế vậy, giơ kiếm hướng cổ mình xóa đi. Không! Đường Vân Phi hoảng hốt, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, thân thể đột nhiên liền không bị khống chế. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tay, giơ kiếm cắt hướng mình cổ. Phốc xích! Một kiếm phong hầu. Đường Vân Phi chỉ như vậy, sống sờ sờ cầm tự giết chết. Hắn cặp mắt, gắt gao trợn to, đến chết cũng không dám tin tưởng, mình lại sẽ không bị khống chế tự sát. Đây là cái gì pháp thuật? Diệp Thần thấy một màn này, da đầu cũng là một hồi tê dại, trong lòng kinh ngạc không thôi. Là không không lúc nào không đặc biệt bí pháp, nhân quả luật vũ khí. Thân Độ Uyển Nhi đi tới Diệp Thần bên người, mắt đẹp nhưng là vô cùng ngưng trọng. Nhân quả luật vũ khí. Diệp Thần kinh nghi bất định. Ừ. Không không thời không cường giả, có thể nắm trong tay nhân quả luật, nói sao làm vậy? Nhân quả luật vũ khí, là một loại đặc biệt đặc thù thần thông, chỉ cần thi triển ra, liền có thể cưỡng ép thành lập nhân quả, người nói cần người chết, người nọ liền tất nhiên sẽ chết. Người nói một khối đá, không phải đá, mà là vàng, vậy đá liền sẽ biến thành vàng. Nhân quả luật vừa ra, điểm đá thành kim, đổi trắng thay đen, định đời người chết, thay trời đổi đất, vô cùng đáng sợ. Nhưng loại thần thông này, thi triển giá phải trả cực lớn, rất dễ dàng gặp cắn trả. Cái này Bạo Quân, lại có thể vận dụng nhân quả luật thần thông, hắn sẽ không sợ cắn trả mà chết sao? Thân Độ Uyển Nhi hướng Diệp Thần giải thích nhân quả luật bí ẩn, ánh mắt nhìn về phía Thiên Ngự Hồn Đế. Chỉ gặp thời khắc này Thiên Ngự Hồn Đế, nhưng không có gì gặp cắn trả hình dáng, mà là vô cùng long tinh hổ mãnh. Hắn nắm Đường Vân Phi thi thể, trực tiếp cắn nuốt hết vậy mới mẻ máu thịt. Còn có vậy hồng hoang cổ rắn võ hồn. Đường Vân Phi máu thịt năng lượng, võ hồn tinh khí, toàn bộ hội tụ đến Thiên Ngự Hồn Đế trong thân thể. Trong thoáng chốc, Thiên Ngự Hồn Đế thân xác ánh sáng rực rỡ lớn thả, phát ra lôi âm cuồn cuộn,
hơi thở ở ngay lập tức, đổi được vô cùng mạnh mẽ. Ha ha ha, ta lực lượng, trở về không thiếu, mặc dù còn không bằng đỉnh cấp thời điểm, nhưng muốn giết chết các ngươi đám này con kiến hôi, vậy là đủ rồi. Thiên ngự hồn đế ngửa mặt lên trời cười lớn, quả đấm nắm chặt, cả người hơi thở nổ. Hắn đã từng, thực lực đủ để sánh bằng tiên đế. Hiện tại, hắn thân xác khí huyết tăng lên, đã từng cường đại lực lượng, cũng là hồi phục rất nhiều, cả người toát ra tầng tầng hắc ám chói lọi. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, Thần Độ Uyển Nhi các người, ánh mắt đổi được vô cùng tàn bạo. Suy, thiên ngự hồn đế vung tay lên, chung quanh thiên thanh minh đệ tử, lập tức thân thể nổ, tất cả người chết hết sức, khí huyết vậy toàn bộ bị thiên ngự hồn đế hấp thu. Luân hồi chi chủ, phụ yêu lão tổ, liền để cho ta xem, các người còn như thế nào cùng ta chống lại. Thiên ngự hồn đế con ngươi, đổi được như con chăn vậy hẹp dài quỷ dị. Hắn vung tay lên, hắc ám khí tức nổ, sau lưng toát ra một cái thông thiên đại rắn, dài vũ rực, chính là vậy hồng hoang cổ rắn võ hồn khí tượng. Thiên ngự hồn đế hấp thu Đường Vân Phi máu thịt cùng võ hồn, vậy là có thể trực tiếp bùng nổ hồng hoang cổ rắn lực lượng. Vậy hồng hoang cổ rắn, do hắn triệu hoán ra, nhưng là từng tầng một hắc vụ vần quanh, thân thể động một cái, liền mang theo vô cùng gió tanh mưa máu, hơi thở tương đương hung ác. Thiên ngự hồn đế đạp ở lớn rắn trên đầu, ngang nhiên hướng Diệp Thần các người tập sát đi. Hắn quanh thân ma khí nổ, từng cây một cốt gai, đột phá ra hắn, hiển lộ ra, lộ vẻ được đặc biệt dữ tợn. Rắc rắc, thiên ngự hồn đế bàn tay nắm chặt, một căn cốt đâm vào trong tay hắn, hóa thành lợi kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Diệp Thần tim. Bên cạnh Thần Độ Uyển Nhi, Hạ Nhược Tuyết các nàng, muốn cứu viện Diệp Thần, nhưng thiên ngự hồn đế cả người cốt gai nổ tung, từng cây một cốt gai như nổ tiễn vậy bắn ra. Rất miễn cưỡng đem bọn hắn bước chân ngăn trở ở. Diệp Thần thấy thiên ngự hồn đế cốt gai lợi kiếm giết tới, cũng là cảm thấy vô cùng ác liệt hung hãn hơi thở, giống như là tiên đế đích thân tới vậy. Tên này, lại đổi được như vậy lợi hại. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hắn chuyện lo lắng nhất, vẫn là xảy ra. Thiên ngự hồn đế hấp thu Đường Vân Phi khí huyết năng lượng, thân xác trực tiếp lột xác, đã từng là lực lượng hồi phục. Đổi được vô cùng cường hãn. Diệp Thần nắm luân hồi thiên kiếm, cùng thiên ngự hồn đế đánh nhau, chỉ đấu mấy hiệp, hắn liền cảm thấy áp lực to lớn. Thời khắc này thiên ngự hồn đế, cường hãn, cảnh giới vượt qua Diệp Thần quá nhiều, nếu như một mình tác chiến, Diệp Thần sa sút cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tử vong tuyệt kiếm, phá. Thiên ngự hồn đế trong tay cốt kiếm hắc khí nổ tung, phù văn lóng lánh, khí tức tử vong gào thét, như một phiến hắc ám ngân hà vậy. Hướng Diệp Thần lướt đi. Diệp Thần hô hấp ngưng động chất, liên tiếp lui về phía sau, đã rơi vào vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Thần Độ Uyển Nhi cảm giác được Diệp Thần nguy hiểm, cũng là lo lắng. Nàng mắt đẹp lưu chuyển, ngay sau đó, chính là ngửa mặt lên trời kêu to, phát ra kêu gọi. Vạn Khư, Kiếm Môn, các ngươi còn muốn do dự tới khi nào? Chẳng lẽ sẽ chờ Tử Thần giáo đoàn, đem các ngươi từng cái kích phá? Thanh âm vang dội, xa xa truyền ra ngoài. Chết cấm khu thiên cơ khép kín, nếu như là người bình thường kêu lên, căn bản không cách nào truyền bá đến xa xa. Nhưng, Thần Độ Uyển Nhi thân phận đặc thù, nhưng là nắm giữ một ít tương lai thời không thần thông, có thể để cho mình thanh âm cùng ý chí, truyền đến chết cấm khu mỗi một xó xỉnh. Nàng thanh âm rơi xuống, chết trong cấm khu mặt, Vạn Khư trận doanh, Kiếm Môn trận doanh các cường giả, còn có rất nhiều hơn tán tu cường giả. Đều nghe được nàng thanh âm, cảm nhận được ý chí của nàng. Ở Thần Độ Uyển Nhi ý chí phía sau, Vạn Khư Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Kiếm Môn Quy Trần các người, còn bắt được ngập trời khí tức nguy hiểm. Vậy là tới từ Tử Thần giáo đoàn, đến từ Thiên Ngự Hồn Đế nguy hiểm. Thiên Ngự Hồn Đế đã quật khởi, chết trong cấm khu những người dự thi, người người đều có tai họa ngập đầu. Muốn chiến thắng Thiên Ngự Hồn Đế, trừ phi là tất cả người liên hiệp. Suy suy suy. Ở Thần Độ Uyển Nhi thanh âm phát ra sau đó, từng đạo thần quang, nhất thời từ bốn phương tám hướng, phóng tới, rất nhanh hạ xuống đến chỗ này phương chiến trường. Diệp Thần chăm chú nhìn vừa thấy, liền thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Quy Trần các người, Vạn Khư và Kiếm Môn cường giả, còn có rất nhiều tán tu cường giả, toàn bộ tới. Có thể nói, tiến vào chết cấm khu 3.000 người dự thi, vào giờ khắc này, cơ hồ là toàn bộ đến đông đủ.
Thiên Ngự Hồn Đế thấy nhiều người như vậy tới, trong mắt nhất thời hàn mang chớp động, theo bản năng lui về phía sau, nghiêm thần đề phòng. Nhiều cường giả như vậy, hắn nếu như toàn bộ giết, chiếm đoạt máu thịt, đó đúng là nghịch thiên vậy lột xác, nói không chừng có thể khôi phục ngày xưa toàn bộ lực lượng. Luân hồi trận doanh bên này, luân hồi huyết mạch, tương lai Vu Yêu lão tổ huyết mạch, hỏa thần thiên tôn huyết mạch vân. Vân, năng lượng bàng bạc. Vạn khư trận doanh bên này, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết băng máu thần mạch, vậy để cho Thiên Ngự Hồn Đế vô cùng thèm thuồng. Mà kiếm môn bên kia, Quy Trần chính là cái thứ hai ma tổ vô thiên, trên mình hắc ám khí tức, đối Thiên Ngự Hồn Đế mà nói, lại là tuyệt đẹp đồ bổ. Ha ha, lại có thể tới nhiều bổ phẩm như vậy, thật là trời cũng giúp ta. Thiên Ngự Hồn Đế thấy rõ bốn phía thế cục, liếm môi một cái, trong mắt lộ ra hung quang. Mặc dù hắn chỉ có một thân một mình, nhưng hắn đối mình thực lực, có tuyệt đối lòng tin. Thời khắc này hắn, đã khôi phục đã từng là phần lớn lực lượng, coi như lấy một địch vạn, cũng là không sợ hãi chút nào. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đánh giá bốn phía, thấy Diệp Thần hơi thở, đổi được so với trước kia cường hãn hơn, không khỏi được tiếu mặt trầm xuống. Lại xem Thiên Ngự Hồn Đế, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sắc mặt, thì trở nên được ngưng trọng xuống. Thiên Ngự Hồn Đế kinh khủng kia hắc ám khí tức, làm người ta bất an. Quy Trần nhìn về phía Thiên Ngự Hồn Đế, trong mắt cũng là lộ ra vẻ kiêng kỵ cùng bất an. Hắn tựa như thấy được một cái tử thần, ở trần thế gian biểu dương mình uy nghiêm. Thời khắc này Thiên Ngự Hồn Đế, liền giống như là tử thần hóa thân. Thôi, các ngươi cùng lên đi, liền để cho ta xem, các ngươi những thứ này thế giới hiện thật thiên chi kiêu tử, nhưng có bản lãnh cùng ta đối kháng. Thiên Ngự Hồn Đế khinh thường cười nhạt, cả người tràn ra hùng hồn khủng bố ma khí, nhanh chóng lan tràn toàn trường. Nguyên phiến thiên địa, lâm vào vĩnh đêm hắc ám bên trong, làm người ta nghẹt thở. Hắc ám bên trong, lại có vô số tộc côn trùng quái vật, vặn vẹo quái vật, mục nát ma thần, từ dưới lòng đất, trong hư không, không ngừng bò ra ngoài, phát ra tê tê tiếng kêu, ăn mòn người tâm thần. À à à, tại chỗ bên trong, không thiếu tu vi hơi kém người dự thi, lập tức gặp phải hắc ám khí tức ăn mòn, phát ra kêu thảm thiết, ngã xuống đất co quắp, sống chết không biết. Vào giờ phút này Thiên Ngự Hồn Đế, phảng phất là vĩnh đêm quân vương, bóng tối bá chủ, ngày tận thế tử thần, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi bước. Diệp Thần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Quy Trần các người, nhìn nhau một mắt, sắc mặt đều là ngưng trọng. Coi như bọn họ chịu buông xuống thành kiến, cùng nhau đối kháng Thiên Ngự Hồn Đế, cũng chưa chắc có thể chống lại. Dẫu sao thời khắc này Thiên Ngự Hồn Đế, lực lượng hồi phục, chân thực quá mạnh mẽ. Cũng xít tới gần. Thân Độ Uyển Nhi phát ra một tiếng quát lạnh, tay cầm võ uy thiên kiếm, thân thể mềm mại trên cũng là thả ra nồng nặc hắc ám khí tức. Ở nàng hơi thở dưới sự uy hiếp, Thiên Ngự Hồn Đế từ trong bóng tối cho gọi ra quái vật, cũng không dám quá mức đến gần. Bởi vì, Thân Độ Uyển Nhi chính là ma thần nắm giữ, thông thường quái vật, đối nàng có bản năng sợ hãi. Đám người thấy Thân Độ Uyển Nhi, như vậy lợi hại hình dáng, đều là chen lấn chen qua đi, muốn tìm kiếm che chở. Ta nơi này có một cái trận pháp, có thể trấn áp hắc ám, nhưng cần phải có người duy trì tâm trận. Ai cảm giác được mình, có tư cách áp trận, liền đứng trên không được. Sống chết thành bại, ở chỗ này một lần hành động. Thân Độ Uyển Nhi đầu ngón tay động một cái, sử dụng một cái trận đồ. Kim Trương Hoàng Cực Trận, rơi. Trận đồ mở ra, một cái màu vàng kim trận pháp, mang ánh sáng sáng chói, chậm rãi rơi xuống, ngay tức thì bao trùm toàn trường. Cái này màu vàng trận pháp bên trong, lại có 5 cái tâm trận, mỗi cái tâm trận cũng lóe lên hoa mỹ thần mang, nhấp nhô cổ xưa ký tự. Đó là thiên, địa, nhân, quỷ, thần 5 chữ. Cái này Kim Trương Hoàng Cực Trận, 5 cái tâm trận, chính là thiên địa nhân quỷ thần, thâu tóm vạn tượng. Kim Trương Hoàng Cực Trận, năm đó nham thần thiên tôn trận pháp, lại có thể truyền thừa đến bên trong tay ngươi. Thiên Ngự Hồn Đế thấy trận pháp này rơi xuống. Trong mắt cũng là lộ ra vô cùng kiêng kỵ thần sắc, bàn tay lập tức hội tụ dậy ngập trời hắc ám ma khí, huy trưởng hướng trận pháp kia vỗ tới, muốn trực tiếp phá hủy. Thân Độ Uyển Nhi giơ lên võ uy thiên kiếm, rất miễn cưỡng ngăn trở Thiên Ngự Hồn Đế trưởng thế, nhưng là vô cùng cố hết sức, sắc mặt trắng bệch. Mau, thượng nhân áp trận, chỉ cần khởi động trận pháp này, là được chu diệt lão này. Thân Độ Uyển Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Ngự Hồn Đế,
mắt đẹp bên trong tràn đầy sát khí, nhưng nàng một thân một mình, cũng khó mà đánh chết đối phương, chỉ có dựa vào cái này kim trương hoàng cực trận. Mọi người thấy thiên ngự hồn đế, đối trận pháp này, kiêng kỵ như vậy hình dáng, cũng biết trận này lợi hại, nhất thời dục dịch. Nhưng, trận pháp tràn ra hơi thở, đặc biệt khủng bố, vậy thiên địa nhân quỷ thần năm cái tâm trận, lại là năng lượng vòng xoáy hạch tâm. Người bình thường nếu là đứng trên không được, sợ rằng ngay tức thì phải bị đến từ không không thời không năng lượng, trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Diệp thần con người động một cái, quyết định thật nhanh, lập tức phi thân nhảy đến địa vị tâm trận trên. Thiên địa nhân quỷ thần năm cái tâm trận, địa vị tâm trận, cùng mặt đất tương liên. Diệp thần có một giọt nham thần máu, có thể nắm trong tay mặt đất cùng nham đất thần uy, hắn đứng ở địa vị, tự nhiên lại không quá thích hợp. Người đứng ở tâm trận trên, Diệp thần cảm thấy từng cơn khí lưu xoay tròn, đến từ không không thời không năng lượng ba động, không ngừng bạo rơi xuống. Thật may hắn có nham thần máu, cũng có thể chịu đựng cái này đánh vào, vững vàng đứng lại gót chân. Diệp thần, chúng ta cùng nhau. Thấy Diệp thần đứng trên không được, Kỷ Tư Thanh cũng là tơ không chút do dự, phi thân ra, rơi vào thần vị tâm trận trên. Nàng thừa kế hỏa thần đạo thống, có tư cách trấn thủ thần vị. Còn có ta. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp vừa chuyển, quanh thân ánh trăng lững lờ, trực tiếp bay đến thiên vị tâm trận trên. Nàng đứng vững bước chân sau đó, sau lưng chính là dâng lên một vầng trăng sáng, treo chân trời, chiếu phá hắc ám. Nàng minh nguyệt đạo pháp, cùng cái nãy thiên vị tâm trận, ngược lại là khá là phù hợp. Hạ Nhược Tuyết ở trên trời, Diệp thần trên đất, Kỷ Tư Thanh ở thần, còn thiếu người cùng quỷ hai cái tâm trận, không có ai trấn thủ. Ta Vạn Khư thần điện, là trần thế đế hoàng, liền do ta trấn thủ người vị. Phú Hoàng Ngạo Tuyết con người chiến ý chấp động, quyết đoán nhanh chóng, thân thể mềm mại ngự gió một cước, liền rơi vào người vị tâm trận phía trên. Ha ha, cuối cùng để lại cho ta, chỉ còn lại một cái quỷ nhãn sao. Quy Trần hờ hững cười một tí, nhưng vậy không do dự quá nhiều, trực tiếp đứng ở quỷ vị tâm trận bên trên. Trên người hắn ma khí, cùng cái này quỷ vị tâm trận, ngược lại là hoàn mỹ phù hợp, không có nửa điểm cản trở. Rắc rắc sát, thiên địa nhân quỷ thần, năm mắt có chủ. Toàn bộ kim trương hoàng cực trận, nhất thời chuyển động, từng cổ một mạnh mẽ năng lượng khí tức, không ngừng tách thả ra ra. Diệp thần, Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Quy Trần năm người, cũng thả ra tự thân linh khí, hội tụ đến trận pháp bên trong, không ngừng lớn mạnh trận pháp lực lượng. Tại chỗ tán tu các cường giả, cũng là đem tự thân linh khí, thả ra, lớn mạnh trận pháp. Tất cả mọi người đều biết, hiện tại phải buông xuống thành kiến, đồng loạt liên thủ, mới có đối kháng thiên ngự hồn đế có thể. Vù vù, toàn bộ kim trương hoàng cực trận, kim quang bạo tránh, tiên khí nhô lên, lăn lăn khí lưu nghịch sông lên trời, đem đầy trời hắc ám cùng dơ bẩn, toàn bộ quét tới. Chiến trường ra, thánh thành trên quảng trường, vậy bị hắc vụ bao phủ hình ảnh, lần nữa đổi được rõ ràng. Tất cả người, cũng thấy rõ liền rằng có một màn. Tuy nói không thiếu các cường giả, cũng lợi dụng mình thần thức, đi theo dõi chết cấm khu bí ẩn. Nhưng chết cấm khu, hắc vụ di thiên không tiêu tan, người ngoài muốn theo dõi, cuối cùng không phải chuyện dễ. Hiện tại thấy rõ liền hình ảnh, trên quảng trường các khán giả, đều là hoảng sợ. Vậy kim trương hoàng cực trận hơi thở, đã siêu thoát thực tế, mang theo không không thời không năng lượng ba động, cực kỳ cường hãn. Càng để cho người kinh ngạc, chính là Diệp Thần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Quy Trần các người, lại có thể liên hiệp kháng địch. Diệp Thần, tiếp theo xem ngươi. Thân Đồ Uyển Nhi thở hào hển, nàng muốn duy trì kim trương hoàng cực trận vận chuyển, đã là cực hạn. Muốn điều động trận pháp, mở sát giới, nàng lại không có dư lực, chỉ có dựa vào Diệp Thần. Toàn trường bên trong, chỉ có Diệp Thần, có đầy đủ cường hãn trận pháp thành tựu, có thể thúc giục cái này kim trương hoàng cực trận. Ừ, Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ở trận pháp chạy ngay tức thì, hắn liền đã đại khái thăm dò trận pháp linh khí lưu chuyển, kết cấu biến hóa. Các vị, đồng lòng hợp lực, trước chu diệt tử thần giáo đoàn. Diệp Thần nhìn chung quanh, những lời này, chủ yếu là đối Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Quy Trần nói. Muốn vận dụng kim trương hoàng cực trận lực lượng, phải tất cả người đoàn kết một lòng. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Quy Trần, đều là sắc mặt lạnh lùng, từ chối cho ý kiến. Không nói gì. Ha ha. Diệp Thần nhếch mép, trong lòng có chút khó chịu,
bất quá hắn cũng biết, vạn khư và kiếm môn người, chắc chắn biết cân nhắc thiệt hơn, sẽ không ở đây cái đòi mạng thời khắc, cố ý cho hắn quấy rối. Dẫu sao nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, vậy kết quả chính là mọi người cùng nhau chết. Một đám dị đoan, tội nhân, con kiến hôi, các ngươi lấy là bằng vào nham thần thiên tôn lưu lại trận pháp, là có thể trấn áp ta tử thần giáo đoàn. Thiên ngự hồn đế gương mặt vặn vẹo dữ tợn, phát ra lời độc ác. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe ra, lời hắn bên trong khó che giấu sợ hãi mùi vị. Phá cho ta! Thiên ngự hồn đế vung tay lên, hư không nổ, vô số hắc ám khí tức hội tụ ở bàn tay hắn trên, hắn một trưởng giống như là tử thần đích thân tới, muốn ở trần thế biểu dương uy nghiêm vô thượng, hung hãn vô cùng, hướng trận pháp cốt lõi nhất diệp thần lướt đi. Kim trương hoàng cực, thiên địa nhân quỷ thần, cấp cấp như luật lệnh. Hoàng cực thiên đao, giết! Diệp thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, thúc giục kim trương hoàng cực trận năng lượng. Thiên địa nhân quỷ thần năm cái tâm trận, đồng loạt bộc phát ra mãnh liệt linh khí, trận pháp bên trong, nơi có hơi thở người, cũng hội tụ đến diệp thần trên tay, hòa lẫn không không lúc nào không hạ xuống năng lượng ba động, hóa thành một cái màu vàng kim hoàng cực thiên đao. Cái này cầm hoàng cực thiên đao, mũi nhọn ác liệt, đơn giản là không tưởng tượng nổi, so với cứu cực dưới trạng thái nhân hoàng thánh đao, cũng là không hoàng hơn để cho. Thân đao bên trên, hòa lẫn diệp thần, kỳ tư thanh, hạ nhược tuyết, vũ hoàng ngạo tuyết, quy trần vân. Vân, tất cả mọi người linh khí, hơi thở mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi bước. Suy, diệp thần huy động hoàng cực thiên đao, lấy dễ như bớn, giết phá vũ trụ khí thế, hung hăng chém ra. Lưỡi đao lướt qua, không gian bể tan tành, quy luật phai mờ, trong không khí vang lên nhọn âm bạo, lăn lăn kim quang như nước thủy triều phun trào. Thiên ngự hồn đế ánh mắt, hoàn toàn thất sắc. Ở một đao này uy thế hạ, hắn cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Trừ phi hắn có thể khôi phục đỉnh cấp thời điểm lực lượng, nếu không tuyệt đối không có chút nào chống lại có thể. Hào hùng màu vàng ánh đao, như tảng sáng vậy chém chết mà qua. Thiên ngự hồn đế hắc ám trưởng thế, ngay tức thì liền bị phá hủy. Hắn cả thân hắc ám năng lượng chập chờn, ở đó hoàng cực thiên đao uy nghiêm bao phủ hạ, cũng là nhanh chóng tán loạn. Thiên ngự hồn đế phát ra kêu thảm thiết, liền gặp vậy hoàng cực thiên đao, thế như trẻ che vậy, hung hăng bổ vào hắn trên thân thể. Hắn thân xác, lập tức bị chém thành hai nửa, máu tươi nội tạng văng tung tóe. Nhục thân của ta, luân hồi chi chủ, người đáng chết. Thiên ngự hồn đế giận dữ, con người đỏ tươi. Nhưng mà hạ một sát, ở kinh khủng hoàng cực đao khí giết chóc, hắn gãy lìa thân xác, liền trực tiếp bị xé nát, hóa thành đầy trời bay vụt máu thịt mảnh vỡ. Ô, thiên ngự hồn đế tàn hồn, vô cùng chật vật từ thân xác bên trong chạy trốn ra ngoài, như quỷ mị vậy, nhanh chóng đi phương xa bay đi. Mà hắn thân xác tan biến, một đóa đóa sen màu đỏ lửa, màu vàng kim hỏa liên, còn có một đoàn đoàn thánh hỏa, từ trong cơ thể hắn nổ ra, đánh mất đầy đất, lại hòa lẫn trước đây hắc sực long rơi xuống tử hoàng lửa, phủ kín mặt đất, đặc biệt nguy nga. Ho, đánh chết thiên ngự hồn đế. Diệp thần nhất thời cảm thấy một hồi mất sức. Thiên ngự hồn đế thân xác đã diệt, chỉ còn lại một món tàn hồn chạy khỏi, vậy một món tàn hồn, năng lượng khí tức đặc biệt yếu kém, đã lật không dậy nổi cái gì sóng. Diệp thần cũng biết, nhổ cỏ tận gốc đạo lý. Chỉ bất quá, hiện tại hắn từng cơn mất sức chột dạ, tạm thời cũng không cách nào đuổi theo giết thiên ngự hồn đế. Phú hoàng ngạo tuyết, quy trần các người, cũng là tiêu hao to lớn, từng cơn thở hào hển. Mà chung quanh tán tu các võ giả, thời là một cái ánh mắt đỏ lên, rơi vào điên cuồng. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về phủ kín mặt đất tử hoàng lửa, một đóa đóa hỏa liên, một đoàn đoàn thánh hỏa. Như thế nhiều tử hoàng lửa, số lượng không biết có nhiều ít. Cướp à! Cũng không biết là ai kêu một tiếng, tất cả những người dự thi, chính là điên cuồng cướp đoạt tử hoàng lửa. Xem trận thế này, một chàng chém giết ở khó tránh khỏi. Tất cả dừng tay cho ta. Thân độ Uyển Nhi trầm giọng quát lạnh, ma thần chúa tể hắc ám uy nghiêm tràn ngập ra. Tại chỗ giành cướp những người dự thi, nhất thời dừng lại động tác. Đánh chết thiên ngự hồn đế, đánh mất ra tử hoàng lửa, án công lao phân phối, ai dám loạn cướp, chính là cùng ta là địch. Ta bị đệ nhị yêu cơ mời tới, ai dám không vâng lời ta ra lệnh, vậy ngang hàng là xúc phạm yêu cơ tiểu thư. Thân độ Uyển Nhi thanh âm lạnh lùng, tự có một cổ uy nghiêm.
Tại chỗ những người dự thi, cũng không dám lên tiếng. Thân Độ Uyển Nhi chính là tương lai ma thần nắm giữ, lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, nàng mặc dù không phải là người dự thi, nhưng bị đệ nhị yêu cơ mời tới, cũng là vô cùng nhân vật trọng yếu. Tại chỗ bên trong, có thể không ai dám đắc tội nàng. Lập tức, Thân Độ Uyển Nhi liền đem tất cả tử hoàng lửa, thu thập lại, rồi sau đó dựa theo công lao phân phối. Luân hồi trận doanh bên này, công lao lớn nhất. Bởi vì vậy Kim Trương Hoàng cực trận, thiên địa nhân quỷ thần 5 cái tâm trận, luân hồi trận doanh trấn thủ 3 cái, công lao tự nhiên cũng là lớn nhất. Diệp thần bên này, chia tới nhiều nhất tử hoàng lửa. Đây là hắn nên được, cũng không phải là Thân Độ Uyển Nhi thiên vị. Phú Hoàng Ngạo Tuyết và Quy Trần, theo sát ở Diệp thần phía sau, cũng được chia đại lượng tử hoàng lửa. Bất quá hai người diễn cảm, cũng không có gì cao hứng hình dáng. Dẫu sao Diệp thần thu hoạch chiến lợi phẩm, so bọn họ nhiều hơn nhiều. Đến cuối cùng, phân phối xong tất. Trên trời kim bảng hạng, xếp hạng đệ nhất, vẫn là Diệp thần, có tử hoàng lửa số lượng, đã đạt đến kinh khủng 8.000 đoá. Tên thứ hai là Quy Trần, 5.000 đoá. Hạng ba Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, 4.000. Phía sau mấy tên, chính là Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng. Xem ra lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, hạng nhất không luân hồi chi chủ không có ai. Luân hồi quả nhiên là đại khí vận người, xem ra nhà ta tông môn sau này, cũng phải bày thả luân hồi pho tượng, mỗi ngày cung phụng sùng bái mới được. Luân hồi thiên thu vạn năm, mãi mãi vô địch, bất kể là vạn khư, vẫn là kiếm môn, cũng không đè ép được luân hồi kiêu căng. Không thiếu những người dự thi, nhìn trên trời kim bảng hạng, bàn luận xôn xao. Rất nhiều người trong mắt, đều lộ ra sùng bái khâm phục thần sắc, thậm chí có người bắt đầu tín ngưỡng luân hồi. Vạn khư và kiếm môn nơi này các cường giả, thần sắc thì là đặc biệt khó khăn xem. Hiện tại hạng chênh lệch, càng ngày càng lớn, bọn họ lại nghĩ đuổi theo Diệp thần, thì càng khó khăn. Thân Độ Uyển Nhi ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, nhàn nhạt nói, nếu như các người muốn đuổi theo luân hồi mà nói, vậy chỉ có mạo hiểm đi công đức khu. Công đức khu. Nghe được Thân Độ Uyển Nhi mà nói, đám người một hồi ngưng trọng. Công đức khu, là chiến trường cuối cùng khu 1, cũng là hắc ám khí thức nồng đậm nhất địa phương. Thiên Ngự Hồn Đế vốn là tử cấm khu lãnh tụ, hắn thân xác tan biến, tàn hồn khẳng định trốn vào liền công đức khu, muốn dựa vào bên kia hắc ám khí thức, một lần nữa hồi phục. Hắn tàn hồn bên trong, còn hàm chứa rất nhiều tử hoàng lửa, các ngươi ai có thể giết chết hắn, ai liền có thể độc chiếm vậy còn dư lại tử hoàng lửa. Thân Độ Uyển Nhi chậm rãi nói. Phú Hoàng Ngạo Tuyết, Quy Trần nghe nói như vậy, ánh mắt cũng là hơi sáng lên. Thiên Ngự Hồn Đế thân xác đã diệt, chỉ còn dư lại tàn hồn kéo dài hơi tàn, vậy tàn hồn lực lượng, đặc biệt yếu ớt, coi như là phổ thông bách gia cảnh võ giả, đều có thể đem tiêu diệt. Nếu như có thể tiêu diệt Thiên Ngự Hồn Đế tàn hồn, liền có thể một mình thu hoạch còn dư lại chỗ tốt. Ngoài ra, tử cấm khu quái vật cùng yêu thú. Mất đi lãnh thụ thống quản hạn chế, vậy nhất định di chuyển đi công đức khu, lấy được càng nồng nặc hắc ám linh khí.